con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho một việc quan trọng, thì con phải nói gì trước khi tụng kinh, và tụng xong thì hồi hướng như thế nào cho việc đó đạt được kết quả. Vì sau thời gian tụng kinh xong, con hồi hướng rộng khắp cho thần linh thổ địa cửu huyền thất tổ, vong linh thai nhi oan gia chế chủ và cả nhà và cô hồn ngạ quỷ vân vân, và hồi hướng cho người sống được bình an và lắm vả thế, và cả việc quan trọng của mình cần nữa. Và như vậy có phải ví như có một chút tiền mà con mà cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được một chút xíu hay không, thì việc quan trọng hơn sẽ rất lâu được thành tựu hay không? Trong Phật pháp nó không như thế. Phật pháp nó không như vậy các quý vị ạ. Vì nó đang hiểu sai về Phật pháp. Phật pháp chúng ta là ban trải cái tâm Bồ đề, đem công đức tu hành được để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được quân chiêm lợi lạc, thì đó chính là gì? Đó chính là tâm của Phật, đó chính là hạnh của Phật, đó chính là nguyện của Phật. Chúng ta làm đúng với tâm của Phật, hạnh của Phật, nguyện của Phật á, thì công đức vô lượng vô biên. Đâu có phải là ví như cái pháp của thế gian mà có mấy đồng tiền mà đem cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được có vài đồng đấy, thì không đủ mua cái gì, cái gì không đủ mua bánh mì tôm đâu. Hiểu Phật như thế là sai con ạ. Nhá, hiểu Phật như thế là sai, hiểu rất sai chứ không phải là sai mà rất sai. Còn Phật tử hỏi rằng á, trước khi tụng kinh và sau khi tụng kinh phải hồi hướng như thế nào, phải cầu nguyện như thế nào, phải khấn như thế nào? Ôi, quan trọng gì đâu, có gì khấn đấy. Tâm xuất Phật chứng, tâm chúng ta thế nào thì khấn như thế, cầu cái gì thì cứ thế mà nói ra. Trước khi tụng kinh thì có nghi lễ hết rồi. Chúng ta vào chúng ta thì vái Phật ba vái, xong bắt đầu vào tụng kinh, ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đấy, thì còn gì nữa. Tất cả cái nghi thức ấy, cái nghi thức ấy chính là gì, mình gọi là văn khấn đấy. Gọi là văn khấn cái nghi thức ấy. Còn cái gì, cái bài hồi hướng chúng ta cũng là văn khấn đấy. Còn ngoài ra chúng ta hồi hướng xong hết theo nghi thức rồi, chúng ta muốn nán lại thêm 5, 3, 7 phút để cầu nguyện cái gì thì cứ cầu nguyện. Lúc đó chúng ta cứ nói hết ra, không sao, cứ nói ra. Nói ra Phật có nghe hay không, Phật còn phải xem xét cái chúng ta cầu nguyện nó có phù hợp với đạo đức hay không, phù hợp với nhân quả hay không, phù hợp với luật pháp của đất nước Việt Nam hay không nữa chứ. Thì chúng ta mà cầu mà gì, để đánh đề thì chắc chắn không được rồi. Cầu để bui đi buôn lậu mà chót lọt công an thì chắc chắn không được rồi. Cầu mà cho gì ạ? Cho chúng ta trúng một cái sổ số hay gì cũng không được rồi. Đấy. Chúng ta phải biết phù hợp với pháp luật, nhưng mà còn phải phù hợp với đạo đức, với nhân quả hay không. Chứ không phải là với pháp luật Việt Nam có thể là phù hợp, nhưng với đạo đức, lối sống thì có thể không phù hợp thì sao? Với nhân quả của Phật nói thì cũng không hợp thì sao? Ví dụ như Việt Nam chúng ta gì, luật pháp Việt Nam cho chúng ta gì, cho phép là gì, nạo phá thai, cho phép là gì, sát sinh hại vật để buôn bán ở các chợ búa và ăn uống bình thường, đúng không? Đấy, luật pháp Việt Nam không cấm, cho phép. Nhưng mà chúng ta vào tụng kinh xong chúng ta bảo cầu gì, cho gì, cho đứa con dâu hay là đứa con gái hay là cái đứa cháu nội hay đi hay cháu ngoại gì đó gì nó đi phá thai á, nó đi phá bỏ cái thai đi á, chắc chắn là Phật gì, Phật không đồng ý rồi. Hoặc là cầu làm sao để cho gì, cho cái đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể của mình á, nó gì, nó có sức khỏe để nó làm cái nghề sát sinh hại vật đó, để nó kiếm ra nhiều tiền ấy, chắc chắn gì, hợp với pháp luật nhưng mà không hợp với nhân quả. Phật cũng không bao giờ gì, không bao giờ mà gia hộ cho chúng ta những cái việc ấy, đúng không? Đó, cho nên thầy mới nói là hợp với nhân quả, hợp với đạo đức và hợp với pháp luật. Pháp luật có thể gì, hợp nhưng mà gì, không hợp với nhân quả thì cũng không được. Cho nên nhân quả và đạo đức, lối sống lành mạnh nó là số một. Pháp luật quốc gia này, quốc gia khác nó có thể khác nhau, nhưng mà nhân quả thì ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, khắp mười phương thế giới cũng đều chung như nhau hết. Còn lối sống đạo đức ở xã hội thì có thể nó nhìn nhận khác nhau, nhưng cái cơ bản gì đó là không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, vâng làm các việc thiện. Đó chính là cái cơ bản của đạo đức. Đây là cơ bản của gì? Của đạo đức. Cho nên chúng ta cũng phải phù hợp với nó thì mới được.
Một Phật tử nữa hỏi, từ địa chỉ Hoàng Phương 0504 68@gmail.com hỏi rằng, thầy hoan hỷ cho con hỏi, trước khi tụng kinh thì phải khấn thế nào cho đúng và không có lỗi ạ? Cách đây 10 năm, nhà con có mua một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ của người đi bán rong và từ đó để lại phòng khách, để tại phòng khách. Nay nghe thầy giảng, con thấy như vậy là có lỗi, vì trong phòng khách nhà con chật, lại có ghế nằm để chân hướng về đó. Giờ con phải làm thế nào để ở đâu kể không để không lỗi ạ? Con xin thầy, xin chiên công đức của thầy. Phật tử hỏi có hai ý, ý bảo là tụng kinh thì trước khi khấn khứa như thế nào, cái này thầy nói câu lúc nãy rồi, đúng không? Tùy theo tùy tâm, khấn khứa nào là do mình. Mà có nghi thức ở trong khóa lễ rồi, nếu không biết khấn là cứ theo nghi thức mà làm, cứ theo nghi thức là đầy đủ rồi. Còn ngoài ra chúng ta muốn khấn nôm thêm cái gì thì cứ đọc vào thôi, không sao. Xong tụng hết kinh, khấn hết bài phát, hết cái bài phát nguyện đó, xong chúng ta khấn, khấn xong chúng ta tam tự quy, thế là xong. Còn nói rằng gia đình có trước đây 10 năm có thỉnh pho tượng Di Lặc bằng gỗ để trong phòng khách, bây giờ phòng khách lại nhỏ, nằm thì có cái ghế sofa nằm thì hay quay chân về đó, thì bây giờ làm thế nào? Thì bây giờ đơn giản thôi, đừng có nằm, đừng có quay chân vào đó mà quay đầu vào đó đi thì được, không sao. Để cái tượng Phật ở đó cho mọi người cùng ngắm cùng ấy cũng được, nhưng có thay đổi mỗi cái thì chúng ta quay cái đầu đi, đừng có cho chân vào đấy mà chúng ta cho đầu vào đấy, thế là được, thế thôi. Hoặc nếu không thì trên ban thờ nhà chúng ta mà rộng rãi thì thỉnh cụ lên trên ban thờ chúng ta thờ cũng được, mà chiêm bái mà đỉnh lễ hàng ngày cũng được. Không thì để tại phòng khách cho nhiều người xem thấy mà phát khởi cái một chút cái niềm tin ấy, nhìn thấy tôn tượng của Phật, của Bồ Tát cũng là quý rồi. Nhưng thay đổi mỗi một cái là gì? Lúc nằm thì nằm cho đầu vào đấy, cho chân ra ngoài, thế thôi, đơn giản thế. Còn cái tivi muốn xem thì mình đổi lại cái chỗ tivi là được, có thể treo lên tường ở phía ngoài là được, đổi lại lúc mình nằm để đầu mình vào trong tượng Phật, tượng Bồ Tát, chân ra ngoài, thế là được thôi. Một câu hỏi Phật tử hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Con tên là Nguyễn Thị Mai, hiện tại con đang ở thành phố Hà Giang. Đầu năm con có về chùa Khai Nguyên dự lễ hội tháng 2, và con có thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về nhà đọc, nhưng con đọc không được đều. Nay con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Cháu thứ nhất sinh ngày 3 tháng 10 năm 1996, sinh vào 2 giờ 30 phút, được con đi xem và được thầy phán là giờ sinh của cháu trùng với giờ tử của một người đàn ông. Ôi dồi ôi, xin thưa các quý vị, thì ai sinh ra mà chẳng trùng với người tử của một người đàn ông hoặc nhiều người đàn ông? Chúng ta thấy á, trong cái một cái một phút thì ở trên thế giới chúng ta phút nào mà chẳng có một người chết, đúng không? Mà từ đây về vô thủy kiếp trước thì bao nhiêu trăm nghìn năm trước thì lúc nào chẳng có người chết vào về trước. Mà tôi nói ngay cái lúc mình sinh ra trong cái phút đấy, trên thế giới này cũng có gì, có người nam và cũng có người nữ chết. Người ta nói là cứ một giây và có mấy người chết mà, trên thế giới chúng ta một tiếng đồng hồ là có bao nhiêu người chết mà. Một tiếng có 60 giây, một giây phải có gì, có bao nhiêu người chết trên toàn thế giới, thì tránh làm sao được mà bảo là nói là trùng với, cháu sinh ra trùng giờ với một người đàn ông chết, vô lý đùng đùng ra. Cái ông thầy vớ vẩn, đây là biết là gì, ông thầy vớ vẩn nó moi tiền rồi, thôi đừng có tin cái chuyện đấy. Nên tính tình của cháu thì cục cằn giống đàn ông, tính tình không phải là do giờ sinh ra mà nó như thế. Nếu mà do giờ sinh ra như thế thì hỏi xem tất cả những người ở trên thế gian này cũng sinh ra cái ngày ấy, giờ ấy, năm ấy, tháng ấy, thì họ không cục cằn như cháu thì sao? Tính tình ở đây là gì? Do cái nhân quả, do cái nghiệp nghiệp báo của nó gì? Gieo trồng thì nhờ nhiều đời, nhiều kiếp mà có vậy. Thì không phải là do cái sinh vào ngày, tháng, năm, giờ ấy mà gì? Mà sinh ra cái nghiệp như thế. Nói thế là không đúng với giáo lý của Đức Phật rồi. Không đúng với... người đệ tử của Phật, học Phật phải nên biết vậy. Và đến bây giờ đi xem, người ta nói rằng bị duyên âm ám. Kính hỏi thầy,
Bây giờ trường hợp của cháu như thế thì phải làm thế nào? Đó, thôi cứ tụng kinh Địa Tạng thôi. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nếu bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng thì tốt. Bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng, chép xong ấy, nhất tâm lúc chép là phải đánh răng, rửa mặt, rửa tay, quần áo cho sạch sẽ đi, bắt đầu chép. Chép cho 3 quyển kinh Địa Tạng. Chép xong để lên chân trên ban thờ nhà mình ấy, mà để gì, để 100 ngày. Xong đó thì đem đến chùa, để gì mình lễ xong rồi ấy, mình đối trước Phật xong mình xin hóa âm đi. Tức là mình tụng Bát Nhã, mình ra cái lò hóa sớ của nhà chùa mình hóa đi. Thế được, chép xong mình hóa đi. Hoặc là chép xong để gì, để cho cháu nó đọc cũng được. Thế thì được, tùy theo. Nếu mà chép xong mình sợ thì lại bỏ linh tinh ấy, thì có thể mang đến chùa mình ấy, lễ Phật xong rồi tụng Bát Nhã mình xin Phật hóa đi cũng được. Thế cũng tốt, không sao. Bảo cháu nó tự tay chép, mình đọc để hồi hướng nữa, là cháu nó cũng đọc được nữa thì là tốt nhất. Thì không có phải người ta bảo đi cắt duyên âm như thế là vất vài chục triệu oan không, chả được cái gì đâu. Câu thứ hai nói là cháu thứ hai sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998. Con đi xem cho cháu thì thầy bói nói cháu bị khuyết đường duyên. Để chúng ta thấy không? Chị thì ở trên thì nó bảo là gì? Bị duyên ám, ma ám, sinh vào giờ xấu. Dưới thì bảo khuyết đường duyên. Cháu cũng hoạt bát, duyên dáng và năng động. Tuy nhiên đến giờ cháu vẫn chưa có duyên với ai. Sinh năm 98 còn ít tuổi mà. Con muốn hỏi rằng giờ trường hợp của cháu nhà con thì phải làm thế nào ạ? Đấy, cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các cháu. Phải bảo các cháu cùng chép kinh Địa Tạng nữa. Và nó đọc được kinh Địa Tạng nữa tốt nhất. Và phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa thì để hồi hướng cho các cháu. Phật tử nó hỏi từ địa chỉ hương trần@gmail.com hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Phật tử chúng con thật hoan hỷ khi lại được nghe thầy trả lời vấn đáp trực tuyến ạ. Con có câu chuyện gia đình hơi dài, thầy hoan hỷ đọc hết ạ. Con sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, 1 trai 3 gái. Con là út, anh trai trưởng, anh trai là trưởng. Nhưng chỉ có mình con biết tới Phật Pháp. Các anh chị con đều không tin, chị dâu lại báng bổ Phật Pháp nữa. Con, ba con trước khi mất, tức mất ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Hợi, là có thời gian dài nằm viện. Những hôm đến phiên con trông cụ, những hôm đến phiên con trông cụ, con đều khai thị nhắc cụ niệm Phật và hai cha con đều cùng niệm Phật. Lúc ba con mất trong bệnh viện, khi bệnh viện đưa ba con lên xe để đưa vào nhà lạnh, suốt dọc đường đi con mở đài niệm Phật và vừa khai thị vừa niệm Phật cho cụ. Khi vào đến nhà lạnh, lúc nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị chuyển ba con vào tủ lạnh thì thật may là trên người ba con có một chiếc áo do các anh chị con chưa kịp thay cho cụ. Nên con cầm luôn chiếc áo đó vào người và vẫn tiếp tục niệm Phật cho cụ hơn một tiếng nữa mới khấn với cụ ba theo con về nhà con ở, vân vân, để hàng ngày con tụng kinh niệm Phật cho ba nghe nhé. Về đến nhà, con mang chiếc áo của cụ lên bàn thờ, treo ảnh của cụ dưới ban thờ Phật, thắp hương và tụng luôn một biến kinh Địa Tạng. Những ngày sau đó, tức là trong 49 ngày, nhất là những ngày tuần, con đều cúng cơm và tụng kinh niệm Phật khai thị cho ba con. Bạch thầy cho con hỏi liệu con làm như vậy có đúng pháp không? Và liệu thần thức của ba con có theo con về nhà con được không ạ? Vì bên nhà anh trai con, chị dâu con cấm cửa, không cho con sang tụng kinh niệm Phật và cũng không mở đài niệm Phật cho ba con cảm ơn thầy. Phật tử, câu chuyện thì khá dài, nhưng chốt lại Phật tử có thắc mắc muốn hỏi rằng tất cả việc làm của Phật tử như vậy có đúng pháp hay không? Thầy khẳng định là đúng pháp. Yên tâm, hoan hỷ. Câu đầu tiên thầy, ý đầu tiên thầy trả lời Phật tử làm như thế là đúng pháp. Còn Phật tử này hỏi rằng làm như vậy ba có về được nhà mình không mà có nghe kinh được không? Thầy lấy một cái ví dụ. Bây giờ Phật tử này gì?
mời bố của mình về nhà mình để ăn một bữa cơm, hay là về nhà của mình để ở lại chơi với mình một vài tuần hay một vài bữa vân vân chẳng hạn, mình chân thành mình mời, tôi nghĩ rằng chắc chắn gì ông cụ sẽ đi đến nhà mình để chơi và để ăn cơm đó. Thậm chí nếu mình chân thành, có thể ông cụ còn ở lại với mình nếu có thể một thời gian nhất định nào đó. Cho nên Phật tử hỏi rằng thành tâm như thế, làm những việc như thế thì bố mình có thể về đến nhà mình hay không? Theo quan điểm của thầy nghĩ là có thể. Nếu như ở đời cụ ấy không làm những việc ác quá mà phải đọa vào trong ba đường ác đạo ngay lập tức, thần thức của cụ vẫn còn mang mang ở gì ở trên thế gian trong vòng 49 ngày như trong kinh Phật nói, thì về nhà của Phật tử này là chuyện bình thường, về được. Nếu như làm việc cực ác thì không thể về được nữa. Nếu hoặc là làm việc cực thiện ở trên đời thì cụ ra đi cụ niệm Phật được một chút như thế, có khi cụ về vãng sinh về Tây Phương hoặc lên cõi trời hoặc đi thác sinh làm người rồi, thì cái chuyện gì ạ, cái chuyện mà cụ có về được nhà mình hay không thì không quan trọng, vì các cụ có chỗ tốt hơn để đi rồi thì quan trọng gì là cụ về nhà mình nữa hay không làm gì. Còn nếu mà người ta sống đời người ta làm việc cực ác thì người ta phải vào ba đường ác. Nhưng tôi nghĩ rằng cái khi cuối đời mà niệm Phật được như thế, đấy là cũng còn một đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Cho nên Phật tử này cũng yên tâm, không phải lo lắng những việc làm của mình ấy, có Phật Bồ Tát sẽ chứng biết cho mình, sẽ chứng minh cho mình. Và Phật tử này hãy tiếp tục thì tụng kinh và niệm Phật để hồi hướng cho ba mình hơn nữa. Nếu được vãng sinh rồi, được sinh về cõi lành rồi thì được nâng cao phẩm vị. Nếu chưa được vãng sinh nhé, chưa được sinh về cõi lành thì sẽ sớm sinh được cõi lành. Đó, hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Làm những việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông cụ. Đó, tốt, rất tốt, không sao cả. Không cần là phải về nhà anh trai, tụng tại nhà mình cũng được, không ảnh hưởng gì. Tâm xuất Phật chứng mà. Pháp thân chư Phật biến khắp mười phương. Vong linh thì không có sự chướng ngại về thân thể, cho nên mình thành tâm có thể cảm được họ vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào Thầy, con có câu hỏi mong Thầy hoan hỷ giải đáp. Đó là khi tổ chức tang lễ, con thấy trong đám tang có rất nhiều các nghi thức, và có nghi thức cũng như 3 ngày sau khi người mất qua đời có bắt buộc phải cúng đổ mặn. Con mong Thầy hoan hỷ giải đáp các nghi lễ nào là cần giữ lại và làm như thế nào cho đủ pháp ạ. Trong nhà Phật chúng ta không có nghi lễ nào là bắt buộc phải cúng mặn trong 3 ngày cả, hay trong 7 ngày, hay trong 21 ngày, hay trong 49 ngày cả, vân vân. Cái nghi lễ mà cúng mặn các vị bảo bắt buộc đấy thì toàn mấy ông thầy cúng thôi. Mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo cái pháp của ông thầy cúng thôi. Còn trong Phật pháp chân chính không bao giờ, tôi khẳng định lại là không bao giờ có một cái sách nào của nhà Phật nói rằng trong nghi lễ cúng 3 ngày cho người mất là phải bắt buộc phải cúng mặn, không bao giờ có. Tôi khẳng định không bao giờ có. Nếu trong kinh Phật chân chính mà nói cái điều đó thì tôi nói với các quý vị rằng mười phương ba đời chư Phật sẽ không thành Phật đâu. Và tôi cũng không ngồi ở đây nữa để giảng giải giáo lý của Đức Phật cho các quý vị nghe nữa đâu. Mười phương ba đời chư Phật không có Đức Phật nào là khuyên chúng sinh làm việc ác lại đem chúng sinh vào cái chỗ đọa xứ như thế cả. Cho nên đây chỉ có tà ma ngoại đạo, đây chỉ có là những ông thầy cúng vớ vẩn, có những ông sư linh tinh vớ vẩn mới bắt buộc các Phật tử cúng mặn, cúng 3 ngày cho vong mới phải gì, mới phải có miếng thịt hay phải có con gà hay có cái thủ lợn hay gì, hay có cỗ mặn như thế. Đây không bao giờ có, trong nhà Phật không bao giờ có bắt buộc nhé, khẳng định với Phật tử như thế. Thầy là con mọt sách, ngày xưa 8 năm đi học là con mọt sách, đọc không biết bao nhiêu là sách vở của nhà Phật, không thấy sách nào trong nhà Phật nói như thế. Đây toàn là gì, mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo nghi thức của ông thầy cúng hướng dẫn thôi. Cho nên Phật tử bỏ cái này đi, đây là sai pháp của nhà Phật. Nếu Phật tử này muốn tu theo Phật thật sự thì bỏ đi. Phật không dạy như thế, Bồ Tát không dạy như thế, chư lịch đại tổ sư không ai dạy như thế. Và thầy bây giờ cũng khẳng định lại một lần nữa với các vị thì không bao giờ chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư dạy như thế. Cho đây là tà pháp, bỏ đi. Phật tử nữa hỏi, có Mai là Vũ Thế Đô hỏi rằng con kính bạch thầy, nay con có hai câu hỏi xin thầy giải đáp giúp con. Đọc kinh nên to, nên đọc to hay đọc bé ạ?
Vì con đưa kinh Địa Tạng cho một người bạn đọc, chị ấy bảo đọc kinh nên đọc bé. Con bảo ở chùa, con bảo ở chùa đọc to không lý nhí như chị đâu. Chị ấy bảo ở chùa đọc là để cho mọi người đọc theo nên đọc to. Nay con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Đọc to đọc bé ở đây thì không quan trọng đâu các quý vị. Tùy theo có lúc chúng ta nên đọc to, có lúc nên đọc nhỏ. Ví dụ như chúng ta đọc nhỏ mà nó buồn ngủ, nó hôn trầm, nó tức buồn ngủ thì đọc to lên một tí để cho hết hôn trầm, hôn buồn ngủ. Mà đọc to mà người thân của chúng ta đang ngủ, mất ngủ, ví dụ chúng ta là vợ mà đọc chồng không ngủ được, hoặc là gì, hoặc vợ chồng đọc con cái không ngủ được, hoặc bố mẹ đọc con cái không ngủ được, hoặc con cái đọc bố mẹ không ngủ được á, thì chúng ta gì, đọc bé nó lại. Giống như cái tivi trong nhà mình nhé, mà chúng ta nghe có lúc thì chúng ta ưa thích nghe to thì mở to lên, nhưng mà khi nào cần gì cần mở bé xuống thì mở bé nó xuống. Đây là phương tiện, chứ không cứ là phải đọc to mới đúng hay là phải đọc nhỏ mới đúng nhé. Là phương tiện, mình đọc thế nào mình cảm thấy vừa là được, không mệt, không hao tâm tổn sức là được. Nếu đọc to quá thì mình sẽ mất khí, sẽ này, mất cái hơi nhiều thì sẽ gì, mất khí thì sẽ gì, sẽ bị mệt. Cho nên đọc cũng vừa phải là được. Đọc bé quá, cứ lý nhí thì chúng ta thì tâm sẽ dễ bị hôn trầm, tức là hay buồn ngủ đó. Cho nên to nhỏ quá thì cũng không nên, mà tùy theo, quan trọng nhất là tùy theo cái điều kiện, thời gian, hoàn cảnh của từng hôm, từng buổi chúng ta lên đọc kinh. Hôm chúng ta lên đọc kinh mà người nhà chúng ta vẫn đang ngủ thì nên đọc vừa thôi, đọc bé thôi. Ở nhà một mình, chúng ta có một mình á, nhà cách xa hàng xóm mà, thì chúng ta cứ gõ mõ tụng kinh xả láng đi, đọc cho nó hoan hỉ to như ở chùa đấy, thì cho cái tâm nó phấn chấn đi, cái càng tốt. Không sao. Nhưng mà cũng đừng có hét nó to quá thì nó mất giọng, lạc giọng đi, hoặc mất giọng đi, hoặc mất hơi thì lại mệt. Tụng kinh xong mà ngồi thở hổn hển là cũng không được. Tụng một ngày như thế thì còn được, cái tụng nhiều ngày như thế là chúng ta ốm này là sinh ra chán. Cho nên cái việc đọc kinh to nhỏ đấy là do chúng ta điều chỉnh làm sao cho hợp lý, không nhất định phải to hay phải nhỏ, hoặc to sai hoặc nhỏ sai, vân vân. Ý thứ hai, dạo gần đây không được lên chùa, khi tu tập một mình con có cảm giác có ai đó xung quanh khiến con sợ, không tu, không tập trung được như khi vào, không tập trung được khi vào thời khóa. Đặc biệt khi nào tu tập tinh tấn hay đứng trước tam bảo càng bị sợ hơn, càng bị sợ nhiều hơn. Con cảm thấy nhiều lúc sợ sệt khi đứng trước tam bảo. Lúc đó con phải ngồi đọc ở trong phòng không có tượng Phật thì mới thấy an. Hỏng rồi. Phật tử này bắt đầu gì, ma bắt đầu phá rồi đấy. Thu như thế là ma phá đấy. Người ta đứng trước tam bảo, đứng trước tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát, chúng ta thì phải thấy an. Mà bây giờ lại nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật là không an, mà vào phòng ở mình là mới an. Đấy là đang đi sai đường rồi, bắt đầu chớm sai đường. Nên phải sám hối ngay, sám hối ngay. Và nên gì, nên sám hối. Phật tử này nên sám hối bằng cách gì? Có thể phát nguyện lễ ngũ bách danh nữa. Ngoài tụng kinh Địa Tạng nên lễ ngũ bách danh mà sám hối. Lễ ngũ bách danh, đặc biệt là những ngày trai nên lễ ngũ bạch danh thêm để sám hối. Không có một thời gian sau có khi lại bỏ Phật để đi theo tà đạo mất. Đó. Thì lại nguy hiểm. Đó. Sai rồi, đang sai rồi. Phật tử nữa hỏi. Mai là Nguyễn Thu Huyền 150012@gmail.com. Bạch thầy, con có hai câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con với ạ. Câu 1, đời vô thường có nghĩa là như thế nào? Con đã tra thử nghĩa nhưng đọc vẫn không hiểu cho lắm. Con có thấy không? Con đã bao giờ con đi ra nhìn một bông hoa chưa? Một bông hoa ở trước cửa nhà con hay bên cạnh nhà con ấy, hay ở trên ban thờ nhà con chưa? Chắc có đúng không? Hôm nay con dâng một bông hoa lên con cúng Phật ấy, hoa rất là tươi. Nếu mà trời mà mát thì nó được gì 2, 3, 4, 5 cho đến 7 hôm đúng không, hoặc lâu hơn một chút nữa. Nhưng đấy, nếu mà trời nóng thì chỉ được 1 hoặc 2 hôm rồi gì, nó có quản tươi như hôm con đem lên con dâng lên ban thờ nữa không? Không đúng không? Nên héo, và con phải đem nó, con phải đem con bỏ ra xọt rác đúng không? Hôm trước ấy, nó đẹp, con nỡ bỏ nó vứt vào xọt rác không? Không, con mang về con cúng Phật.
Nhưng bây giờ nó héo rồi, con có dùng nữa không? Con có mang về phòng á, hay để mãi trên ban thờ không? Không, đúng không? Đó, vô thường ở chỗ đấy đấy con. Vô thường chính ở chỗ đấy đó. Hôm nay, nhìn thấy bông hoa rất là đẹp, nhưng ngày mai bông hoa đó gì? Đã úa tàn và gì? Là vứt ra sọt rác. Vô thường ở chỗ đó đấy. Còn bông hoa vô thường, thân sắc chúng ta gì? Cũng vô thường. Hôm nay con đang trẻ, đang khỏe, tóc đen như mun đó, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Một vài chục năm nữa, da con bắt đầu nhăn nheo, tóc con bắt đầu lấm tấm điểm bạc, mắt con mờ đi, tai con cũng gì, cũng nghe gì, cũng câu được câu không dần, sức khỏe của con cũng giảm xuống. Đó là gì? Báo hiệu sự vô thường, giống như bông hoa đang xinh xắn như thế này, đang xinh tươi, đẹp đẽ như thế này, hai ba hôm sau gì, nó úa dần, và một ngày không xa, nó sẽ gì? Nó sẽ tàn phai. Đó là gì? Vô thường. Sắc thân của chúng ta cũng thế, thân thể chúng ta cũng vậy, vô thường đấy con. Thân vô thường, còn tâm vô thường không? Tâm cũng vô thường. Hôm nay con có thể gì? Rất tín kính Tam Bảo, rất thích nghe Phật Pháp. Nhưng nếu mà con gì? Con mà sao nhãng, con không nghe theo lời Phật, không làm theo lời các thầy giảng, không chịu tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, không chịu gần gũi bậc thiện tri thức, không chịu đi chùa lễ bái, cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, không chịu gần gũi chư tăng để tăng trưởng cái công đức và trí tuệ, cũng như là cái ý niệm tốt và cái chí nguyện tốt của mình lên và con cứ đi gần gũi gì những người đi nhảy đồng nhảy bóng, hay là gần gũi những người tu theo các pháp môn khác như là pháp luân công hay là những tà đạo khác vân vân chẳng hạn, thì dần dần gì cái tâm tín kính của Phật của con trước đây nó không còn thường nữa, mà bây giờ thì nó chuyển thành gì? Từ thường chuyển thành gì? Thành vô thường, lại đi tin một cái tà ma ngoại đạo là vô thường. Và khi con đến đó con thấy thì con thấy là theo bên đó thì không an lạc như khi xưa theo Phật giáo, con lại quay trở lại Phật giáo, con gì con tu, con nhận ra đó là gì? Đó là gì? Là vô thường đấy. Tâm là vô thường, nay còn mai mất, nay mất mai còn, có thể gì? Hoặc theo thiện hoặc theo ác. Cho nên Phật mới dạy là luôn luôn giữ tâm gì? Thanh tịnh, luôn luôn giữ tâm gì? Kiên cố. Đối với giữ cái đức tin của mình vào Tam Bảo là kiên cố, thì để không bị cái sự vô thường ở trong tâm gì nó cuốn trôi như vậy. Cho nên vô thường ở đây có gì? Có cả thân vô thường và tâm vô thường đối với con người chúng ta. Cho nên đọc thì tra trên mạng thì chắc chắn chúng ta tự đọc thì không hiểu đâu. Nghe thầy nói vài câu như thế, thầy mong rằng Phật tử sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nghĩ đến cái sự vô thường, sắc thân của mình sẽ không bền chắc, sinh lão bệnh tử chính là vô thường đó con. Ý nữa Phật tự hỏi tại sao nhiều người sống ở kiếp này rất tốt, hiền lành, được mọi người quý mến, nhưng sao lại ra đi sớm tức là phải chết sớm đó. Có những người bị ung thư hay gì, tai nạn đã phải kết thúc một cuộc đời khi còn quá trẻ. Vậy có phải là do kiếp trước mắc tội gì nên kiếp này phải trả nợ và ra đi một cách đau đớn như vậy không ạ? Con rất mong thầy giải đáp thắc mắc của con. Con xin cảm ơn ạ. Đúng vậy. Đức Phật nói nhân quả ba đời. Cái nhân đời này họ gieo rất là tốt, là con người rất là tốt, thậm chí họ còn là quy Tam Bảo, tín học Phật Pháp, thậm chí là còn có người xuất gia theo Phật nữa, nhưng mà vẫn gì bệnh tật và chết yếu. Thậm chí còn có người bị người ta sát hại nữa vân vân. Chẳng hạn bị người ta mưu hại cho uống thuốc độc hoặc là giết hại nữa vân vân. Con người tốt tại sao phải chết sớm như thế? Tất cả là nhân quả vậy. Người phàm phu chỉ nhìn thấy cái nhân một đời là người đó tốt, nhưng không nhìn thấy cái nhân đời trước gì họ gieo xấu, cho nên đời nay họ thọ quả gì? Quả báo xấu. Nhưng mà nhân này họ làm việc tốt thì chắc chắn đời sau họ sẽ được hưởng quả tốt. Yên tâm điều đó. Trong kinh nhân quả Đức Phật nói trùng đậu đắc đậu, trùng quả, trùng qua đắc qua, tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, như là như thế. Phật tử này hãy xem lại gì? Kinh nhân quả báo ứng đi, để cho nó gì? Cho nó vững vàng thêm. Thì thầy chỉ đưa ra cái tiêu đề và cái gì? Hướng dẫn cho Phật tử này đọc thôi, tự Phật tử này sẽ có câu trả lời. Mà ai có cái thắc mắc giống Phật tử này thì hãy đọc kinh nhân quả. Đọc kinh nhân quả chúng ta sẽ rõ nhá, sẽ rõ thêm. Sang một câu hỏi thứ ba.
Một Phật tử có địa chỉ mail là khanhpro03a@gmail.com hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy và tất cả các vị tu trong chùa Khai Nguyên. Vâng, thầy chào con và chào tất cả các vị Phật tử đang nghe pháp. Con là Bùi Thị Hào, 61 tuổi. Con mới biết được bài giảng của thầy và con đã đọc kinh Địa Tạng được 8 tháng. Con thấy nghiệp của con được tiêu rất nhiều. Con hàng ngày đọc một thời và con đã phát nguyện 100 ngày và 21 ngày con và 21 ngày còn những ngày chay thì con ăn chay và đọc 3 thời. Phát nguyện đọc kinh 100 ngày. Ngày thường thì đọc một thời, còn những ngày chay thì đọc gì? Đọc 3 thời. Cũng được, cũng hoan hỷ. Con có câu hỏi như sau. Có một Phật tử bảo con treo ảnh Địa Tạng thì khi nào gia đình có cúng mặn thì phải bỏ ảnh xuống, có đúng không ạ? Nếu treo ở giữa bàn thờ thì mỗi khi dỡ ảnh xuống thì phải đứng lên ban thờ sợ bất kính. Vậy con treo ảnh ở bên phải thì có được không? Xin thầy trả lời cho con. Con chào thầy. Thầy xin trả lời luôn. Phật tử nào cũng đang có thắc mắc như thế này là chúng ta cũng nghe luôn. Các Phật tử chúng ta nếu mà hoan hỷ gia đình mà cả hoan hỷ mà cho chúng ta treo được một bức ảnh của Đức Phật hoặc là vị Bồ Tát nào đó lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình rồi, đây chắc chắn là chưa có ban thờ Phật, thì Phật tử mới hỏi như thế. Treo tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng lên giữa ban thờ rồi, nhưng mà có người bảo rằng mỗi khi ngày giỗ ngày Tết gia đình cúng mặn lại phải bỏ ảnh của Địa Tạng Bồ Tát xuống. Thì Phật tử này thấy như thế là gì? Là lúc treo lên treo xuống như vậy, dỡ lên dỡ xuống như vậy á, sợ là bất kính, cho nên hỏi thầy muốn treo sang bên trái hoặc bên phải á, tức là không treo giữa ban thờ mà bên trái bên phải ban thờ có được không? Xin thầy trả lời. Trước tiên thầy trả lời cho các Phật tử như thế này. Chúng ta nếu nhất tâm thờ Phật, chúng ta kính Phật thờ Phật, treo một bức ảnh của chư Phật hoặc Bồ Tát bất kỳ nào đó lên ở giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta trên cao trang trọng rồi, chúng ta cứ để nguyên đấy, không sao. Ngày giỗ ngày Tết á, chúng ta có nếu mà gia đình chưa hoan hỷ và cúng chay trường tuyệt đối á, vẫn gì ăn gì cũng đấy, tức là gì ăn mặn thì cũng mặn á, ngày giỗ ngày Tết ăn mặn cũng mặn, cứ vô tư mang lên cũng không sao, cứ cúng đi không sao cả, ăn gì cũng đấy. Ví dụ như là nhưng mà thì nên tránh sát sinh ở trong nhà là tốt nhất. Đấy. Ra chợ mua tam tịnh nhục được là tốt nhất. Bởi vì thì nếu người sống mà còn ăn thì chúng ta ăn gì cũng nấy thì cũng được. Vì người thân chúng ta chưa hiểu Phật Pháp. Thế cả nhà mà hiểu được thì không phải bàn nữa, không phải nói làm gì. Ở đây đang nói trường hợp cả nhà gì ạ, mới có 1-2 người theo Phật, còn lại đại đa số là chưa theo Phật. Thậm chí nhà mình là trưởng họ, nhà mình theo Phật hết á, nhưng khi ngày giỗ các cụ á, cả họ về á, họ không đồng ý cho chúng ta cúng chay, chúng ta cũng phải chịu các quý vị, chúng ta cũng phải theo họ. Mặc dù mình là trưởng họ nhưng mình cũng không nên áp đặt. Khi mà tâm của mọi người á, chưa thông, cái trí của mọi người á, chưa đủ, tâm họ chưa thông thì họ còn chấp, thì thôi chúng ta cũng gì hoan hỷ, dĩ hòa vi quý. Đừng làm cho họ hàng chúng ta vì cái niềm tin Phật Pháp của chúng ta mà làm cho họ phải đọa vào gì? Phải đi phỉ báng Tam Bảo mà phải đọa vào trong gì? 3 đường ác đạo. Như vậy không nên. Gia tiên chúng ta siêu hay không chúng ta chưa nhìn thấy, mà thấy gì? Lại thấy người thân chúng ta báng phá Tam Bảo lại gì? Là cái nhân để đọa trong 3 đường ác thì nguy rồi. Cho nên cái này người tu chúng ta phải rất là khéo léo, rất là uyển chuyển lại như thế. Trường hợp Phật tử này á, treo ảnh lên ở giữa ban thờ rồi cứ để nguyên đấy, không cần phải xê bên trái, cũng chẳng cần phải dịch bên phải, để nguyên đấy cho thầy. Và cứ tụng kinh bình thường. Ngày giỗ ngày Tết á, gia đình chưa hoan hỷ
ăn nào cũng đấy, tức là ăn mặn thì cũng mặn, cứ vô tư đi. Thậm chí ngày hôm đó thì chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng cho chúng ta tụng vẫn được, không sao. Trên ban thờ có gì có cúng mặn, chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng ra để đem kinh Địa Tạng ra để tụng vẫn được. Và hôm đó thì ngoài cầu nguyện chư Phật Bồ Tát độ cho ông bà, ông vải tổ tiên nội ngoại nhà mình được sớm được siêu thoát ra, chúng ta thì hồi hướng cho tất cả những gì, những chúng sinh mà hôm nay do mạng chung xấu số, cho nên phải bị người thân chúng ta giết, hoặc là bị những đao phủ ở ngoài, những người người ta ở lò mổ người ta giết hại con cái người thân của mình ra mua, mang về đây làm cỗ để gì, để nhớ ngày húy kỵ của ông bà tổ tiên người thân vân vân gì đó, hay ngày Tết ngày nhất gì đó vân vân, chúng ta khấn nguyện vào tụng, trước khi tụng khấn hoặc sau khi tụng kinh đem công đức đấy hồi hướng cho họ. Cái thần thức của họ đừng bám chấp vào gì cái miếng thịt kia nữa, đừng bám chấp vào cái tấm thân đó gì đã bị hủy hoại kia rồi, mà hãy gì nghe theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và để sớm đi sớm hướng tâm Bồ Đề, sớm phát tâm Bồ Đề theo câu niệm Phật của mình nhé, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài phóng quang ra hộ độ cho cái thần thức của các loài sinh linh ấy sớm được siêu sinh về cõi lành. Đó cũng là một biện pháp, đó cũng là gì, một cách chúng ta gì hóa giải hận thù. Tốt hơn là chúng ta đem bỏ ảnh xuống và hôm đó thì chúng ta chẳng tụng kinh niệm Phật, chả làm việc gì cả. Vì chúng ta nghĩ rằng hôm đó mang đồ mặn lên trên người thân chúng ta mang đồ mặn lên trên ban thờ, chúng ta không dám lên tụng kinh, không dám niệm Phật, không dám làm gì không nên. Việc sát sinh hại vật để đem dâng cúng tổ tiên đó là việc gì? Chắc chắn là gì? Là tội lỗi rồi. Chắc chắn là phải chịu cái quả báo xấu rồi. Chắc chắn là làm ảnh hưởng tới gì? Người thân của chúng ta quá vãng rồi. Nhưng nếu hôm đó chúng ta không làm một việc gì thiện thì cái tội ấy người ta phải gánh hết, và người thân chúng ta phải gánh hết, chia nhau mà gánh. Còn hôm đó chúng ta thì đem tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm vài trăm hoặc vài ngàn câu Phật hiệu, đem công đức ấy hồi hướng để tiêu trừ nghiệp chướng cho gì, cho người thân của chúng ta, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ chúng ta, và hồi hướng cho chính những gì những sinh linh mà gì mất mạng kia. Chúng ta gọi là lấy công đức phúc báo, lấy việc thiện để đắp vào cái việc sai trái, việc ác mà gì, mà mọi người làm ấy. Giống như trong nhà chúng ta mất điện, chúng ta phải tìm cái gì để thắp lên. Bình thường chúng ta thắp điện này nó sáng này, nhưng mất điện thì phải là lấy cái gì để thắp lên, chẳng nhẽ chúng ta ở tối với nhau mù mịt thế à? Chúng ta phải đi tìm nến rồi, tìm đèn gì, đèn dầu để thắp lên, đúng không? Ánh sáng của đèn, của nến nó tuy không bằng bóng điện nhưng nó vẫn gì, vẫn đủ ánh sáng để cho chúng ta nhìn thấy đường đi, nhìn thấy mọi vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Vậy ngày giỗ ngày Tết người thân chúng ta gì bắt phải cúng mặn lên trên ban thờ, không sao, cứ hoan hỷ đi. Vì chúng ta nghiệp của thế giới chúng ta này thế mà, cái hoan hỷ gì mà lên tụng kinh, cái tụng kinh của chúng ta đã ví như gì, điện đã bất thì gì, chúng ta thắp đèn thắp nến lên, nhà vẫn gì vẫn có ánh sáng đủ để dùng vậy. Tuy không sáng trưng rực rỡ như là bóng điện nhưng mà cũng đủ để chúng ta nhìn thấy sự vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Đó, cho nên đấy là gì? Câu trả lời của thầy với câu thứ ba ấy. Câu thứ tư, Phật tử có địa chỉ mail là gì? Dung khóc hay dung gì này hay gì gì đấy, đấy đấy đấy, dung khóc a@gmail.com hỏi rằng A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ. Thầy cho con hỏi một chút ạ. Con tụng kinh Địa Tạng được một năm rồi, mới đầu đọc tụng chậm vì chưa biết mặt chữ, nhưng giờ con tụng nhanh hơn, vậy có sao không ạ? Và con và con tụng cho chú con 49 ngày hàng tuần
nhưng tụng nhanh, vậy chú con có nghe được không hay phải tụng chậm ạ? À, con xin thầy hoan hỷ cho con ạ. À. Nam mô A Di Đà Phật ạ. À. Ngoan thế. Có Phật tử hỏi là ngày xưa khi mới học tụng kinh Địa Tạng, tụng một năm nay rồi, khi mới học thì nó tụng nó chậm, bây giờ quen mặt chữ rồi tụng nhanh, thì hỏi rằng tụng nhanh hơn như vậy có sao không? Tốt chứ sao, mình mà tụng thì nó lâu được thì mình tụng được nhanh là tốt. Các Phật tử cứ bình thường tụng một cái quyển đấy khoảng 45 phút đến 1 tiếng là vừa, chứ ngoài 1 tiếng mới xong quyển thượng, hay ngoài 1 tiếng mới xong quyển trung, ngoài 1 tiếng mới xong quyển hạ thì đấy là hơi lâu đấy, tụng thế là chậm. Tụng làm sao từ 40 cho đến 40-45 phút hoặc 50 phút, chậm nhất là khoảng 1 tiếng là xong một quyển đấy, tầm mấy là vừa đấy. Còn dành thời gian này để niệm Phật nữa, thời gian lễ tổng lễ tạ, niệm Phật, phát nguyện, hồi hướng nữa là khoảng độ tầm tiếng 15 đến 1 tiếng rưỡi trong một thời khóa tụng một quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ, như vậy là vừa. Nhanh quá thì tụng kinh nhanh quá thì cũng không nên, trì chú nhanh thì được. Ví dụ như Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô A Di Đà Phật Ra Ra Nam Mô Di Đà Bà Lô Yê Thế Bát Ra Ra Bồ Đề Ta Đa Bà Ra Ma Ta Đa Bà Ra Ma Ta Đa Bà Ra Ma Cô Linh Ca Ra Ta Bà Ra Bà Duệ, đấy thì được. Trì chú thì càng nhanh càng tốt, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ. Miệng trì tâm nhớ, tức là tâm nhớ thì nhớ tưởng cái câu thần chú thì nhanh thì được. Nhưng tụng kinh thì ở mức vừa phải. Các vị cứ nghe các sư ở chùa tụng tầm đấy là vừa. Hoặc chúng ta nếu tụng một mình thì nhanh hơn một tí cũng được, hoặc chậm hơn một tí cũng không sao, thế tự chúng ta phải cân đối. Còn ở đây Phật tử hỏi, Phật tử tụng nhanh thì đang tụng cho chú 49 ngày, chắc là ông chú ông mất, cho nên đang tụng cho chú như vậy, hỏi rằng tụng nhanh hơn như thế thì chú có nghe không? Nghe không quan trọng. Quan trọng là chúng ta thì hồi hướng cho họ công đức. Hồi công đức tụng kinh, hồi hướng cho họ. Thì chúng ta mới đầu lên nghe các thầy tụng kinh, chúng ta có nghe được không? Cũng không nghe được đúng không? Chúng ta có đọc theo, giờ sách ra lại giờ ra lở vào có đọc được đâu. Không quan trọng cái chuyện đó. Nếu như họ thực sự họ có duyên với Phật á, thì tụng nhanh hay tụng chậm một thời gian sau, nếu họ có duyên với Phật thì họ sẽ phải tự đi học thôi. Kể cả gì ở dưới quê âm họ phải tự đi học. Chắc không phải lo cái điều đó cho họ. Điều quan trọng bây giờ mình tụng ấy, mình cảm thấy an lạc, nhanh hay chậm mà mình tụng đến đâu mình nhớ kinh đến đó, mình ghi nhớ ở trong tâm khảm của mình, và mình thấy an lạc khi mình tụng kinh niệm Phật thì đó là được rồi. Chứ còn cũng không có một cái biểu nào để nói là có một cái biểu nào ở chùa bảo phải tụng như thế này là vừa, thế kia là không được. Nhưng các vị có thể tham khảo với cách tụng của các sư bây giờ ở chùa chúng ta đó, này tầm ấy là vừa, khoảng 45 phút trong 40-45 phút tụng kinh và niệm Phật nữa, tất lễ tổng lễ tạ tất khoảng tiếng rưỡi. Nếu niệm Phật nhiều thì thành 2 tiếng, thì tùy theo. Còn ở tây kinh thì khoảng 40 cho đến 1 tiếng đồng hồ trở lại thôi là vừa, không có chậm quá nó ea thì cũng khó, đọc nó không vào. Nhanh quá thì khoảng đọc mà luyến thoáng cả lên thì tụng kinh như tụng khoán, như làm khoán để cho xong nhanh rồi đứng dậy thì cũng không nên, như vậy là cầu thả. Ea thì quá thì khiến cho cái tâm nói gì nó sinh là bệnh hôn trầm, nhanh quá thì sinh ra cái tâm gì bất kính cầu thả, và khiến cho tâm viên ý mã nó dễ nổi lên, thế cũng không tốt. Đấy, trường hợp này thì Phật tử thế tự điều chỉnh thôi. Chứ còn thắc mắc rằng tụng nhanh như thế thì sợ là chú có nghe được không? Đang làm lễ 49 ngày chú nghe được không? Đấy, thôi cái này không quan trọng chú nghe được hay không, mà quan trọng nhất là mình nghe được hay không. Mình tụng mình có nghe được hay không, hay là mình đọc mình chẳng nghe được cái gì cả. Quan trọng mình có nghe được cái gì hay không. Mình phải nghe được, xong rồi mình mới có công đức để hồi hướng cho người ta. Người ta sẽ nhận được cái công đức hồi hướng của mình. Rồi còn người ta muốn, khi người ta được nhận được rồi, người ta thoát khổ rồi, người ta muốn đi học Phật, tự người ta sẽ có cách để người ta đi tìm Phật Pháp để người ta học. Không phải lo cái việc đó cho họ nhé. Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho một việc quan trọng, thì con phải nói gì trước khi tụng kinh, và tụng xong thì hồi hướng như thế nào?
cho việc đó đạt được kết quả. Vì sau thời gian tụng kinh xong, con hồi hướng rộng khắp cho thần linh thổ địa Kỷ Huyền Thất Tổ, vong linh thai nhi Oan Gia Chế Chủ và cả nhà và cô hồn ngạ quỷ vân vân, và hồi hướng cho người sống được bình an và lắm vả thế, và cả việc quan trọng của mình cần nữa. Và như vậy có phải ví như có một chút tiền mà con mà cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được một chút xíu hay không, thì việc quan trọng hơn sẽ rất lâu được thành tựu hay không? Trong Phật pháp nó không như thế. Phật pháp nó không như vậy các quý vị ạ. Vì nó đang hiểu sai về Phật pháp. Phật pháp chúng ta là ban trải cái tâm Bồ đề, đem công đức tu hành được để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được quân chiêm lợi lạc, thì đó chính là gì? Đó chính là tâm của Phật, đó chính là hạnh của Phật, đó chính là nguyện của Phật. Chúng ta làm đúng với tâm của Phật, hạnh của Phật, nguyện của Phật á, thì công đức vô lượng vô biên. Đâu có phải là ví như cái pháp của thế gian mà có mấy đồng tiền mà đem cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được có vài đồng đấy, thì không đủ mua cái gì, không đủ mua bánh mì tôm đâu. Hiểu Phật như thế là sai con ạ. Nhá, hiểu Phật như thế là sai, hiểu rất sai, chứ không phải là sai mà rất sai. Còn Phật tử hỏi rằng á, trước khi tụng kinh và sau khi tụng kinh phải hồi hướng như thế nào, cầu nguyện như thế nào, phải khấn như thế nào? Ôi quan trọng gì đâu, có gì khấn đấy. Tâm xuất Phật chứng, tâm chúng ta thế nào thì khấn như thế, cầu cái gì thì cứ thế mà nói ra. Trước khi tụng kinh thì có nghi lễ hết rồi. Chúng ta vào chúng ta thì vái Phật ba vái xong bắt đầu vào tụng kinh chứ. Ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đấy, thì còn gì nữa? Tất cả cái nghi thức ấy, cái nghi thức ấy chính là gì? Mình gọi là văn khấn đấy. Gọi là văn khấn cái nghi thức ấy. Còn cái gì, cái bài hồi hướng chúng ta cũng là văn khấn đấy. Còn ngoài ra chúng ta hồi hướng xong hết theo nghi thức rồi, chúng ta muốn nán lại thêm 5, 3, 7 phút để cầu nguyện cái gì thì cứ cầu nguyện. Lúc đó chúng ta cứ nói hết ra, không sao, cứ nói ra. Nói ra Phật có nghe hay không, Phật còn phải xem xét cái chúng ta cầu nguyện nó có phù hợp với đạo đức hay không, phù hợp với nhân quả hay không, phù hợp với luật pháp của đất nước Việt Nam hay không nữa chứ. Thì chúng ta mà cầu mà gì, để đánh đề thì chắc chắn không được rồi. Cầu để bui đi buôn lậu mà chót lọt công an thì chắc chắn không được rồi. Cầu mà cho gì ạ? Cho chúng ta trúng một cái sổ số hay gì cũng không được rồi. Đấy. Chúng ta phải biết này, phù hợp với pháp luật nhưng mà còn phải phù hợp với đạo đức, với nhân quả hay không. Chứ không phải nữa. Với pháp luật Việt Nam có thể là phù hợp, nhưng với đạo đức, lối sống thì có thể không phù hợp thì sao? Với nhân quả của Phật nói thì cũng không hợp thì sao? Ví dụ như Việt Nam chúng ta gì, luật pháp Việt Nam cho chúng ta gì? Cho phép là gì? Nạo phá thai. Cho phép là gì ạ? Sát sinh hại vật để buôn bán ở các chợ búa và ăn uống bình thường, đúng không? Để luật pháp Việt Nam không cấm cho phép. Nhưng mà chúng ta vào tụng kinh xong chúng ta bảo cầu cho gì, cho đứa con dâu hay là đứa con gái hay là cái đứa cháu nội hay đi hay cháu ngoại gì đó gì nó đi phá thai á, nó đi phá bỏ cái thai đi á, chắc chắn là Phật gì, Phật không đồng ý rồi. Hoặc là cầu làm sao để cho gì, cho cái đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể của mình á, nó gì, nó có sức khỏe để nó làm cái nghề sát sinh hại vật đó, để nó kiếm ra nhiều tiền đó, chắc chắn gì, hợp với pháp luật nhưng mà không hợp với nhân quả. Phật cũng không bao giờ gì, không bao giờ mà ra hộ cho chúng ta những cái việc ấy, đúng không? Đó, cho nên thầy mới nói là hợp với nhân quả, hợp với đạo đức và hợp với pháp luật. Pháp luật có thể gì, hợp nhưng mà gì, không hợp với nhân quả thì cũng không được. Cho nên nhân quả và đạo đức, lối sống lành mạnh nó là số một. Pháp luật quốc gia này, quốc gia khác nó có thể khác nhau, nhưng mà nhân quả thì ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, khắp mười phương thế giới cũng đều chung như nhau hết. Còn lối sống đạo đức ở xã hội thì có thể nó nhìn nhận khác nhau, nhưng cái cơ bản gì đó là không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, vâng làm các việc thiện. Đó chính là cái cơ bản của đạo đức. Đây là cơ bản của gì? Của đạo đức. Cho nên chúng ta cũng phải phù hợp với nó thì mới được. Một Phật tử nữa hỏi, từ địa chỉ Hoàng Phương 0504
68a@gmail.com hỏi rằng thầy hoan hỷ cho con hỏi trước khi tụng kinh thì phải khấn thế nào cho đúng và không có lỗi ạ. Cách đây 10 năm nhà con có mua một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ của người đi bán rong và từ đó để lại phòng khách để tại phòng khách. Nay nghe thầy giảng con thấy như vậy là có lỗi vì trong phòng khách nhà con chật lại có ghế nằm để chân hướng về đó. Giờ con phải làm thế nào để ở đâu kể không để không lỗi ạ? Con xin thầy xin chiên công đức của thầy. Phật tử hỏi có hai ý, ý bảo là tụng kinh thì trước khi khấn khứa như thế nào, cái này thầy nói câu lúc nãy rồi, đúng không? Tùy theo tùy tâm, khấn khứa nào là do mình. Mà có nghi thức ở trong khóa lễ rồi, nếu không biết khấn là cứ theo nghi thức mà làm, cứ theo nghi thức là đầy đủ rồi. Còn ngoài ra chúng ta muốn khấn nôm thêm cái gì thì cứ đọc vào thôi, không sao. Xong tụng hết kinh, khấn hết bài phát, hết cái bài phát nguyện đó, xong chúng ta khấn xong chúng ta tam tự quy, thế là xong. Còn nói rằng gia đình có trước đây 10 năm có thỉnh pho tượng Di Lặc bằng gỗ để trong phòng khách. Bây giờ phòng khách lại nhỏ, nằm thì có cái ghế sofa nằm thì hay quay chân về đó, thì bây giờ làm thế nào? Thì bây giờ đơn giản thôi, đừng có nằm, đừng có quay chân vào đó mà quay đầu vào đó đi thì được, không sao. Để cái tượng Phật ở đó cho mọi người cùng ngắm cùng ấy cũng được. Nhưng có thay đổi mỗi cái thì chúng ta quay cái đầu đi, đừng có cho chân vào đấy mà chúng ta cho đầu vào đấy, thế là được, thế thôi. Hoặc nếu không thì trên ban thờ nhà chúng ta mà rộng rãi thì thỉnh cụ lên trên ban thờ chúng ta thờ cũng được, mà chiêm bái mà đỉnh lễ hàng ngày cũng được. Không thì để tại phòng khách cho nhiều người xem thấy mà phát khởi cái một chút cái niềm tin đó, nhìn thấy tôn tượng của Phật, của Bồ Tát cũng là quý rồi. Nhưng thay đổi mỗi một cái là gì? Lúc nằm thì nằm cho đầu vào đấy, cho chân ra ngoài, thế thôi, đơn giản thế. Còn cái tivi muốn xem thì mình đổi lại cái chỗ tivi là được, có thể treo lên tường ở phía ngoài là được, đổi lại lúc mình nằm để đầu mình vào trong tượng Phật, tượng Bồ Tát, chân ra ngoài, thế là được thôi. Một câu hỏi Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Con tên là Nguyễn Thị Mai, hiện tại con đang ở thành phố Hà Giang. Đầu năm con có về chùa Khai Nguyên dự lễ hội tháng 2 và con có thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về nhà đọc, nhưng con đọc không được đều. Nay con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Cháu thứ nhất sinh ngày 3 tháng 10 năm 1996, sinh vào 2 giờ 30 phút, được con đi xem và được thầy phán là giờ sinh của cháu trùng với giờ tử của một người đàn ông. Ôi dồi ôi, xin thưa các quý vị, thì ai sinh ra mà chẳng trùng với người tử của một người đàn ông hoặc nhiều người đàn ông? Chúng ta thấy trong cái một cái một phút thì ở trên thế giới chúng ta phút nào mà chẳng có một người chết, đúng không? Mà từ đây về vô thủy kiếp trước thì bao nhiêu trăm nghìn năm trước thì lúc nào chẳng có người chết vào về trước. Mà tôi nói ngay cái lúc mình sinh ra trong cái phút đấy, trên thế giới này cũng có gì? Có người nam và cũng có người nữ chết. Người ta nói là cứ một giây và có mấy người chết mà. Trên thế giới chúng ta, một tiếng đồng hồ là có bao nhiêu người chết mà. Một tiếng có 60 giây, một giây phải có gì? Có bao nhiêu người chết trên toàn thế giới thì tránh làm sao được mà bảo là nói là trùng với, cháu sinh ra trùng giờ với một người đàn ông chết, vô lý đùng đùng ra. Cái ông thầy vớ vẩn, đây là biết là gì, ông thầy vớ vẩn nó moi tiền rồi, thôi đừng có tin cái chuyện đấy. Nên tính tình của cháu thì cục cằn giống đàn ông, tính tình không phải là do giờ sinh ra mà nó như thế. Nếu bảo do giờ sinh ra như thế thì hỏi xem tất cả những người ở trên thế gian này cũng sinh ra cái ngày ấy, giờ ấy, năm ấy, tháng ấy thì họ không cục cằn như cháu thì sao? Tính tình ở đây là gì? Do cái nhân quả, do cái nghiệp nghiệp báo của nó gì? Gieo trồng thì nhờ nhiều đời nhiều kiếp mà có vậy. Thì không phải là do cái sinh vào ngày tháng năm giờ ấy mà gì? Mà sinh ra cái nghiệp như thế. Nói thế là không đúng với giáo lý của Đức Phật rồi, không đúng với người đệ tử của Phật, học Phật phải nên biết vậy. Và đến bây giờ đi xem người ta nói rằng bị duyên âm ám. Kính hỏi thầy, bây giờ trường hợp của cháu như thế thì phải làm thế nào? Đó, thôi cứ tụng kinh Địa Tạng thôi.
nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nếu bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng thì tốt. Bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng, chép xong ấy, nhất tâm lúc chép là phải đánh răng, rửa mặt, rửa tay, quần áo cho sạch sẽ đi, bắt đầu chép. Chép cho 3 quyển kinh Địa Tạng. Chép xong để lên chân trên ban thờ nhà mình ấy, mà để gì, để 100 ngày. Xong đó thì đem đến chùa, để gì mình lễ xong rồi ấy, mình đối trước Phật xong mình xin hóa âm đi. Tức là mình tụng Bát Nhã, mình ra cái lò hóa sớ của nhà chùa mình hóa đi. Thế được, chép xong mình hóa đi, hoặc là chép xong để gì, để cho cháu nó đọc cũng được. Thế thì được, tùy theo. Nếu mà chép xong mình sợ thì lại bỏ linh tinh ấy, thì có thể mang đến chùa mình ấy, lễ Phật xong rồi tụng Bát Nhã mình xin Phật hóa đi cũng được. Thế cũng tốt, không sao. Bảo cháu nó tự tay chép, mình đọc để hồi hướng nữa, là cháu nó cũng đọc được nữa thì là tốt nhất. Thì không có phải người ta bảo đi cắt duyên âm như thế là vất vài chục triệu oan không, chả được cái gì đâu. Câu thứ hai nói là cháu thứ hai sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998. Con đi xem cho cháu thì thầy bói nói cháu bị khuyết đường duyên. Để chúng ta thấy không? Chị thì ở trên thì nó bảo là gì? Bị duyên ám, ma ám, sinh vào giờ xấu. Dưới thì bảo khuyết đường duyên. Cháu cũng hoạt bát, duyên dáng và năng động. Tuy nhiên đến giờ cháu vẫn chưa có duyên với ai. Sinh năm 98 còn ít tuổi mà. Con muốn hỏi rằng giờ trường hợp của cháu nhà con thì phải làm thế nào ạ? Đấy, cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các cháu. Thầy bảo các cháu thì cùng chép kinh Địa Tạng nữa. Và nó đọc được kinh Địa Tạng nó tốt nhất. Và phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa thì để hồi hướng cho các cháu. Phật tử nó hỏi từ địa chỉ hương trần@gmail.com hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Phật tử chúng con thật hoan hỷ khi lại được nghe thầy trả lời vấn đáp trực tuyến ạ. Con có câu chuyện gia đình hơi dài, thầy hoan hỷ đọc hết ạ. Con sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, 1 trai 3 gái. Con là út, anh trai trưởng, anh trai là trưởng. Nhưng chỉ có mình con biết đến Phật Pháp. Các anh chị con đều không tin, chị dâu lại báng bổ Phật Pháp nữa. Con, ba con trước khi mất, thì mất ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Hợi, là có thời gian dài nằm viện. Những hôm đến phiên con trông cụ, những hôm đến phiên con trông cụ, con đều khai thị nhắc cụ niệm Phật, và hai cha con đều cùng niệm Phật. Lúc ba con mất trong bệnh viện, khi bệnh viện đưa ba con lên xe để đưa vào nhà lạnh, suốt dọc đường đi con mở đài niệm Phật và vừa khai thị vừa niệm Phật cho cụ. Khi vào đến nhà lạnh, lúc nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị chuyển ba con vào tủ lạnh thì thật may là trên người ba con có một chiếc áo do các anh chị con chưa kịp thay cho cụ. Nên con cầm luôn chiếc áo đó vào người và vẫn tiếp tục niệm Phật cho cụ hơn một tiếng nữa mới khấn với cụ ba theo con về nhà con ở, vân vân, để hàng ngày con tụng kinh niệm Phật cho ba nghe nhé. Về đến nhà, con mang chiếc áo của cụ lên bàn thờ, treo ảnh của cụ dưới ban thờ Phật, thắp hương và tụng luôn một biến kinh Địa Tạng. Những ngày sau đó, tức là trong 49 ngày, nhất là những ngày tuần, con đều cúng cơm và tụng kinh niệm Phật khai thị cho ba con. Bạch thầy cho con hỏi liệu con làm như vậy có đúng pháp không? Và liệu thần thức của ba con có theo con về nhà con được không ạ? Vì bên nhà anh trai con, chị dâu con cấm cửa, không cho con sang tụng kinh niệm Phật và cũng không mở đài niệm Phật cho ba con cảm ơn thầy. Phật tử, câu chuyện thì khá dài, nhưng chốt lại Phật tử có thắc mắc muốn hỏi rằng tất cả việc làm của Phật tử như vậy có đúng pháp hay không? Thầy khẳng định là đúng pháp, yên tâm hoan hỷ. Câu đầu tiên thầy, ý đầu tiên thầy trả lời Phật tử làm như thế là đúng pháp. Còn Phật tử này hỏi rằng làm như vậy ba có về được nhà mình không mà có nghe kinh được không? Thầy lấy một cái ví dụ. Bây giờ Phật tử này gì? Mời bố của mình về nhà mình để ăn một bữa cơm.
hay là về nhà của mình để ở lại chơi với mình một vài tuần hay một vài bữa vân vân chẳng hạn, mình chân thành mình mời, tôi nghĩ rằng chắc chắn thì ông cụ sẽ đi đến nhà mình để chơi và để ăn cơm đó. Thậm chí nếu mình chân thành, có thể ông cụ còn ở lại với mình nếu có thể một thời gian nhất định nào đó. Cho nên Phật tử hỏi rằng thành tâm như thế, làm những việc như thế thì bố mình có thể về đến nhà mình hay không? Theo quan điểm của thầy nghĩ là có thể. Nếu như ở đời cụ ấy không làm những việc ác quá mà phải đọa vào trong ba đường ác đạo ngay lập tức, thần thức của cụ vẫn còn mang mang ở gì ở trên thế gian trong vòng 49 ngày như trong kinh Phật nói, thì về nhà của Phật tử này là chuyện bình thường, về được. Nếu như làm việc cực ác thì không thể về được nữa. Nếu hoặc là làm việc cực thiện ở trên đời thì cụ ra đi, cụ niệm Phật được một chút như thế, có khi cụ về vãng sinh về Tây Phương hoặc lên cõi trời hoặc đi thác sinh làm người rồi, thì cái chuyện gì cái chuyện mà cụ có về được nhà mình hay không thì không quan trọng. Vì các cụ có chỗ tốt hơn để đi rồi thì quan trọng gì là cụ về nhà mình nữa hay không làm gì. Còn nếu mà người ta sống đời, người ta làm việc cực ác thì người ta phải vào ba đường ác. Nhưng tôi nghĩ rằng cái khi cuối đời mà niệm Phật được như thế, đấy là cũng còn một đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Cho nên Phật tử này cũng yên tâm, không phải lo lắng. Những việc làm của mình có Phật Bồ Tát sẽ chứng biết cho mình, sẽ chứng minh cho mình. Và Phật tử này hãy tiếp tục tụng kinh và niệm Phật để hồi hướng cho ba mình hơn nữa. Nếu được vãng sinh rồi, được sinh về cõi lành rồi thì được nâng cao phẩm vị. Nếu chưa được vãng sinh nhé, chưa được sinh về cõi lành thì sẽ sớm sinh được cõi lành. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Làm những việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông cụ. Tốt, rất tốt, không sao cả. Không cần là phải về nhà anh trai, tụng tại nhà mình cũng được, không ảnh hưởng gì. Tâm xuất Phật chứng mà. Pháp thân chư Phật biến khắp mười phương. Vong linh thì không có sự chướng ngại về thân thể, cho nên mình thành tâm có thể cảm được họ vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con có câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp. Đó là khi tổ chức tang lễ, con thấy trong đám tang có rất nhiều các nghi thức, và có nghi thức cũng như 3 ngày sau khi người mất qua đời có bắt buộc phải cúng đổ mặn. Con mong thầy hoan hỷ giải đáp các nghi lễ nào là cần giữ lại và làm như thế nào cho đủ pháp ạ. Trong nhà Phật chúng ta không có nghi lễ nào là bắt buộc phải cúng mặn trong 3 ngày cả, hay trong 7 ngày, hay trong 21 ngày, hay trong 49 ngày cả, vân vân. Cái nghi lễ mà cúng mặn các vị bảo bắt buộc đấy thì toàn mấy ông thầy cúng thôi. Mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo cái pháp của ông thầy cúng thôi. Còn trong Phật Pháp chân chính không bao giờ, tôi khẳng định lại là không bao giờ có một cái sách nào của nhà Phật nói rằng trong nghi lễ cúng 3 ngày cho người mất là phải bắt buộc phải cúng mặn, không bao giờ có. Tôi khẳng định không bao giờ có. Nếu trong kinh Phật chân chính mà nói cái điều đó thì tôi nói với các quý vị rằng mười phương ba đời chư Phật sẽ không thành Phật đâu. Và tôi cũng không ngồi ở đây nữa để giảng giải giáo lý của Đức Phật cho các quý vị nghe nữa đâu. Mười phương ba đời chư Phật không có Đức Phật nào là khuyên chúng sinh làm việc ác lại đem chúng sinh vào cái chỗ đọa xứ như thế cả. Cho nên đây chỉ có tà ma ngoại đạo, đây chỉ có là những ông thầy cúng vớ vẩn, có những ông sư linh tinh vớ vẩn mới bắt buộc các Phật tử cúng mặn, cúng 3 ngày cho vong mới phải gì, mới phải có miếng thịt hay phải có con gà hay có cái thủ lợn hay gì, hay có cỗ mặn như thế. Đây không bao giờ có, trong nhà Phật không bao giờ có bắt buộc nhé, khẳng định với Phật tử như thế. Thầy là con mọt sách, ngày xưa 8 năm đi học là con mọt sách, đọc không biết bao nhiêu là sách vở của nhà Phật, không thấy sách nào trong nhà Phật nói như thế. Đây toàn là gì, mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo nghi thức của ông thầy cúng hướng dẫn thôi. Cho nên Phật tử bỏ cái này đi, đây là sai pháp của nhà Phật. Nếu Phật tử này muốn tu theo Phật thật sự thì bỏ đi. Phật không dạy như thế, Bồ Tát không dạy như thế, chư lịch đại tổ sư không ai dạy như thế. Và thầy bây giờ cũng khẳng định lại một lần nữa với các vị thì không bao giờ chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư dạy như thế. Cho đây là tà pháp, bỏ đi. Phật tử nữa hỏi, có Mai là Vũ Thế Đô hỏi rằng con kính bạch thầy, nay con có hai câu hỏi xin thầy giải đáp giúp con. Đọc kinh nên đọc to hay đọc bé ạ? Vì con đưa kinh Địa Tạng cho một người bạn đọc,
Chị ấy bảo đọc kinh nên đọc bé. Con bảo ở chùa, con bảo ở chùa đọc to không lý nhí như chị đâu. Chị ấy bảo ở chùa đọc là để cho mọi người đọc theo nên đọc to. Nay con mong thầy giải đáp giúp con ạ. À, đọc to đọc bé ở đây thì không quan trọng đâu các quý vị. Tùy theo có lúc chúng ta nên đọc to, có lúc nên đọc nhỏ. À, ví dụ như chúng ta đọc nhỏ mà nó buồn ngủ, nó hôn trầm, nó tức buồn ngủ thì đọc to lên một tí để cho hết hôn trầm, hôn buồn ngủ. Mà đọc to mà người thân của chúng ta đang ngủ, mất ngủ, ví dụ chúng ta là vợ mà đọc chồng không ngủ được, hoặc là gì, hoặc vợ chồng đọc con cái không ngủ được, hoặc bố mẹ đọc con cái không ngủ được, hoặc con cái đọc bố mẹ không ngủ được á, thì chúng ta gì, đọc bé nó lại. Giống như cái tivi trong nhà mình ấy, mà chúng ta nghe có lúc thì chúng ta ưa thích nghe to thì mở to lên, nhưng mà khi nào cần gì cần mở bé xuống thì mở bé nó xuống. Đây là phương tiện, chứ không cứ là phải đọc to mới đúng hay là phải đọc nhỏ mới đúng nhé. Là phương tiện, mình đọc thế nào mình cảm thấy vừa là được, không mệt, không hao tâm tổn sức là được. Nếu đọc to quá thì mình sẽ mất khí, sẽ này, mất cái hơi nhiều thì sẽ gì, mất khí thì sẽ gì, sẽ bị mệt. Cho nên đọc cũng vừa phải là được. Đọc bé quá cứ lý nhí á, thì chúng ta thì tâm sẽ dễ bị hôn trầm, tức là hay buồn ngủ đó. À, cho nên to nhỏ quá thì cũng không nên. Mà tùy theo, quan trọng nhất là tùy theo cái điều kiện, thời gian, hoàn cảnh của từng hôm, từng buổi chúng ta lên đọc kinh. Hôm chúng ta lên đọc kinh mà người nhà chúng ta vẫn đang ngủ thì nên đọc vừa thôi, đọc bé thôi. À, ở nhà một mình, chúng ta có một mình á, nhà cách xa hàng xóm mà, thì chúng ta cứ gõ mõ tụng kinh xả láng đi, đọc cho nó hoan hỉ to như ở chùa đấy, thì cho cái tâm nó thì phấn chấn đấy, cái càng tốt. Không sao. Nhưng mà cũng đừng có hét ra to quá thì nó thì mất giọng, lạc giọng đi, hoặc mất giọng đi, hoặc mất hơi thì lại mệt. Tụng kinh xong mà ngồi thở hổn hển là cũng không được. Tụng một ngày như thế thì còn được, cái tụng nhiều ngày như thế là chúng ta ốm này là sinh ra chán. Cho nên cái việc đọc kinh ấy, to nhỏ đấy là do chúng ta điều chỉnh làm sao cho hợp lý, không nhất định phải to hay phải nhỏ, hoặc to sai hoặc nhỏ sai, vân vân. Ý thứ hai, dạo gần đây không được lên chùa, khi tu tập một mình con có cảm giác có ai đó xung quanh khiến con sợ, không tu, không tập trung được như khi vào, không tập trung được khi vào thời khóa, đặc biệt khi nào tu tập tinh tấn hay đứng trước tam bảo càng bị sợ hơn, càng bị sợ nhiều hơn. Con cảm thấy nhiều lúc sợ sệt khi đứng trước tam bảo. Lúc đó con phải ngồi đọc ở trong phòng không có tượng Phật thì mới thấy an. Hỏng rồi. Phật tử này á, bắt đầu gì ạ? Ma bắt đầu phá rồi đấy. Thu như thế là ma phá đấy. Người ta, tôi đứng trước tam bảo, đứng trước tranh ảnh tôn tượng của Phật, Bồ Tát, chúng ta thì phải thấy an. Nhưng mà bây giờ lại nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật là không an, mà vào phòng ở mình là mới an. Đấy là đang đi sai đường rồi, bắt đầu chớm sai đường. Nên phải sám hối ngay. Sám hối ngay. Và nên gì? Nên sám hối. Phật tử này nên sám hối bằng cách gì? Có thể phát nguyện lễ ngũ bách danh nữa. Ngoài tụng kinh Địa Tạng nên lễ ngũ bách danh mà sám hối. Lễ ngũ bách danh. Đặc biệt là những ngày trai nên lễ ngũ bạch danh thêm để sám hối. Không có một thời gian sau có khi lại bỏ Phật để đi theo tà đạo mất. Đó. Thì lại nguy hiểm. Đó. Sai rồi, đang sai rồi. Phật tử nữa hỏi. Mai là Nguyễn Thu Huyền 150012@gmail.com. Bạch thầy, con có hai câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con với ạ. Câu 1, đời vô thường có nghĩa là như thế nào? Con đã tra thử nghĩa nhưng đọc vẫn không hiểu cho lắm. Con có thấy không? Con đã bao giờ con đi ra nhìn một bông hoa chưa? Một bông hoa ở trước cửa nhà con hay bên cạnh nhà con ấy, hay ở trên ban thờ nhà con chưa? Chắc có đúng không? Hôm nay con dâng một bông hoa lên con cúng Phật ấy, hoa rất là tươi. Nếu mà trời mà mát thì nó được gì 2, 3, 4, 5 cho đến 7 hôm đúng không, hoặc lâu hơn một chút nữa. Nhưng đấy, nếu mà trời nóng thì chỉ được 1 hoặc 2 hôm rồi gì, nó có còn tươi như hôm con đem lên con dâng lên ban thờ nữa không? Không đúng không? Néo. Và con phải đem nó, con phải đem con bỏ ra xọt rác đúng không? Hôm trước ấy, nó đẹp, con nỡ bỏ nó vứt vào xọt rác không? Không, con mang về con cúng Phật. Nhưng bây giờ nó héo rồi, con có dùng nữa không? Con có mang về phòng á, hay để mãi trên ban thờ không? Không đúng không? Đó,
Vô thường ở chỗ đấy đấy con. Vô thường chính ở chỗ đấy đó. Hôm nay nhìn thấy bông hoa rất là đẹp, nhưng ngày mai bông hoa gì đã úa tàn và gì là vứt ra sọt rác. Vô thường ở chỗ đó đấy con. Bông hoa vô thường, thân sắc chúng ta gì cũng vô thường. Hôm nay con đang trẻ, đang khỏe, tóc đen như mun đó, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Một vài chục năm nữa, da con bắt đầu nhăn nheo, tóc con bắt đầu lấm tấm điểm bạc, mắt con mờ đi, tai con cũng gì, cũng nghe gì, cũng câu được câu không dần, sức khỏe của con cũng giảm xuống. Đó là gì? Báo hiệu sự vô thường, giống như bông hoa đang xinh xắn như thế này, đang xinh tươi, đẹp đẽ như thế này, hai ba hôm sau gì nó úa dần, và một ngày không xa nó sẽ gì, nó sẽ tàn phai. Đó là gì? Vô thường. Sắc thân của chúng ta cũng thế, thân thể chúng ta cũng vậy, vô thường đấy con. Thân vô thường, còn tâm vô thường không? Tâm cũng vô thường. Hôm nay con có thể gì rất tín kính Tam Bảo, rất thích nghe Phật pháp, nhưng nếu mà con gì, con mà sao nhãng, con không nghe theo lời Phật, không làm theo lời các thầy giảng, không chịu tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, không chịu gần gũi bậc thiện tri thức, không chịu đi chùa lễ bái cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, không chịu gần gũi chư tăng để tăng trưởng cái công đức và trí tuệ, cũng như là cái ý niệm tốt và cái chí nguyện tốt của mình lên á. Và con cứ đi gần gũi gì những người đi nhảy đồng nhảy bóng, hay là gần gũi những người tu theo các pháp môn khác như là pháp luân công hay là những tà đạo khác vân vân chẳng hạn, thì dần dần gì cái tâm tín kính của Phật của con trước đây á nó không còn thường nữa, mà bây giờ thì nó chuyển thành gì, từ thường chuyển thành gì, thành vô thường, lại đi tin một cái tà ma ngoại đạo là vô thường. Và khi con đến đó con thấy thì con thấy là theo bên đó thì không an lạc như khi xưa theo Phật giáo, con lại quay trở lại Phật giáo, con gì con tu, con nhận ra đó, đó là gì, đó là gì, là vô thường đấy. Tâm là vô thường, nay còn mai mất, nay mất mai còn, có thể gì hoặc theo thiện hoặc theo ác. Cho nên Phật mới dạy là luôn luôn giữ tâm gì thanh tịnh, luôn luôn giữ tâm gì kiên cố, đối với giữ cái đức tin của mình vào Tam Bảo là kiên cố, thì để không bị cái sự vô thường ở trong tâm gì nó cuốn trôi như vậy. Cho nên vô thường ở đây có gì, có cả thân vô thường và tâm vô thường đối với con người chúng ta. Cho nên đọc thì tra trên mạng thì chắc chắn chúng ta tự đọc thì không hiểu đâu, nghe thầy nói vài câu như thế tôi, thầy mong rằng Phật tử sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nghĩ đến cái sự vô thường, sắc thân của mình sẽ không bền chắc, sinh lão bệnh tử chính là vô thường đó con. Ý nữa Phật tử hỏi, tại sao nhiều người sống ở kiếp này rất tốt, hiền lành, được mọi người quý mến, nhưng sao lại ra đi sớm ạ? Tức là phải chết sớm đó. Có những người bị ung thư hay gì tai nạn đã phải kết thúc một cuộc đời khi còn quá trẻ, vậy có phải là do kiếp trước mắc tội gì nên kiếp này phải trả nợ và ra đi một cách đau đớn như vậy không ạ? Con rất mong thầy giải đáp thắc mắc của con. Con xin cảm ơn ạ. Đúng vậy, Đức Phật nói nhân quả ba đời. Cái nhân á, đời này họ gieo rất là tốt, là con người rất là tốt, thậm chí họ quản là quy Tam Bảo, tín học Phật pháp, thậm chí là còn có người xuất gia theo Phật nữa, nhưng mà vẫn gì bệnh tật và chết yếu, thậm chí còn có người bị người ta sát hại nữa, vân vân chẳng hạn, bị người ta mưu hại cho uống thuốc độc hoặc là giết hại nữa, vân vân. Con người tốt tại sao phải chết sớm như thế? Tất cả là nhân quả vậy. Người phàm phu chỉ nhìn thấy cái nhân một đời là người đó tốt, nhưng không nhìn thấy cái nhân đời trước gì họ gieo xấu, cho nên đời nay họ thọ quả gì, quả báo xấu. Nhưng mà nhân này họ làm việc tốt thì chắc chắn đời sau họ sẽ được hưởng quả tốt, yên tâm điều đó. Trong kinh nhân quả Đức Phật nói trùng đậu đắc đậu, trùng quả, trùng qua đắc qua, tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, như là như thế. Phật tử này hãy xem lại gì kinh nhân quả báo ứng đi, để cho nó gì, cho nó vững vàng thêm. Thì thầy chỉ đưa ra cái tiêu đề và cái gì, hướng dẫn cho Phật tử này đọc thôi, tự Phật tử này sẽ có câu trả lời. Mà ai có cái thắc mắc giống Phật tử này á thì hãy đọc kinh nhân quả. Đọc kinh nhân quả chúng ta sẽ rõ nhá, sẽ rõ thêm. Sang một câu hỏi thứ ba. Một Phật tử có địa chỉ mail là
khanhpro03a@gmail.com hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy và tất cả các vị tu trong chùa Khai Nguyên. Vâng, thầy chào con và chào tất cả các vị Phật tử đang nghe pháp. Con là Bùi Thị Hào, 61 tuổi. Con mới biết được bài giảng của thầy và con đã đọc kinh Địa Tạng được 8 tháng. Con thấy nghiệp của con được tiêu rất nhiều. Con hàng ngày đọc một thời và con đã phát nguyện 100 ngày và 21 ngày con và 21 ngày còn những ngày chay thì con ăn chay và đọc 3 thời. Phát nguyện đọc kinh 100 ngày. Ngày thường thì đọc một thời, còn những ngày chay thì đọc gì? Đọc 3 thời. Cũng được, cũng hoan hỷ. Con có câu hỏi như sau. Có một Phật tử bảo con treo ảnh Địa Tạng thì khi nào gia đình có cúng mặn thì phải bỏ ảnh xuống, có đúng không ạ? Nếu treo ở giữa bàn thờ thì mỗi khi dỡ ảnh xuống thì phải đứng lên ban thờ sợ bất kính. Vậy con treo ảnh ở bên phải thì có được không? Xin thầy trả lời cho con. Con chào thầy. Thầy xin trả lời luôn. Phật tử nào cũng đang có thắc mắc như thế này là chúng ta cũng nghe luôn. Các Phật tử chúng ta nếu mà hoan hỷ gia đình mà cả hoan hỷ mà cho chúng ta treo được một bức ảnh của Đức Phật hoặc là vị Bồ Tát nào đó lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình rồi, đây chắc chắn là chưa có ban thờ Phật, thì Phật tử mới hỏi như thế. Treo tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng lên giữa ban thờ rồi, nhưng mà có người bảo rằng mỗi khi ngày giỗ ngày Tết gia đình cúng mặn lại phải bỏ ảnh của Địa Tạng Bồ Tát xuống. Thì Phật tử này thấy như thế là gì? Là lúc treo lên treo xuống như vậy, dỡ lên dỡ xuống như vậy á, sợ là bất kính, cho nên hỏi thầy muốn treo sang bên trái hoặc bên phải á, tức là không treo giữa ban thờ mà bên trái bên phải ban thờ có được không? Xin thầy trả lời. Trước tiên thầy trả lời cho các Phật tử như thế này. Chúng ta nếu nhất tâm thờ Phật, chúng ta kính Phật thờ Phật, treo một bức ảnh của chư Phật hoặc Bồ Tát bất kỳ nào đó lên ở giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta trên cao trang trọng rồi, chúng ta cứ để nguyên đấy, không sao. Ngày giỗ ngày Tết á, chúng ta có nếu mà gia đình chưa hoan hỷ và cúng chay trường tuyệt đối á, vẫn thì ăn gì cũng đấy, tức là gì, ăn mặn thì cũng mặn á, ngày giỗ ngày Tết ăn mặn cũng mặn, cứ vô tư mang lên cũng không sao, cứ cúng đi không sao cả, ăn gì cũng đấy. Ví dụ như là nhưng mà thì nên tránh sát sinh ở trong nhà là tốt nhất. Đấy. Ra chợ mua tam tịnh nhục được là tốt nhất. Bởi vì thì nếu người sống mà còn ăn thì chúng ta ăn gì cũng nấy thì cũng được. Vì người thân chúng ta chưa hiểu Phật Pháp. Nếu cả nhà mà hiểu được thì không phải bản nữa, không phải nói làm gì. Ở đây đang nói trường hợp cả nhà gì ạ, mới có 1-2 người theo Phật, còn lại đại đa số là chưa theo Phật. Thậm chí nhà mình là trưởng họ nhà mình theo Phật hết á, nhưng khi ngày giỗ các cụ á, cả họ về á, họ không đồng ý cho chúng ta cúng chay, chúng ta cũng phải chịu các quý vị, chúng ta cũng phải theo họ, mặc dù mình là trưởng họ nhưng mình cũng không nên áp đặt. Khi mà tâm của mọi người á, chưa thông, cái trí của mọi người á, chưa đủ, tâm họ chưa thông thì họ còn chấp, thì thôi chúng ta cũng gì, hoan hỷ, dĩ hòa vi quý, đừng làm cho họ hàng chúng ta vì cái niềm tin Phật Pháp của chúng ta mà làm cho họ phải đọa vào gì? Phải đi phỉ báng Tam Bảo mà phải đọa vào trong gì? 3 đường ác đạo. Như vậy không nên. Gia tiên chúng ta siêu hay không chúng ta chưa nhìn thấy, mà thấy gì? Lại thấy người thân chúng ta báng phá Tam Bảo lại gì? Là cái nhân để đọa trong 3 đường ác thì nguy rồi. Cho nên cái này người tu chúng ta phải rất là khéo léo, rất là uyển chuyển lại như thế. Trường hợp Phật tử này á, treo ảnh lên ở giữa ban thờ rồi cứ để nguyên đấy, không cần phải xê bên trái, cũng chẳng cần phải dịch bên phải, để nguyên đấy cho thầy. Và cứ tụng kinh bình thường. Ngày giỗ ngày Tết á, gia đình chưa hoan hỷ, ăn nào cũng đấy, tức là ăn mặn thì cũng mặn, cứ vô tư đi.
thậm chí ngày hôm đó thì chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng cho chúng ta tụng vẫn được, không sao. Trên ban thờ có gì có cúng mặn, chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng ra để đem kinh Địa Tạng ra để tụng vẫn được. Và hôm đó thì ngoài cầu nguyện chư Phật Bồ Tát độ cho ông bà, ông vải tổ tiên nội ngoại nhà mình để sớm được siêu thoát ra, chúng ta thì hồi hướng cho tất cả những gì, những chúng sinh mà hôm nay do gì mạng chung xấu số, cho nên phải bị người thân chúng ta giết, hoặc là bị những đau phủ ở ngoài, những người người ta ở lò mổ người ta giết hại con cái người thân của mình ra mua, mang về đây làm cỗ để gì, để nhớ ngày húy kỵ của ông bà tổ tiên người thân vân vân gì đó, hay ngày Tết ngày nhất gì đó vân vân, chúng ta khấn nguyện vào tụng, trước khi tụng khấn hoặc sau khi tụng kinh đem công đức đấy hồi hướng cho họ. Cái thần thức của họ đừng bám chấp vào gì cái miếng thịt kia nữa, đừng bám chấp vào cái thấm thân đó gì đã bị hủy hoại kia rồi, mà hãy gì nghe theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và để sớm đi sớm hướng tâm Bồ Đề, sớm phát tâm Bồ Đề theo câu niệm Phật của mình, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài phóng quang ra hộ độ cho cái thần thức của các loài sinh linh ấy sớm được siêu sinh về cõi lành. Đó cũng là một biện pháp, đó cũng là gì, một cách chúng ta gì hóa giải hận thù. Tốt hơn là chúng ta đem bỏ ảnh xuống và hôm đó thì chúng ta chẳng tụng kinh niệm Phật, chả làm việc gì cả. Vì chúng ta nghĩ rằng hôm đó mang đồ mặn lên trên người thân chúng ta mang đồ mặn lên trên ban thờ, chúng ta không dám lên tụng kinh, không dám niệm Phật, không dám làm gì không nên. Việc sát sinh hại vật để đem dâng cúng tổ tiên đó là việc gì? Chắc chắn là gì? Là tội lỗi rồi. Chắc chắn là phải chịu cái quả báo xấu rồi. Chắc chắn là làm ảnh hưởng tới gì? Người thân của chúng ta quá vãng rồi. Nhưng nếu hôm đó chúng ta không làm một việc gì thiện thì cái tội ấy người ta phải gánh hết, và người thân chúng ta phải gánh hết, chia nhau mà gánh. Còn hôm đó chúng ta thì đem tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm vài trăm hoặc vài ngàn câu Phật hiệu, đem công đức ấy hồi hướng để tiêu trừ nghiệp chướng cho gì, cho người thân của chúng ta, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ chúng ta, và hồi hướng cho chính những gì những sinh linh mà gì mất mạng kia. Chúng ta gọi là lấy công đức phúc báo, lấy việc thiện nó để đắp vào cái việc sai trái, việc ác mà gì, mà mọi người làm ấy. Giống như trong nhà chúng ta mất điện, chúng ta phải tìm cái gì để thắp lên. Bình thường chúng ta thắp điện này nó sáng này, nhưng mất điện thì phải làm lấy cái gì để thắp lên, chẳng nhẽ chúng ta ở tối với nhau mù mịt thế à? Chúng ta phải đi tìm nến rồi, tìm đèn gì, đèn dầu để thắp lên, đúng không? Ánh sáng của đèn, của nến nó tuy không bằng bóng điện nhưng nó vẫn gì, vẫn đủ ánh sáng để cho chúng ta nhìn thấy đường đi, nhìn thấy mọi vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Vậy ngày giỗ ngày Tết người thân chúng ta gì bắt phải cúng mặn lên trên ban thờ, không sao, cứ hoan hỷ đi. Vì chúng ta nghiệp của thế giới chúng ta này thế mà, cái hoan hỷ gì mà lên tụng kinh, cái tụng kinh của chúng ta đã ví như gì, điện đã bất thì gì, chúng ta thắp đèn thắp nến lên, nhà vẫn gì vẫn có ánh sáng đủ để dùng vậy. Tuy không sáng trưng rực rỡ như là bóng điện nhưng mà cũng đủ để chúng ta nhìn thấy sự vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Đó, cho nên đấy là gì? Câu trả lời của thầy với câu thứ ba ấy. Câu thứ tư, Phật tử có địa chỉ mail là gì? Dung khóc hay dung gì này hay gì gì đấy, đấy đấy đấy, dung khóc a@gmail.com hỏi rằng A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ. Thầy cho con hỏi một chút ạ. Con tụng kinh Địa Tạng được một năm rồi, mới đầu đọc tụng chậm vì chưa biết mặt chữ, nhưng giờ con tụng nhanh hơn, vậy có sao không ạ? Và con và con tụng cho chú con 49 ngày hàng tuần nhưng tụng nhanh, vậy chú con có nghe được không hay phải tụng chậm ạ?
À, con xin thầy hoan hỷ cho con à, Nam Mô A Di Đà Phật à. Ngoan thế. Các Phật tử hỏi là ngày xưa khi mới học tụng kinh Địa Tạng, tụng một năm nay rồi, khi mới học thì nó tụng nó chậm, bây giờ quen mặt chữ rồi tụng nhanh, thì hỏi rằng tụng nhanh hơn như vậy có sao không? Tốt chứ sao, mình mà tụng thì nó lâu được thì mình tụng được nhanh là tốt. Các Phật tử cứ bình thường tụng một cái quyển đấy khoảng 45 phút đến 1 tiếng là vừa. Chứ ngoài 1 tiếng mới xong quyển thượng, hay ngoài 1 tiếng mới xong quyển trung, ngoài 1 tiếng mới xong quyển hạ thì đấy là hơi lâu đấy, tụng thế là chậm. Tụng làm sao từ 40 cho đến 40-45 phút hoặc 50 phút, chậm nhất là khoảng 1 tiếng là xong một quyển đấy, tầm mấy là vừa đấy. Còn dành thời gian này để niệm Phật nữa, thời gian lễ tổng lễ tạ, niệm Phật phát nguyện, hồi hướng nữa là khoảng độ tầm tiếng 15 đến 1 tiếng rưỡi trong một thời khóa tụng một quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ, như vậy là vừa. Nhanh quá thì tụng kinh nhanh quá thì cũng không nên, trì chú nhanh thì được. Ví dụ như Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Ni Nam Mô Ra Na Ra 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 Nam Mô Di Đà Bà Lô Yết Thế Bà Ra Ra Bồ Đề Ta Ra Bà Ra Ma Ta Ra Bà Ra Ma Ta Ra Bà Ra Ma Cô Linh Ca Ra Ta Bà Ra Bà Duệ, đấy thì được. Trì chú thì càng nhanh càng tốt, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ. Miệng trì tâm nhớ, tức là tâm nhớ thì nhớ tưởng cái câu thần chú thì nhanh thì được. Nhưng tụng kinh thì ở mức vừa phải. Các vị cứ nghe các sư ở chùa tụng tầm đấy là vừa. Hoặc chúng ta nếu tụng một mình thì nhanh hơn một tí cũng được, hoặc chậm hơn một tí cũng không sao, thế tự chúng ta phải cân đối. Còn ở đây Phật tử hỏi, Phật tử tụng nhanh thì đang tụng cho chú 49 ngày, chắc là ông chú ông mất, cho nên đang tụng cho chú như vậy, hỏi rằng tụng nhanh hơn như thế thì chú có nghe không? Nghe không nghe không quan trọng, quan trọng là chúng ta thì hồi hướng cho họ công đức, hồi công đức tụng kinh, hồi hướng cho họ. Thì chúng ta mới đầu lên nghe các thầy tụng kinh, chúng ta có nghe được không? Cũng không nghe được, đúng không? Chúng ta có đọc theo, dở sách ra lại dở ra lở vào, có đọc được đâu. Không quan trọng cái chuyện đó. Nếu như họ thực sự họ có duyên với Phật á, thì tụng nhanh hay tụng chậm một thời gian sau, nếu họ có duyên với Phật thì họ sẽ phải tự đi học thôi. Kể cả gì ở dưới quê âm họ phải tự đi học. Chứ không phải lo cái điều đó cho họ. Điều quan trọng bây giờ mình tụng ấy, mình cảm thấy an lạc, nhanh hay chậm mà mình tụng đến đâu mình nhớ kinh đến đó, mình ghi nhớ ở trong tâm khảm của mình, và mình thấy an lạc khi mình tụng kinh niệm Phật thì đó là được rồi. Chứ còn cũng không có một cái biểu nào để nói là có một cái biểu nào ở chùa bảo phải tụng như thế này là vừa, thế kia là không được. Nhưng các vị có thể tham khảo với cách tụng của các sư bây giờ ở chùa chúng ta đó, này tầm mấy là vừa, khoảng 45 phút trong 40-45 phút tụng kinh và niệm Phật nữa, tất lễ tổng lễ tạ tất khoảng tiếng rưỡi. Nếu niệm Phật nhiều thì thành 2 tiếng, thì tùy theo. Còn ở tây kinh thì khoảng 40 cho đến 1 tiếng đồng hồ trở lại thôi là vừa, không có chậm quá nó ê a thì cũng khó, đọc nó không vào. Nhanh quá thì khoảng đọc mà luyến thoáng cả lên thì tụng kinh như tụng khoán, như làm khoán để cho xong nhanh rồi đứng dậy thì cũng không nên, như vậy là cầu thả. Ê a thì quá thì khiến cho cái tâm nói gì nó sinh là bệnh hôn trầm. Nhanh quá thì sinh ra cái tâm gì bất kính cầu thả, và khiến cho tâm viên ý mã nó dễ nổi lên, thế cũng không tốt. Đấy, trường hợp này thì Phật tử thế tự điều chỉnh thôi. Chứ còn thắc mắc rằng tụng nhanh như thế thì sợ là chú có nghe được không? Đang làm lễ 49 ngày chú nghe được không? Đấy, thôi cái này không quan trọng chú nghe được hay không, mà quan trọng nhất là mình nghe được hay không. Mình tụng mình có nghe được hay không, hay là mình đọc mình chẳng nghe được cái gì cả. Quan trọng mình có nghe được cái gì hay không. Mình phải nghe được, xong rồi mình mới có công đức để hồi hướng cho người ta, người ta sẽ nhận được cái công đức hồi hướng của mình. Rồi còn người ta muốn á, khi người ta được nhận được rồi, người ta thoát khổ rồi, người ta muốn đi học Phật á, tự người ta sẽ có cách để người ta đi tìm Phật pháp để người ta học, không phải lo cái việc đó cho họ nhé. Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho một việc quan trọng, thì con phải nói gì trước khi tụng kinh, và tụng xong thì hồi hướng như thế nào cho việc đó đạt được kết quả?
Vì sau thời gian tụng kinh xong, con hồi hướng rộng khắp cho thần linh thổ địa kỷ huyền thất tổ, vong linh thai nhi oan gia chế chủ và cả nhà và cô hồn ngạ quỷ vân vân, và hồi hướng cho người sống được bình an và lắm và thế, và cả việc quan trọng của mình cần nữa. Và như vậy có phải ví như có một chút tiền mà con mà cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được một chút xíu hay không, thì việc quan trọng hơn sẽ rất lâu được thành tựu hay không? Trong Phật pháp nó không như thế. Phật pháp nó không như vậy các quý vị ạ, vì nó đang hiểu sai về Phật pháp. Phật pháp chúng ta là ban trải cái tâm Bồ đề, đem công đức tu hành được để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được quân chiêm lợi lạc, thì đó chính là gì? Đó chính là tâm của Phật, đó chính là hạnh của Phật, đó chính là nguyện của Phật. Chúng ta làm đúng với tâm của Phật, hạnh của Phật, nguyện của Phật đó, thì công đức vô lượng vô biên. Đâu có phải là ví như cái pháp của thế gian mà có mấy đồng tiền mà đem cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được có vài đồng đấy, thì không đủ mua cái gì, không đủ mua bánh mì tôm đâu. Hiểu Phật như thế là sai con ạ. Nhá. Hiểu Phật như thế là sai, hiểu rất sai, chứ không phải là sai mà rất sai. Còn Phật tử hỏi rằng trước khi tụng kinh và sau khi tụng kinh phải hồi hướng như thế nào? Cầu nguyện như thế nào, phải khấn như thế nào? Ôi quan trọng gì đâu, có gì khấn đấy. Tâm xuất Phật chứng, tâm chúng ta thế nào thì khấn như thế, cầu cái gì thì cứ thế mà nói ra. Trước khi tụng kinh thì có nghi lễ hết rồi. Chúng ta vào chúng ta thì vái Phật ba vái xong bắt đầu vào tụng kinh. Ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đấy thì còn gì nữa. Tất cả cái nghi thức ấy, cái nghi thức ấy chính là gì? Mình gọi là văn khấn đấy. Gọi là văn khấn cái nghi thức ấy. Còn cái gì, cái bài hồi hướng chúng ta cũng là văn khấn đấy. Còn ngoài ra chúng ta hồi hướng xong hết theo nghi thức rồi, chúng ta muốn nán lại thêm 5, 3, 7 phút để cầu nguyện cái gì thì cứ cầu nguyện. Lúc đó chúng ta cứ nói hết ra, không sao, cứ nói ra. Nói ra Phật có nghe hay không, Phật còn phải xem xét cái chúng ta cầu nguyện nó có phù hợp với đạo đức hay không, phù hợp với nhân quả hay không, phù hợp với luật pháp của đất nước Việt Nam hay không nữa chứ. Thì chúng ta mà cầu mà gì, để đánh đề thì chắc chắn không được rồi. Cầu để bui đi buôn lậu mà chót lọt công an thì chắc chắn không được rồi. Cầu mà cho gì ạ? Cho chúng ta trúng một cái sổ số hay gì cũng không được rồi. Đấy. Chúng ta phải biết này, phù hợp với pháp luật nhưng mà còn phải phù hợp với đạo đức, với nhân quả hay không. Chứ không phải nữa. Với pháp luật Việt Nam có thể là phù hợp, nhưng với đạo đức, lối sống thì có thể không phù hợp thì sao? Với nhân quả của Phật nói thì cũng không hợp thì sao? Ví dụ như Việt Nam chúng ta gì, luật pháp Việt Nam cho chúng ta gì? Cho phép là gì? Nạo phá thai. Cho phép là gì ạ? Sát sinh hại vật để buôn bán ở các chợ búa và ăn uống bình thường, đúng không? Để luật pháp Việt Nam không cấm cho phép. Nhưng mà chúng ta vào tụng kinh xong chúng ta bảo cầu gì, cho gì, cho đứa con dâu hay là đứa con gái hay là cái đứa cháu nội hay đi hay cháu ngoại gì đó gì nó đi phá thai á, nó đi phá bỏ cái thai đi á, chắc chắn là Phật gì, Phật không đồng ý rồi. Hoặc là cầu làm sao để cho gì, cho cái đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể của mình á, nó gì, nó có sức khỏe để nó làm cái nghề sát sinh hại vật á, để nó kiếm ra nhiều tiền á, chắc chắn gì, hợp với pháp luật nhưng mà không hợp với nhân quả. Phật cũng không bao giờ gì, không bao giờ mà gia hộ cho chúng ta những cái việc ấy, đúng không? Đó, cho nên thầy mới nói là hợp với nhân quả, hợp với đạo đức và hợp với pháp luật. Pháp luật có thể gì? Hợp nhưng mà gì? Không hợp với nhân quả thì cũng không được. Cho nên nhân quả và đạo đức, lối sống lành mạnh nó là số một. Pháp luật quốc gia này, quốc gia khác nó có thể khác nhau, nhưng mà nhân quả thì ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, khắp mười phương thế giới cũng đều chung như nhau hết. Còn lối sống đạo đức ở xã hội thì có thể nó nhìn nhận khác nhau, nhưng cái cơ bản gì đó là không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, vâng làm các việc thiện. Đó chính là cái cơ bản của đạo đức. Đây là cơ bản của gì? Của đạo đức. Cho nên là chúng ta cũng phải phù hợp với nó thì mới được. Một Phật tử nữa hỏi, từ địa chỉ Hoàng Phương 05046868@gmail.com hỏi rằng
Thầy hoan hỷ cho con hỏi trước khi tụng kinh thì phải khấn thế nào cho đúng và không có lỗi ạ. Cách đây 10 năm, nhà con có mua một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ của người đi bán rong và từ đó để lại phòng khách, để tại phòng khách. Nay nghe thầy giảng, con thấy như vậy là có lỗi vì trong phòng khách nhà con chật, lại có ghế nằm để chân hướng về đó. Giờ con phải làm thế nào để ở đâu kể không để không lỗi ạ? Con xin thầy xin chiên công đức của thầy. Phật tử hỏi có hai ý, ý bảo là tụng kinh thì trước khi khấn khứa như thế nào, cái này thầy nói câu lúc nãy rồi, đúng không? Tùy theo tùy tâm, khấn khứa nào là do mình. Mà có nghi thức ở trong khóa lễ rồi, nếu không biết khấn là cứ theo nghi thức mà làm, cứ theo nghi thức là đầy đủ rồi. Còn ngoài ra chúng ta muốn khấn nôm thêm cái gì thì cứ đọc vào thôi, không sao. Xong tụng hết kinh, khấn hết bài phát, hết cái bài phát nguyện đó, xong chúng ta khấn, khấn xong chúng ta tam tự quy, thế là xong. Còn nói rằng gia đình có trước đây 10 năm có thỉnh pho tượng Di Lặc bằng gỗ để trong phòng khách, bây giờ phòng khách lại nhỏ, nằm thì có cái ghế sofa nằm thì hay quay chân về đó, thì bây giờ làm thế nào? Thì bây giờ đơn giản thôi, đừng có nằm, đừng có quay chân vào đó mà quay đầu vào đó đi thì được, không sao. Để cái tượng Phật ở đó cho mọi người cùng ngắm cùng ấy cũng được. Nhưng có thay đổi mỗi cái thì chúng ta quay cái đầu đi, đừng có cho chân vào đấy mà chúng ta cho đầu vào đấy, thế là được. Thế thôi. Hoặc nếu không thì trên ban thờ nhà chúng ta mà rộng rãi thì thỉnh cụ lên trên ban thờ chúng ta thờ cũng được. Mà chiêm bái mà đỉnh lễ hàng ngày cũng được. Không thì để tại phòng khách cho nhiều người xem thấy mà phát khởi cái một chút cái niềm tin đó, nhìn thấy tôn tượng của Phật, của Bồ Tát cũng là quý rồi. Nhưng thay đổi mỗi một cái là gì? Lúc nằm thì nằm cho đầu vào đấy, cho chân ra ngoài, thế thôi, đơn giản thế. Còn cái tivi muốn xem đó thì mình đổi lại cái chỗ tivi là được, có thể treo lên tường ở phía ngoài là được, đổi lại lúc mình nằm để đầu mình vào trong tượng Phật, tượng Bồ Tát, chân ra ngoài, thế là được thôi. Một câu hỏi Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Con tên là Nguyễn Thị Mai, hiện tại con đang ở thành phố Hà Giang. Đầu năm con có về chùa Khai Nguyên dự lễ hội tháng 2 và con có thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về nhà đọc, nhưng con đọc không được đều. Nay con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Cháu thứ nhất sinh ngày 3 tháng 10 năm 1996, sinh vào 2 giờ 30 phút, được con đi xem và được thầy phán là giờ sinh của cháu trùng với giờ tử của một người đàn ông. Ôi dồi ôi, xin thưa các quý vị, thì ai sinh ra mà chẳng trùng với người tử của một người đàn ông hoặc nhiều người đàn ông? Chúng ta thấy trong cái một cái một phút thì ở trên thế giới chúng ta phút nào mà chẳng có một người chết, đúng không? Mà từ đây về vô thủy kiếp trước thì bao nhiêu trăm nghìn năm trước thì lúc nào chẳng có người chết vào về trước. Mà tôi nói ngay cái lúc mình sinh ra trong cái phút đấy, trên thế giới này cũng có gì, có người nam và cũng có người nữ chết. Người ta nói là cứ một giây và có mấy người chết mà, trên thế giới chúng ta một tiếng đồng hồ là có bao nhiêu người chết mà. Một tiếng có 60 giây, một giây phải có gì, có bao nhiêu người chết trên toàn thế giới, thì tránh làm sao được mà bảo là nói là trùng với, cháu sinh ra trùng giờ với một người đàn ông chết, vô lý đùng đùng ra. Cái ông thầy vớ vẩn, đây là biết là gì, ông thầy vớ vẩn nó moi tiền rồi, thôi đừng có tin cái chuyện đấy. Nên tính tình của cháu thì cục cằn giống đàn ông, tính tình không phải là do giờ sinh ra mà nó như thế. Nếu bảo do giờ sinh ra như thế thì hỏi xem tất cả những người ở trên thế gian này cũng sinh ra cái ngày ấy, giờ ấy, năm ấy, tháng ấy, thì họ không cục cằn như cháu thì sao? Tính tình ở đây là gì? Do cái nhân quả, do cái nghiệp nghiệp báo của nó gì? Gieo trồng thì nhờ nhiều đời nhiều kiếp mà có vậy. Thì không phải là do cái sinh vào ngày tháng năm giờ ấy mà gì? Mà sinh ra cái nghiệp như thế. Nói thế là không đúng với giáo lý của Đức Phật rồi, không đúng với người đệ tử của Phật, học Phật phải nên biết vậy. Và đến bây giờ đi xem người ta nói rằng bị duyên âm ám. Kính hỏi thầy, bây giờ trường hợp của cháu như thế thì phải làm thế nào? Thôi cứ tụng kinh Địa Tạng thôi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Nếu bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng thì tốt.
bảo cho nó chép kinh Địa Tạng, chép xong á, nhất tâm lúc chép là phải đánh răng rửa mặt rửa tay quần áo cho sạch sẽ đi, bắt đầu chép, chép cho 3 quyển kinh Địa Tạng. Chép xong á, để lên chân trên ban thờ nhà mình á, mà để gì, để 100 ngày. Xong đó thì đem đến chùa, để gì mình lễ xong rồi á, mình đối chức Phật xong mình xin hóa âm đi, tức là mình tụng Bát Nhã, mình ra cái lò hóa sớ của nhà chùa mình hóa đi thì được. Chép xong mình hóa đi, hoặc là chép xong để gì, để cho cháu nó đọc cũng được. Thế thì được, tùy theo. Nếu mà chép xong mình sợ thì lại bỏ linh tinh ấy, thì có thể mang đến chùa mình ấy, lễ Phật xong rồi tụng Bát Nhã mình xin Phật hóa đi cũng được. Thế cũng tốt, không sao. Bảo cháu nó tự tay chép, mình đọc để hồi hướng nữa, là cháu nó cũng đọc được nữa thì là tốt nhất. Thì không có phải người ta bảo đi cắt duyên âm như thế là vất vài chục triệu oan không, chả được cái gì đâu. Câu thứ hai nói là cháu thứ hai sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998. Con đi xem cho cháu thì thầy bói nói cháu bị khuyết đường duyên. Đấy, chúng ta thấy không? Chị thì ở trên thì nó bảo là gì? Bị duyên ám, ma ám, sinh vào giờ xấu. Dưới thì bảo khuyết đường duyên. Cháu cũng hoạt bát, duyên dáng và năng động. Tuy nhiên đến giờ cháu vẫn chưa có duyên với ai. Sinh năm 98 còn ít tuổi mà. Con muốn hỏi rằng giờ trường hợp của cháu nhà con thì phải làm thế nào ạ? Đấy, cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các cháu. Phải bảo các cháu thì cùng chép kinh Địa Tạng nữa. Và nó đọc được kinh Địa Tạng nó tốt nhất. Và phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa thì để hồi hướng cho các cháu. Phật tử nó hỏi từ địa chỉ hương trần@gmail.com hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Phật tử chúng con thật hoan hỷ khi lại được nghe thầy trả lời vấn đáp trực tuyến ạ. Con có câu chuyện gia đình hơi dài, thầy hoan hỷ đọc hết ạ. Con sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, 1 trai 3 gái. Con là út, anh trai trưởng, anh trai là trưởng. Nhưng chỉ có mình con biết tới Phật Pháp. Các anh chị con đều không tin, chị dâu lại báng bổ Phật Pháp nữa. Con, ba con trước khi mất, tức mất ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Hợi, là có thời gian dài nằm viện. Những hôm đến phiên con trông cụ, những hôm đến phiên con trông cụ, con đều khai thị nhắc cụ niệm Phật, và hai cha con đều cùng niệm Phật. Lúc ba con mất trong bệnh viện, khi bệnh viện đưa ba con lên xe để đưa vào nhà lạnh, suốt dọc đường đi con mở đài niệm Phật và vừa khai thị vừa niệm Phật cho cụ. Khi vào đến nhà lạnh, lúc nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị chuyển ba con vào tủ lạnh thì thật may là trên người ba con có một chiếc áo do các anh chị con chưa kịp thay cho cụ. Nên con cầm luôn chiếc áo đó vào người và vẫn tiếp tục niệm Phật cho cụ hơn một tiếng nữa mới khấn với cụ ba theo con về nhà con ở, vân vân, để hàng ngày con tụng kinh niệm Phật cho ba nghe nhé. Về đến nhà, con mang chiếc áo của cụ lên bàn thờ, treo ảnh của cụ dưới ban thờ Phật, thắp hương và tụng luôn một biến kinh Địa Tạng. Những ngày sau đó, tức là trong 49 ngày, nhất là những ngày tuần, con đều cúng cơm và tụng kinh niệm Phật khai thị cho ba con. Bạch thầy cho con hỏi liệu con làm như vậy có đúng pháp không, và liệu thần thức của ba con có theo con về nhà con được không ạ? Vì bên nhà anh trai con, chị dâu con cấm cửa, không cho con sang tụng kinh niệm Phật và cũng không mở đài niệm Phật cho ba con cảm ơn thầy. Phật tử, câu chuyện thì khá dài, nhưng chốt lại Phật tử có thắc mắc muốn hỏi rằng tất cả việc làm của Phật tử như vậy có đúng pháp hay không? Thầy khẳng định là đúng pháp, yên tâm hoan hỷ. Câu đầu tiên thầy, ý đầu tiên thầy trả lời Phật tử làm như thế là đúng pháp. Còn Phật tử này hỏi rằng làm như vậy ba có về được nhà mình không mà có nghe kinh được không? Thầy lấy một cái ví dụ. Bây giờ Phật tử này gì? Mời bố của mình về nhà mình để ăn một bữa cơm, hay là về nhà của mình để ở lại
chơi với mình một vài tuần hay một vài bữa vân vân chẳng hạn, mình chân thành mình mời, tôi nghĩ rằng chắc chắn gì ông cụ sẽ đi đến nhà mình để chơi và để ăn cơm đó. Thậm chí nếu mình chân thành, có thể ông cụ còn ở lại với mình nếu có thể một thời gian nhất định nào đó. Cho nên Phật tử hỏi rằng thành tâm như thế, làm những việc như thế thì bố mình có thể về đến nhà mình hay không? Theo quan điểm của thầy nghĩ là có thể. Nếu như ở đời cụ ấy không làm những việc ác quá mà phải đọa vào trong ba đường ác đạo ngay lập tức, thần thức của cụ vẫn còn mang mang ở gì ở trên thế gian trong vòng 49 ngày như trong kinh Phật nói, thì về nhà của Phật tử này là chuyện bình thường, về được. Nếu như làm việc cực ác thì không thể về được nữa. Nếu hoặc là làm việc cực thiện ở trên đời thì cụ ra đi cụ niệm Phật được một chút như thế, có khi cụ về vãng sinh về Tây Phương hoặc lên cõi trời hoặc đi thác sinh làm người rồi, thì cái chuyện gì cái chuyện mà cụ có về được nhà mình hay không thì không quan trọng. Vì các cụ có chỗ tốt hơn để đi rồi thì quan trọng gì là cụ về nhà mình nữa hay không làm gì. Còn nếu mà người ta sống đời người ta làm việc cực ác thì người ta phải vào ba đường ác. Nhưng tôi nghĩ rằng cái khi cuối đời mà niệm Phật được như thế, đấy là cũng còn một đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Cho nên Phật tử này cũng yên tâm, không phải lo lắng. Những việc làm của mình có Phật Bồ Tát sẽ chứng biết cho mình, sẽ chứng minh cho mình. Và Phật tử này hãy tiếp tục tụng kinh và niệm Phật để hồi hướng cho ba mình hơn nữa. Nếu được vãng sinh rồi, được sinh về cõi lành rồi thì được nâng cao phẩm vị. Nếu chưa được vãng sinh, chưa được sinh về cõi lành thì sẽ sớm sinh được cõi lành. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Làm những việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông cụ. Tốt, rất tốt, không sao cả. Không cần là phải về nhà anh trai, tụng tại nhà mình cũng được, không ảnh hưởng gì. Tâm xuất Phật chứng mà. Pháp thân chư Phật biến khắp mười phương. Vong linh thì không có sự chướng ngại về thân thể, cho nên mình thành tâm có thể cảm được họ vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con có câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp. Đó là khi tổ chức tang lễ, con thấy trong đám tang có rất nhiều các nghi thức, và có nghi thức cũng như 3 ngày sau khi người mất qua đời có bắt buộc phải cúng đổ mặn. Con mong thầy hoan hỷ giải đáp các nghi lễ nào là cần giữ lại và làm như thế nào cho đủ pháp ạ. Trong nhà Phật chúng ta không có nghi lễ nào là bắt buộc phải cúng mặn trong 3 ngày cả, hay trong 7 ngày, hay trong 21 ngày, hay trong 49 ngày cả, vân vân. Cái nghi lễ mà cúng mặn các vị bảo bắt buộc đấy thì toàn mấy ông thầy cúng thôi. Mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo cái pháp của ông thầy cúng thôi. Còn trong Phật Pháp chân chính không bao giờ, tôi khẳng định lại là không bao giờ có một cái sách nào của nhà Phật nói rằng trong nghi lễ cúng 3 ngày cho người mất là phải bắt buộc phải cúng mặn, không bao giờ có. Tôi khẳng định không bao giờ có. Nếu trong kinh Phật chân chính mà nói cái điều đó thì tôi nói với các quý vị rằng mười phương ba đời chư Phật sẽ không thành Phật đâu. Và tôi cũng không ngồi ở đây nữa để giảng giải giáo lý của Đức Phật cho các quý vị nghe nữa đâu. Mười phương ba đời chư Phật không có Đức Phật nào là khuyên chúng sinh làm việc ác lại đem chúng sinh vào cái chỗ đọa xứ như thế cả. Cho nên đây chỉ có tà ma ngoại đạo, đây chỉ có là những ông thầy cúng vớ vẩn, có những ông sư linh tinh vớ vẩn mới bắt buộc các Phật tử cúng mặn, cúng 3 ngày cho vong mới phải có miếng thịt, hay phải có con gà, hay có cái thủ lợn hay gì, hay có cỗ mặn như thế. Đây không bao giờ có, trong nhà Phật không bao giờ có bắt buộc nhé, khẳng định với Phật tử như thế. Thầy là con mọt sách, ngày xưa 8 năm đi học là con mọt sách, đọc không biết bao nhiêu là sách vở của nhà Phật, không thấy sách nào trong nhà Phật nói như thế. Đây toàn là gì, mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo nghi thức của ông thầy cúng hướng dẫn thôi. Cho nên Phật tử bỏ cái này đi, đây là sai pháp của nhà Phật. Nếu Phật tử này muốn tu theo Phật thật sự thì bỏ đi. Phật không dạy như thế, Bồ Tát không dạy như thế, chư lịch đại tổ sư không ai dạy như thế. Và thầy bây giờ cũng khẳng định lại một lần nữa với các vị thì không bao giờ chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư dạy như thế. Cho đây là tà pháp, bỏ đi. Phật tử nữa hỏi, có Mai là Vũ Thế Đô hỏi rằng con kính bạch thầy, nay con có hai câu hỏi xin thầy giải đáp giúp con. Đọc kinh nên đọc to hay đọc bé ạ? Vì con đưa kinh Địa Tạng cho một người bạn đọc, chị ấy bảo đọc kinh nên đọc bé. Con bảo ở chùa
Con bảo ở chùa đọc to, không lý nhí như chị đâu. Chị ấy bảo ở chùa đọc là để cho mọi người đọc theo, nên đọc to. Nay con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Đọc to, đọc bé ở đây thì không quan trọng đâu các quý vị. Tùy theo, có lúc chúng ta nên đọc to, có lúc nên đọc nhỏ. Ví dụ như chúng ta đọc nhỏ mà nó buồn ngủ, nó hôn trầm, nó tức buồn ngủ thì đọc to lên một tí để cho hết hôn trầm, hôn buồn ngủ. Mà đọc to mà người thân của chúng ta đang ngủ, mất ngủ, ví dụ chúng ta là vợ mà đọc chồng không ngủ được, hoặc là gì, hoặc vợ chồng đọc con cái không ngủ được, hoặc bố mẹ đọc con cái không ngủ được, hoặc con cái đọc bố mẹ không ngủ được á, thì chúng ta gì, đọc bé nó lại. Giống như cái tivi trong nhà mình nhé, mà chúng ta nghe có lúc thì chúng ta ưa thích nghe to thì mở to lên, nhưng mà khi nào cần gì, cần mở bé xuống thì mở bé nó xuống. Đây là phương tiện, chứ không cứ là phải đọc to mới đúng hay là phải đọc nhỏ mới đúng nhé. Là phương tiện, mình đọc thế nào mình cảm thấy vừa là được, không mệt, không hao tâm tổn sức là được. Nếu đọc to quá thì mình sẽ mất khí, sẽ này, mất cái hơi nhiều thì sẽ gì, mất khí thì sẽ gì, sẽ bị mệt. Cho nên đọc cũng vừa phải là được. Đọc bé quá, cứ lý nhí thì chúng ta thì tâm sẽ dễ bị hôn trầm, tức là hay buồn ngủ đó. À, cho nên to nhỏ quá thì cũng không nên, mà tùy theo, quan trọng nhất là tùy theo cái điều kiện, thời gian, hoàn cảnh của từng hôm, từng buổi chúng ta lên đọc kinh. Hôm chúng ta lên đọc kinh mà người nhà chúng ta vẫn đang ngủ thì nên đọc vừa thôi, đọc bé thôi. Ở nhà một mình, chúng ta có một mình á, nhà cách xa hàng xóm mà, thì chúng ta cứ gõ mõ tụng kinh xả láng đi, đọc cho nó hoan hỉ to như ở chùa đấy, thì cho cái tâm nó thì phấn chấn thì càng tốt. Không sao. Nhưng mà cũng đừng có hét ra to quá thì nó thì mất giọng, lạc giọng đi, hoặc mất giọng đi, hoặc mất hơi thì lại mệt. Tụng kinh xong mà ngồi thở hổn hển là cũng không được. Tụng một ngày như thế thì còn được, cái tụng nhiều ngày như thế là chúng ta ốm là sinh ra chán. Cho nên cái việc đọc kinh to nhỏ đấy là do chúng ta điều chỉnh làm sao cho hợp lý, không nhất định phải to hay phải nhỏ, hoặc to sai hoặc nhỏ sai, vân vân. Ý thứ hai, dạo gần đây không được lên chùa, khi tu tập một mình con có cảm giác có ai đó xung quanh khiến con sợ, không tu, không tập trung được như khi vào, không tập trung được khi vào thời khóa, đặc biệt khi nào tu tập tinh tấn hay đứng trước tam bảo càng bị sợ hơn, càng bị sợ nhiều hơn. Con cảm thấy nhiều lúc sợ sệt khi đứng trước tam bảo. Lúc đó con phải ngồi đọc ở trong phòng không có tượng Phật thì mới thấy an. Hỏng rồi, Phật tử này á, bắt đầu gì, ma bắt đầu phá rồi đấy. Tôi như thế là ma phá đấy. Người ta, tôi đứng trước tam bảo, đứng trước tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát, chúng ta thì phải thấy an nhé. Mà bây giờ lại nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật là không an, mà vào phòng ở mình là mới an. Đấy là đang đi sai đường rồi, bắt đầu chớm sai đường. Nên phải sám hối ngay, sám hối ngay. Và nên gì, nên sám hối. Phật tử này nên sám hối bằng cách gì? Có thể phát nguyện lễ ngũ bách danh nữa. Ngoài tụng kinh Địa Tạng nên lễ ngũ bách danh mà sám hối. Lên ngũ, lễ ngũ bách danh, đặc biệt là những ngày trai nên lễ ngũ bạch danh thêm để sám hối, không có một thời gian sau có khi lại bỏ Phật để đi theo tà đạo mất. Đó, thì lại nguy hiểm. Đó, sai rồi, đang sai rồi. Phật tử nữa hỏi, mai là Nguyễn Thu Huyền 150012@gmail.com. bạch thầy, con có hai câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con với ạ. Câu một, đời vô thường có nghĩa là như thế nào? Con đã tra thử nghĩa nhưng đọc vẫn không hiểu cho lắm. Con có thấy không? Con đã bao giờ con đi ra nhìn một bông hoa chưa? Một bông hoa ở trước cửa nhà con hay bên cạnh nhà con ấy, hay ở trên ban thờ nhà con chưa? Chắc có đúng không? Hôm nay con dâng một bông hoa lên con cúng Phật ấy, hoa rất là tươi. Nếu mà trời mà mát á, thì nó được gì 2, 3, 4, 5 cho đến 7 hôm đúng không, hoặc lâu hơn một chút nữa. Nhưng đấy, nếu mà trời nóng á, thì chỉ được 1 hoặc 2 hôm rồi gì, nó có còn tươi như hôm con đem lên con dâng lên ban thờ nữa không? Không đúng không? Nên héo, và con phải đem nó, con phải đem con bỏ ra xọt rác đúng không? Hôm trước ấy, nó đẹp, con nỡ bỏ nó vứt vào xọt rác không? Không, con mang về con cúng Phật. Nhưng bây giờ nó héo rồi, con có dùng nữa không? Con có mang về phòng á, hay để mãi trên ban thờ không? Không đúng không? Đó, vô thường ở chỗ đấy đấy con. Vô thường chính ở chỗ đấy đó.
Hôm nay nhìn thấy bông hoa rất là đẹp, nhưng ngày mai bông hoa gì đã úa tàn và gì là vứt ra sọt rác, vô thường ở chỗ đó đấy. Còn bông hoa vô thường, thân sắc chúng ta gì cũng vô thường. Hôm nay con đang trẻ, đang khỏe, tóc đen như mun đó, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Một vài chục năm nữa, da con bắt đầu nhăn nheo, tóc con bắt đầu lấm tấm điểm bạc, mắt con mờ đi, tai con cũng gì cũng nghe gì cũng câu được câu không dần, sức khỏe của con cũng giảm xuống. Đó là gì? Báo hiệu sự vô thường, giống như bông hoa đang xinh xắn như thế này, đang xinh tươi đẹp đẽ như thế này, hai ba hôm sau gì nó úa dần, và một ngày không xa nó sẽ gì, nó sẽ tàn phai. Đó là gì? Vô thường. Sắc thân của chúng ta cũng thế, thân thể chúng ta cũng vậy, vô thường đấy con. Thân vô thường, còn tâm vô thường không? Tâm cũng vô thường. Hôm nay con có thể gì rất tín kính Tam Bảo, rất thích nghe Phật pháp, nhưng nếu mà con gì, con mà sao nhãng, con không nghe theo lời Phật, không làm theo lời các thầy giảng, không chịu tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, không chịu gần gũi bậc thiện tri thức, không chịu đi chùa lễ bái cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, không chịu gần gũi chư tăng để tăng trưởng cái công đức và trí tuệ, cũng như là cái ý niệm tốt và cái chí nguyện tốt của mình lên á. Và con cứ đi gần gũi gì những người đi nhảy đồng nhảy bóng, hay là gần gũi những người tu theo các pháp môn khác như là pháp luân công hay là những tà đạo khác vân vân chẳng hạn, thì dần dần gì cái tâm tín kính của Phật của con trước đây nó không còn thường nữa, mà bây giờ thì nó chuyển thành gì, từ thường chuyển thành gì, thành vô thường, lại đi tin một cái tà ma ngoại đạo là vô thường. Và khi con đến đó, con thấy thì con thấy là theo bên đó thì không an lạc như khi xưa theo Phật giáo, con lại quay trở lại Phật giáo, con gì con tu, con nhận ra đó, đó là gì, đó là gì, là vô thường đấy. Tâm là vô thường, nay còn mai mất, nay mất mai còn, có thể gì hoặc theo thiện hoặc theo ác. Cho nên Phật mới dạy là luôn luôn giữ tâm gì thanh tịnh, luôn luôn giữ tâm gì kiên cố. Đối với giữ cái đức tin của mình vào Tam Bảo là kiên cố, thì để không bị cái sự vô thường ở trong tâm gì nó cuốn trôi đi vậy. Cho nên vô thường ở đây có gì, có cả thân vô thường và tâm vô thường đối với con người chúng ta. Cho nên đọc thì tra trên mạng thì chắc chắn chúng ta tự đọc thì không hiểu đâu. Nghe thầy nói vài câu như thế, thầy mong rằng Phật tử sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nghĩ đến cái sự vô thường, sắc thân của mình sẽ không bền chắc, sinh lão bệnh tử chính là vô thường đó con. Ý nữa Phật tử hỏi, tại sao nhiều người sống ở kiếp này rất tốt, hiền lành, được mọi người quý mến, nhưng sao lại ra đi sớm ạ? Tức là phải chết sớm đó. Có những người bị ung thư hay gì tai nạn đã phải kết thúc một cuộc đời khi còn quá trẻ, vậy có phải là do kiếp trước mắc tội gì nên kiếp này phải trả nợ và ra đi một cách đau đớn như vậy không ạ? Con rất mong thầy giải đáp thắc mắc của con, con xin cảm ơn ạ. Đúng vậy, Đức Phật nói nhân quả ba đời. Cái nhân á, đời này họ gieo rất là tốt, là con người rất là tốt, thậm chí họ còn là quy Tam Bảo, tín học Phật pháp, thậm chí là còn có người xuất gia theo Phật nữa, nhưng mà vẫn gì bệnh tật và chết yểu, thậm chí còn có người bị người ta sát hại nữa, vân vân chẳng hạn, bị người ta mưu hại cho uống thuốc độc hoặc là giết hại nữa, vân vân. Con người tốt tại sao phải chết sớm như thế? Tất cả là nhân quả vậy. Người phàm phu chỉ nhìn thấy cái nhân một đời là người đó tốt, nhưng không nhìn thấy cái nhân đời trước gì họ gieo xấu, cho nên đời nay họ thọ quả gì, quả báo xấu. Nhưng mà nhân này họ làm việc tốt thì chắc chắn đời sau họ sẽ được hưởng quả tốt. Yên tâm điều đó. Trong kinh nhân quả Đức Phật nói trùng đậu đắc đậu, trùng quả, trùng qua đắc qua, tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, như là như thế. Phật tử này hãy xem lại gì kinh nhân quả báo ứng đi, để cho nó vững vàng thêm. Thì thầy chỉ đưa ra cái tiêu đề và cái gì, hướng dẫn cho Phật tử này đọc thôi, tự Phật tử này sẽ có câu trả lời. Mà ai có cái thắc mắc giống Phật tử này á, thì hãy đọc kinh nhân quả. Đọc kinh nhân quả chúng ta sẽ rõ nhá, sẽ rõ thêm. Sang một câu hỏi thứ ba. Một Phật tử có địa chỉ mail là khanh pro03a@gmail.com
gmail.com hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy và tất cả các vị tu trong chùa Khai Nguyên. Vâng, thầy chào con và chào tất cả các vị Phật tử đang nghe pháp. Con là Bùi Thị Hào, 61 tuổi. Con mới biết được bài giảng của thầy và con đã đọc kinh Địa Tạng được 8 tháng. Con thấy nghiệp của con được tiêu rất nhiều. Con hàng ngày đọc một thời và con đã phát nguyện 100 ngày và 21 ngày con và 21 ngày còn những ngày chay thì con ăn chay và đọc 3 thời. Phát nguyện đọc kinh 100 ngày. Ngày thường thì đọc một thời, còn những ngày chay thì đọc gì? Đọc 3 thời. Cũng được, cũng hoan hỷ. Con có câu hỏi như sau. Có một Phật tử bảo con treo ảnh Địa Tạng thì khi nào gia đình có cúng mặn thì phải bỏ ảnh xuống, có đúng không ạ? Nếu treo ở giữa bàn thờ thì mỗi khi dỡ ảnh xuống thì phải đứng lên ban thờ sợ bất kính. Vậy con treo ảnh ở bên phải thì có được không? Xin thầy trả lời cho con. Con chào thầy. Thầy xin trả lời luôn. Phật tử nào cũng đang có thắc mắc như thế này là chúng ta cũng nghe luôn. Các Phật tử chúng ta nếu mà hoan hỷ gia đình cả hoan hỷ mà cho chúng ta treo được một bức ảnh của Đức Phật hoặc là vị Bồ Tát nào đó lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình rồi, đây chắc chắn là chưa có ban thờ Phật, thì Phật tử mới hỏi như thế. Treo tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng lên giữa ban thờ rồi, nhưng mà có người bảo rằng mỗi khi ngày giỗ ngày Tết gia đình cúng mặn lại phải bỏ ảnh của Địa Tạng Bồ Tát xuống. Thì Phật tử này thấy như thế là gì? Là lúc treo lên treo xuống như vậy, dỡ lên dỡ xuống như vậy sợ là bất kính, cho nên hỏi thầy muốn treo sang bên trái hoặc bên phải, tức là không treo giữa ban thờ mà bên trái bên phải ban thờ có được không? Xin thầy trả lời. Trước tiên thầy trả lời cho các Phật tử như thế này. Chúng ta nếu nhất tâm thờ Phật, chúng ta kính Phật thờ Phật, treo một bức ảnh của chư Phật hoặc Bồ Tát bất kỳ nào đó lên ở giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta trên cao trang trọng rồi, chúng ta cứ để nguyên đấy, không sao. Ngày giỗ ngày Tết chúng ta có, nếu mà gia đình chưa hoan hỷ và cúng chay trường tuyệt đối vẫn thì ăn gì cũng đấy, tức là gì, ăn mặn thì cũng mặn, ngày giỗ ngày Tết ăn mặn cũng mặn, cứ vô tư mang lên cũng không sao, cứ cúng đi không sao cả, ăn gì cũng đấy. Ví dụ như là nhưng mà thì nên tránh sát sinh ở trong nhà là tốt nhất đấy. Ra chợ mua tam tịnh nhục được là tốt nhất. Bởi vì thì nếu người sống mà còn ăn thì chúng ta ăn gì cũng đấy thì cũng được. Vì người thân chúng ta chưa hiểu Phật Pháp, nếu cả nhà mà hiểu được thì không phải bàn nữa, không phải nói làm gì. Ở đây đang nói trường hợp cả nhà gì ạ, mới có 1-2 người theo Phật, còn lại đại đa số là chưa theo Phật. Thậm chí nhà mình là trưởng họ nhà mình theo Phật hết nhưng khi ngày giỗ các cụ cả họ về họ không đồng ý cho chúng ta cúng chay, chúng ta cũng phải chịu các quý vị, chúng ta cũng phải theo họ, mặc dù mình là trưởng họ nhưng mình cũng không nên áp đặt. Khi mà tâm của mọi người chưa thông, cái trí của mọi người chưa đủ, tâm họ chưa thông thì họ còn chấp, thì thôi chúng ta cũng hoan hỷ, dĩ hòa vi quý, đừng làm cho họ hàng chúng ta vì cái niềm tin Phật Pháp của chúng ta mà làm cho họ phải đọa vào gì? Phải đi phỉ báng Tam Bảo mà phải đọa vào trong gì? 3 đường ác đạo. Như vậy không nên. Gia tiên chúng ta siêu hay không chúng ta chưa nhìn thấy, mà thấy gì? Lại thấy người thân chúng ta báng phá Tam Bảo lại gì? Là cái nhân để đọa trong 3 đường ác thì nguy rồi. Cho nên cái này người tu chúng ta phải rất là khéo léo, rất là uyển chuyển lại như thế. Trường hợp Phật tử này treo ảnh lên ở giữa ban thờ rồi cứ để nguyên đấy, không cần phải xê bên trái, cũng chẳng cần phải dịch bên phải, để nguyên đấy cho thầy. Và cứ tụng kinh bình thường. Ngày giỗ ngày Tết gia đình chưa hoan hỷ, ăn nào cũng đấy, tức là ăn mặn thì cũng mặn, cứ vô tư đi.
Thậm chí ngày hôm đó thì chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng cho chúng ta tụng vẫn được, không sao. Trên ban thờ có gì có cúng mặn, chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng ra để đem kinh Địa Tạng ra để tụng vẫn được. Và hôm đó thì ngoài cầu nguyện chư Phật Bồ Tát độ cho ông bà, ông vải tổ tiên nội ngoại nhà mình để sớm được siêu thoát ra, chúng ta thì hồi hướng cho tất cả những gì, những chúng sinh mà hôm nay do gì mạng chung xấu số cho nên phải bị người thân chúng ta giết, hoặc là bị những đau phủ ở ngoài, những người người ta ở lò mổ người ta giết hại con cái người thân của mình ra mua mang về đây làm cỗ để gì, để nhớ ngày húy kỵ của ông bà tổ tiên người thân vân vân gì đó, hay ngày Tết ngày nhất gì đó vân vân, chúng ta khấn nguyện vào tụng, trước khi tụng khấn hoặc sau khi tụng kinh đem công đức đấy hồi hướng cho họ. Cái thần thức của họ đừng bám chấp vào gì cái miếng thịt kia nữa, đừng bám chấp vào cái tấm thân đó gì đã bị hủy hoại kia rồi, mà hãy gì nghe theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và để sớm đi sớm hướng tâm Bồ Đề, sớm phát tâm Bồ Đề theo câu niệm Phật của mình để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài phóng quang ra hộ độ cho cái thần thức của các loài sinh linh ấy sớm được siêu sinh về cõi lành. Đó cũng là một biện pháp, đó cũng là gì một cách chúng ta gì hóa giải hận thù. Tốt hơn là chúng ta đem bỏ ảnh xuống và hôm đó thì chúng ta chẳng tụng kinh niệm Phật, chả làm việc gì cả. Đấy. Vì chúng ta nghĩ rằng hôm đó mang đồ mặn lên trên, người thân chúng ta mang đồ mặn lên trên ban thờ, chúng ta không dám lên tụng kinh, không dám niệm Phật, không dám làm gì. Không nên. Việc sát sinh hại vật để đem dâng cúng tổ tiên đó là việc gì? Chắc chắn là gì? Là tội lỗi rồi. Chắc chắn là phải chịu cái quả báo xấu rồi. Chắc chắn là làm ảnh hưởng tới gì? Người thân của chúng ta quá vãng rồi. Nhưng nếu hôm đó chúng ta không làm một việc gì thiện thì cái tội ấy người ta phải gánh hết, và người thân chúng ta phải gánh hết, chia nhau mà gánh. Còn hôm đó chúng ta thì đem tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm vài trăm hoặc vài ngàn câu Phật hiệu, đem công đức ấy hồi hướng để tiêu trừ nghiệp chướng cho gì, cho người thân của chúng ta, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ chúng ta, và hồi hướng cho chính những gì những sinh linh mà gì mất mạng kia. Chúng ta gọi là lấy công đức phúc báo, lấy việc thiện để đắp vào cái việc sai trái, việc ác mà gì, mà mọi người làm ấy. Giống như trong nhà chúng ta mất điện, chúng ta phải tìm cái gì để thắp lên. Bình thường chúng ta thắp điện này nó sáng này, nhưng mất điện thì phải làm lấy cái gì để thắp lên. Chẳng nhẽ chúng ta ở tối với nhau mù mịt thế à? Chúng ta phải đi tìm nến rồi, tìm đèn gì, đèn dầu để thắp lên, đúng không? Ánh sáng của đèn, của nến nó tuy không bằng bóng điện nhưng nó vẫn gì, vẫn đủ ánh sáng để cho chúng ta nhìn thấy đường đi, nhìn thấy mọi vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Vậy ngày giỗ ngày Tết người thân chúng ta gì bắt phải cúng mặn lên trên ban thờ, không sao, cứ hoan hỷ đi. Vì chúng ta nghiệp của thế giới chúng ta này thế mà, cứ hoan hỷ gì mà lên tụng kinh. Cái tụng kinh của chúng ta đã ví như gì, điện đã bất thì gì, chúng ta thắp đèn thắp nến lên, nhà vẫn gì vẫn có ánh sáng đủ để dùng vậy. Tuy không sáng trưng rực rỡ như như là bóng điện nhưng mà cũng đủ để chúng ta nhìn thấy sự vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Đó, cho nên đấy là gì? Câu trả lời của thầy với câu thứ ba ấy. Câu thứ tư, Phật tử có địa chỉ mail là gì? Dung khóc hay dung gì này hay gì gì đấy, đấy đấy đấy, dung khóc a@gmail.com hỏi rằng á, A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ. Thầy cho con hỏi một chút ạ. Con tụng kinh Địa Tạng được một năm rồi, mới đầu đọc tụng chậm vì chưa biết mặt chữ, nhưng giờ con tụng nhanh hơn, vậy có sao không ạ? Và con và con tụng cho chú con 49 ngày hàng tuần nhưng tụng nhanh, vậy chú con có nghe được không hay phải tụng chậm ạ?
Con xin thầy hoan hỷ cho con à. Nam mô A Di Đà Phật à. Ngoan thế. Có Phật tử hỏi là ngày xưa khi mới học tụng kinh Địa Tạng, tụng một năm nay rồi, khi mới học thì nó tụng nó chậm, bây giờ quen mặt chữ rồi tụng nhanh, thì hỏi rằng tụng nhanh hơn như vậy có sao không? Tốt chứ sao, mình mà tụng thì nó lâu được thì mình tụng được nhanh là tốt. Các Phật tử cứ bình thường tụng một cái quyển đấy khoảng 45 phút đến 1 tiếng là vừa, chứ ngoài 1 tiếng mới xong quyển thượng, hay ngoài 1 tiếng mới xong quyển trung, ngoài 1 tiếng mới xong quyển hạ thì đấy là hơi lâu đấy, tụng thế là chậm. Tụng làm sao từ 40 cho đến 40-45 phút hoặc 50 phút, chậm nhất là khoảng 1 tiếng là xong một quyển đấy, tầm mấy là vừa đấy. Còn dành thời gian này để niệm Phật nữa, thời gian lễ tổng lễ tạ, niệm Phật phát nguyện, hồi hướng nữa là khoảng độ tầm tiếng 15 đến 1 tiếng rưỡi, trong một thời khóa tụng một quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ như vậy là vừa. Nhanh quá thì tụng kinh nhanh quá thì cũng không nên, trì chú nhanh thì được. Ví dụ như Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đại Nam Mô Ra Na Ra 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 Nam Mô Rị Ra Bà Lô Đế Thế Bát Ra Ra Bồ Đề Ta Ra Bà Ra Ma Ta Ra Bà Ra Ma Ta Ra Bà Ra Ma Cô Linh Ca Ra Ta Bà Ra Bà Duệ, đấy thì được. Trì chú thì càng nhanh càng tốt, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ. Miệng trì tâm nhớ, tức là tâm nhớ thì nhớ tưởng cái câu thần chú thì nhanh thì được. Nhưng tụng kinh thì ở mức vừa phải. Các vị cứ nghe các sư ở chùa tụng tầm đấy là vừa. Hoặc chúng ta nếu tụng một mình thì nhanh hơn một tí cũng được, hoặc chậm hơn một tí cũng không sao. Thế tự chúng ta phải cân đối. Còn ở đây Phật tử hỏi, Phật tử tụng nhanh thì đang tụng cho chú 49 ngày. Chắc là ông chú ông mất, cho nên đang tụng cho chú như vậy. Hỏi rằng tụng nhanh hơn như thế thì chú có nghe không? Nghe không quan trọng. Quan trọng là chúng ta thì hồi hướng cho họ công đức. Hồi công đức tụng kinh, hồi hướng cho họ. Thì chúng ta mới đầu lên nghe các thầy tụng kinh, chúng ta có nghe được không? Cũng không nghe được đúng không? Chúng ta có đọc theo, dở sách ra lại dở ra lở vào, có đọc được đâu. Không quan trọng cái chuyện đó. Nếu như họ thực sự họ có duyên với Phật á, thì tụng nhanh hay tụng chậm một thời gian sau, nếu họ có duyên với Phật thì họ sẽ phải tự đi học thôi. Kể cả gì ở dưới quê âm họ phải tự đi học. Chắc không phải lo cái điều đó cho họ. Điều quan trọng bây giờ mình tụng ấy, mình cảm thấy an lạc, nhanh hay chậm mà mình tụng đến đâu mình nhớ kinh đến đó, mình ghi nhớ ở trong tâm khảm của mình, và mình thấy an lạc khi mình tụng kinh niệm Phật thì đó là được rồi. Chứ còn cũng không có một cái biểu nào để nói là có một cái biểu nào ở chùa bảo phải tụng như thế này là vừa, thế kia là không được. Nhưng các vị có thể tham khảo với cách tụng của các sư bây giờ ở chùa chúng ta đó, này tầm mấy là vừa, khoảng 45 phút trong 40-45 phút tụng kinh và niệm Phật nữa, tất lễ tổng lễ tạ tất khoảng tiếng rưỡi. Nếu niệm Phật nhiều thì thành 2 tiếng, thì tùy theo. Còn ở Tây Kinh thì khoảng 40 cho đến 1 tiếng đồng hồ trở lại thôi là vừa. Không có chậm quá, nó EA thì cũng khó, đọc nó không vào. Nhanh quá thì còn đọc mà luyến thoáng cả lên thì tụng kinh như tụng khoán, như làm khoán để cho xong nhanh rồi đứng dậy thì cũng không nên. Như vậy là cầu thả. EA thì quá thì khiến cho cái tâm nói gì, nó sinh là bệnh hôn trầm. Nhanh quá thì sinh ra cái tâm gì, bất kính cầu thả, và khiến cho tâm viên ý mã nó dễ nổi lên, thế cũng không tốt. Đấy, trường hợp này thì Phật tử thế tự điều chỉnh thôi. Chứ còn thắc mắc rằng tụng nhanh như thế thì sợ là chú có nghe được không? Đang làm lễ 49 ngày chú nghe được không? Thôi cái này không quan trọng chú nghe được hay không, mà quan trọng nhất là mình nghe được hay không. Mình tụng mình có nghe được hay không, hay là mình đọc mình chẳng nghe được cái gì cả. Quan trọng mình có nghe được cái gì hay không. Mình phải nghe được, xong rồi mình mới có công đức để hồi hướng cho người ta. Người ta sẽ nhận được cái công đức hồi hướng của mình. Rồi còn người ta muốn, khi người ta được nhận được rồi, người ta thoát khổ rồi, người ta muốn đi học Phật, tự người ta sẽ có cách để người ta đi tìm Phật Pháp để người ta học. Không phải lo cái việc đó cho họ nhé. Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho một việc quan trọng, thì con phải nói gì trước khi tụng kinh, và tụng xong thì hồi hướng như thế nào cho việc đó đạt được kết quả?
Vì sau thời gian tụng kinh xong, con hồi hướng rộng khắp cho thần linh thổ địa Kỳ Huyền Thất Tổ, vong linh thai nhi oan gia chế chủ và cả nhà và cô hồn ngạ quỷ vân vân, và hồi hướng cho người sống được bình an và lắm vả thế, và cả việc quan trọng của mình cần nữa. Và như vậy có phải ví như có một chút tiền mà con mà cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được một chút xíu hay không, thì việc quan trọng hơn sẽ rất lâu được thành tựu hay không? Trong Phật pháp nó không như thế. Phật pháp nó không như vậy các quý vị ạ. Vì nó đang hiểu sai về Phật pháp. Phật pháp chúng ta là ban trải cái tâm Bồ đề, đem công đức tu hành được để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được quân chiêm lợi lạc, thì đó chính là gì? Đó chính là tâm của Phật, đó chính là hạnh của Phật, đó chính là nguyện của Phật. Chúng ta làm đúng với tâm của Phật, hạnh của Phật, nguyện của Phật á, thì công đức vô lượng vô biên. Đâu có phải là ví như cái pháp của thế gian mà có mấy đồng tiền mà đem cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được có vài đồng đấy, thì không đủ mua cái gì, cái gì không đủ mua bánh mì tôm đâu. Hiểu Phật như thế là sai con ạ. Nhá. Hiểu Phật như thế là sai, hiểu rất sai, chứ không phải là sai mà rất sai. Còn Phật tử hỏi rằng trước khi tụng kinh và sau khi tụng kinh phải hồi hướng như thế nào, cầu nguyện như thế nào, phải khấn như thế nào? Ôi, quan trọng gì đâu, có gì khấn đấy. Tâm xuất Phật chứng, tâm chúng ta thế nào thì khấn như thế, cầu cái gì thì cứ thế mà nói ra. Trước khi tụng kinh thì có nghi lễ hết rồi. Chúng ta vào, chúng ta thì vái Phật ba vái xong bắt đầu vào tụng kinh. Ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đấy, thì còn gì nữa. Tất cả cái nghi thức ấy, cái nghi thức ấy chính là gì? Mình gọi là văn khấn đấy. Gọi là văn khấn cái nghi thức ấy. Còn cái gì, cái bài hồi hướng chúng ta cũng là văn khấn đấy. Còn ngoài ra chúng ta hồi hướng xong hết theo nghi thức rồi, chúng ta muốn nán lại thêm 5, 3, 7 phút để cầu nguyện cái gì thì cứ cầu nguyện. Lúc đó chúng ta cứ nói hết ra, không sao, cứ nói ra. Nói ra Phật có nghe hay không, Phật còn phải xem xét cái chúng ta cầu nguyện nó có phù hợp với đạo đức hay không, phù hợp với nhân quả hay không, phù hợp với luật pháp của đất nước Việt Nam hay không nữa chứ. Thì chúng ta mà cầu mà gì, để đánh đề thì chắc chắn không được rồi. Cầu để bui đi buôn lậu mà chót lọt công an thì chắc chắn không được rồi. Cầu mà cho gì ạ? Cho chúng ta trúng một cái sổ số hay gì cũng không được rồi. Đấy. Chúng ta phải biết này, phù hợp với pháp luật, nhưng mà còn phải phù hợp với đạo đức, với nhân quả hay không. Chứ không phải là với pháp luật Việt Nam có thể là phù hợp, nhưng với đạo đức, lối sống thì có thể không phù hợp thì sao? Với nhân quả của Phật nói thì cũng không hợp thì sao? Ví dụ như Việt Nam chúng ta gì, luật pháp Việt Nam cho chúng ta gì, cho phép là gì, nạo phá thai, cho phép là gì, sát sinh hại vật để buôn bán ở các chợ búa và ăn uống bình thường, đúng không? Để luật pháp Việt Nam không cấm, cho phép. Nhưng mà chúng ta vào tụng kinh xong chúng ta bảo cầu gì, cho gì, cho đứa con dâu hay là đứa con gái hay là cái đứa cháu nội hay đi hay cháu ngoại gì đó gì nó đi phá thai nó đi phá bỏ cái thai đi chắc chắn là Phật gì, Phật không đồng ý rồi. Hoặc là cầu làm sao để cho gì, cho cái đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể của mình nó gì, nó có sức khỏe để nó làm cái nghề sát sinh hại vật để nó kiếm ra nhiều tiền, chắc chắn gì, hợp với pháp luật nhưng mà không hợp với nhân quả. Phật cũng không bao giờ gì, không bao giờ mà gia hộ cho chúng ta những cái việc ấy, đúng không? Đó, cho nên thầy mới nói là hợp với nhân quả, hợp với đạo đức và hợp với pháp luật. Pháp luật có thể gì, hợp nhưng mà gì, không hợp với nhân quả thì cũng không được. Cho nên nhân quả và đạo đức, lối sống lành mạnh nó là số một. Pháp luật quốc gia này, quốc gia khác nó có thể khác nhau, nhưng mà nhân quả thì ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, khắp mười phương thế giới cũng đều chung như nhau hết. Còn lối sống đạo đức ở xã hội thì có thể nó nhìn nhận khác nhau, nhưng cái cơ bản gì đó là không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, vâng làm các việc thiện. Đó chính là cái cơ bản của đạo đức. Đây là cơ bản của gì, của đạo đức. Cho nên là chúng ta cũng phải phù hợp với nó thì mới được. Một Phật tử nữa hỏi, từ địa chỉ Hoàng Phương 0504 68 a@gmail.com hỏi rằng
Thầy hoan hỷ cho con hỏi trước khi tụng kinh thì phải khấn thế nào cho đúng và không có lỗi ạ. Cách đây 10 năm, nhà con có mua một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ của người đi bán rong và từ đó để lại phòng khách, để tại phòng khách. Nay nghe thầy giảng, con thấy như vậy là có lỗi vì trong phòng khách nhà con chật, lại có ghế nằm để chân hướng về đó. Giờ con phải làm thế nào để ở đâu kể không để không lỗi ạ? Con xin thầy, xin chiên công đức của thầy. Phật tử hỏi có hai ý, ý bảo là tụng kinh thì trước khi khấn khứa như thế nào, cái này thầy nói câu lúc nãy rồi, đúng không? Tùy theo tùy tâm, khấn khứa nào là do mình. Mà có nghi thức ở trong khóa lễ rồi, nếu không biết khấn là cứ theo nghi thức mà làm, cứ theo nghi thức là đầy đủ rồi. Còn ngoài ra chúng ta muốn khấn nôm thêm cái gì thì cứ đọc vào thôi, không sao. Xong tụng hết kinh, khấn hết bài phát, hết cái bài phát nguyện đó, xong chúng ta khấn, khấn xong chúng ta tam tự quy, thế là xong. Còn nói rằng gia đình có trước đây 10 năm có thỉnh pho tượng Di Lặc bằng gỗ để trong phòng khách, bên phòng khách lại nhỏ, nằm thì có cái ghế sofa nằm thì hay quay chân về đó, thì bây giờ làm thế nào? Thì bây giờ đơn giản thôi, đừng có nằm, đừng có quay chân vào đó mà quay đầu vào đó đi thì được, không sao. Để cái tượng Phật ở đó cho mọi người cùng ngắm cùng ấy cũng được. Nhưng có thay đổi mỗi cái thì chúng ta quay cái đầu đi, đừng có cho chân vào đấy mà chúng ta cho đầu vào đấy, thế là được. Thế thôi. Hoặc nếu không thì trên ban thờ nhà chúng ta mà rộng rãi thì thỉnh cụ lên trên ban thờ chúng ta thờ cũng được. Mà chiêm bái mà đỉnh lễ hàng ngày cũng được. Không thì để tại phòng khách cho nhiều người xem thấy mà phát khởi cái một chút cái niềm tin ấy, nhìn thấy tôn tượng của Phật, của Bồ Tát cũng là quý rồi. Nhưng thay đổi mỗi một cái là gì? Lúc nằm thì nằm cho đầu vào đấy, cho chân ra ngoài, thế thôi, đơn giản thế. Còn cái tivi muốn xem thì mình đổi lại cái chỗ tivi là được, có thể treo lên tường ở phía ngoài là được, đổi lại lúc mình nằm để đầu mình vào trong tượng Phật, tượng Bồ Tát, chân ra ngoài, thế là được thôi. Một câu hỏi Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Con tên là Nguyễn Thị Mai, hiện tại con đang ở thành phố Hà Giang. Đầu năm con có về chùa Khai Nguyên dự lễ hội tháng 2 và con có thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về nhà đọc, nhưng con đọc không được đều. Nay con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Cháu thứ nhất sinh ngày 3 tháng 10 năm 1996, sinh vào 2 giờ 30 phút, được con đi xem và được thầy phán là giờ sinh của cháu trùng với giờ tử của một người đàn ông. Ôi dồi ôi, xin thưa các quý vị á, thì ai sinh ra mà chẳng trùng với người tử của một người đàn ông hoặc nhiều người đàn ông. Chúng ta thấy á, trong cái một cái một phút thì ở trên thế giới chúng ta phút nào mà chẳng có một người chết, đúng không? Mà từ đây về vô thủy kiếp trước thì bao nhiêu trăm nghìn năm trước thì lúc nào chẳng có người chết vào về trước. Mà tôi nói ngay cái lúc mình sinh ra trong cái phút đấy, trên thế giới này cũng có gì? Có người nam và cũng có người nữ chết. Người ta nói là cứ một giây và có mấy người chết mà. Trên thế giới chúng ta, một tiếng đồng hồ là có bao nhiêu người chết mà. Một tiếng có 60 giây, một giây phải có gì? Có bao nhiêu người chết trên toàn thế giới thì tránh làm sao được mà bảo là, nói là trùng với, cháu sinh ra trùng giờ với một người đàn ông chết, vô lý đùng đùng ra. Cái ông thầy vớ vẩn, đây là biết là gì, ông thầy vớ vẩn nó moi tiền rồi, thôi đừng có tin cái chuyện đấy. Nên tính tình của cháu thì cục cằn giống đàn ông, tính tình không phải là do giờ sinh ra mà nó như thế. Nếu mà do giờ sinh ra như thế thì hỏi xem tất cả những người ở trên thế gian này cũng sinh ra cái ngày ấy, giờ ấy, năm ấy, tháng ấy thì họ không cục cằn như cháu thì sao? Tính tình ở đây là gì? Do cái nhân quả, do cái nghiệp và nghiệp báo của nó gì, gieo trồng thì nhờ nhiều đời nhiều kiếp mà có vậy, thì không phải là do cái sinh vào ngày tháng năm giờ ấy mà gì mà sinh ra cái nghiệp như thế. Nói thế là không đúng với giáo lý của Đức Phật rồi, không đúng với người đệ tử của Phật, học Phật phải nên biết vậy. Và đến bây giờ đi xem, người ta nói rằng bị duyên âm ám, kính hỏi thầy bây giờ trường hợp của cháu như thế thì phải làm thế nào? Đó, thôi cứ tụng kinh Địa Tạng thôi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Nếu bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng thì tốt,
bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng, chép xong á, nhất tâm lúc chép là phải đánh răng, rửa mặt, rửa tay, quần áo cho sạch sẽ đi bắt đầu chép. Chép cho 3 quyển kinh Địa Tạng. Chép xong á, để lên chân trên ban thờ nhà mình á, mà để gì, để 100 ngày. Xong đó thì đem đến chùa, để gì mình lễ xong rồi á, mình đối trước Phật xong mình xin hóa âm đi. Tức là mình tụng Bát Nhã, mình ra cái lò hóa sớ của nhà chùa mình hóa đi. Thế được, chép xong mình hóa đi, hoặc là chép xong để gì, để cho cháu nó đọc cũng được. Thế thì được, tùy theo. Nếu mà chép xong mình sợ thì lại bỏ linh tinh ấy, thì có thể mang đến chùa mình á, lễ Phật xong rồi tụng Bát Nhã mình xin Phật hóa đi cũng được. Thế cũng tốt, không sao. Bảo cháu nó tự tay chép, mình đọc để hồi hướng nữa, là cháu nó cũng đọc được nữa thì là tốt nhất. Thì không có phải người ta bảo đi cắt duyên âm như thế là vất vài chục triệu oan không, chả được cái gì đâu. Câu thứ hai nói là cháu thứ hai sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998. Con đi xem cho cháu thì thầy bói nói cháu bị khuyết đường duyên. Đấy, chúng ta thấy không? Chị thì ở trên thì nó bảo là gì, bị duyên ám, ma ám, sinh vào giờ xấu. Dưới thì bảo khuyết đường duyên. Cháu cũng hoạt bát, duyên dáng và năng động. Tuy nhiên đến giờ cháu vẫn chưa có duyên với ai. Sinh năm 98 còn ít tuổi mà. Con muốn hỏi rằng giờ trường hợp của cháu nhà con thì phải làm thế nào ạ? Đây, cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các cháu. Phải bảo các cháu thì cùng chép kinh Địa Tạng nữa. Và nó đọc được kinh Địa Tạng nó tốt nhất. Và phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa thì để hồi hướng cho các cháu. Phật tử nó hỏi từ địa chỉ hương trần a@gmail.com hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Phật tử chúng con thật hoan hỷ khi lại được nghe thầy trả lời vấn đáp trực tuyến ạ. Con có câu chuyện gia đình hơi dài, thầy hoan hỷ đọc hết ạ. Con sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, 1 trai 3 gái, con là út, anh trai trưởng, anh trai là trưởng, nhưng chỉ có mình con biết tới Phật pháp. Các anh chị con đều không tin, chị dâu lại bán bổ Phật pháp nữa. Con ba con trước khi mất, tức mất ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Hợi, là có thời gian dài nằm viện. Những hôm đến phiên con trông cụ, những hôm đến phiên con trông cụ, con đều khai thị nhắc cụ niệm Phật, và hai cha con đều cùng niệm Phật. Lúc ba con mất trong bệnh viện, khi bệnh viện đưa ba con lên xe để đưa vào nhà lạnh, suốt dọc đường đi con mở đài niệm Phật và vừa khai thị vừa niệm Phật cho cụ. Khi vào đến nhà lạnh, lúc nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị chuyển ba con vào tủ lạnh thì thật may là trên người ba con có một chiếc áo do các anh chị con chưa kịp thay cho cụ. Nên con cầm luôn chiếc áo đó vào người và vẫn tiếp tục niệm Phật cho cụ hơn một tiếng nữa mới khấn với cụ ba theo con về nhà con ở, vân vân, để hàng ngày con tụng kinh niệm Phật cho ba nghe nhé. Về đến nhà, con mang chiếc áo của cụ lên bàn thờ, treo ảnh của cụ dưới ban thờ Phật, thắp hương và tụng luôn một biến kinh Địa Tạng. Những ngày sau đó, tức là trong 49 ngày, nhất là những ngày tuần, con đều cúng cơm và tụng kinh niệm Phật khai thị cho ba con. Bạch thầy cho con hỏi liệu con làm như vậy có đúng pháp không? Và liệu thần thức của ba con có theo con về nhà con được không ạ? Vì bên nhà anh trai con, chị dâu con cấm cửa, không cho con sang tụng kinh niệm Phật và cũng không mở đài niệm Phật cho ba con cảm ơn thầy. Phật tử, câu chuyện thì khá dài, nhưng chốt lại Phật tử có thắc mắc muốn hỏi rằng tất cả việc làm của Phật tử như vậy có đúng pháp hay không? Thầy khẳng định là đúng pháp, yên tâm hoan hỷ. Câu đầu tiên thầy, ý đầu tiên thầy trả lời Phật tử làm như thế là đúng pháp. Còn Phật tử này hỏi rằng làm như vậy ba có về được nhà mình không mà có nghe kinh được không? Thầy lấy một cái ví dụ. Bây giờ Phật tử này gì? Mời bố của mình về nhà mình để ăn một bữa cơm, hay là về nhà của mình để ở lại
chơi với mình một vài tuần hay một vài bữa vân vân chẳng hạn, mình chân thành mình mời, tôi nghĩ rằng chắc chắn gì ông cụ sẽ đi đến nhà mình để chơi và để ăn cơm đó. Thậm chí nếu mình chân thành, có thể ông cụ còn ở lại với mình nếu có thể một thời gian nhất định nào đó. Cho nên Phật tử hỏi rằng thành tâm như thế, làm những việc như thế thì bố mình có thể về đến nhà mình hay không? Theo quan điểm của thầy nghĩ là có thể. Nếu như ở đời cụ ấy không làm những việc ác quá mà phải đọa vào trong ba đường ác đạo ngay lập tức, thần thức của cụ vẫn còn mang mang ở gì ở trên thế gian trong vòng 49 ngày như trong kinh Phật nói, thì về nhà của Phật tử này là chuyện bình thường, về được. Nếu như làm việc cực ác thì không thể về được nữa. Nếu hoặc là làm việc cực thiện ở trên đời thì cụ ra đi cụ niệm Phật được một chút như thế, có khi cụ về vãng sinh về Tây Phương hoặc lên cõi trời hoặc đi thác sinh làm người rồi, thì cái chuyện gì cái chuyện mà cụ có về được nhà mình hay không thì không quan trọng. Vì các cụ có chỗ tốt hơn để đi rồi thì quan trọng gì là cụ về nhà mình nữa hay không làm gì. Còn nếu mà người ta sống đời người ta làm việc cực ác thì người ta phải vào ba đường ác. Nhưng tôi nghĩ rằng cái khi cuối đời mà niệm Phật được như thế, đấy là cũng là một đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Cho nên Phật tử này cũng yên tâm, không phải lo lắng. Những việc làm của mình có Phật Bồ Tát sẽ chứng biết cho mình, sẽ chứng minh cho mình. Và Phật tử này hãy tiếp tục tụng kinh và niệm Phật để hồi hướng cho ba mình hơn nữa. Nếu được vãng sinh rồi, được sinh về cõi lành rồi thì được nâng cao phẩm vị. Nếu chưa được vãng sinh nhé, chưa được sinh về cõi lành thì sẽ sớm sinh được cõi lành. Đó, hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Làm những việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông cụ. Tốt, rất tốt, không sao cả. Không cần là phải về nhà anh trai, tụng tại nhà mình cũng được, không ảnh hưởng gì. Tâm xuất Phật chứng mà. Pháp thân chư Phật biến khắp mười phương. Vong linh thì không có sự chướng ngại về thân thể, cho nên mình thành tâm có thể cảm được họ vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con có câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp. Đó là khi tổ chức tang lễ, con thấy trong đám tang có rất nhiều các nghi thức, và có nghi thức cũng như 3 ngày sau khi người mất qua đời có bắt buộc phải cúng đổ mặn. Con mong thầy hoan hỷ giải đáp các nghi lễ nào là cần giữ lại và làm như thế nào cho đủ pháp ạ. Trong nhà Phật chúng ta không có nghi lễ nào là bắt buộc phải cúng mặn trong 3 ngày cả, hay trong 7 ngày, hay trong 21 ngày, hay trong 49 ngày cả, vân vân. Cái nghi lễ mà cúng mặn các vị bảo bắt buộc đấy thì toàn mấy ông thầy cúng thôi. Mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo cái pháp của ông thầy cúng thôi. Còn trong Phật Pháp chân chính không bao giờ, tôi nói, tôi khẳng định lại là không bao giờ có một cái sách nào của nhà Phật nói rằng trong nghi lễ cúng 3 ngày cho người mất là phải bắt buộc phải gì phải cúng mặn, không bao giờ có. Tôi khẳng định không bao giờ có. Nếu trong kinh Phật chân chính mà nói cái điều đó thì tôi nói với các quý vị rằng mười phương ba đời chư Phật sẽ không thành Phật đâu. Và tôi cũng không ngồi ở đây nữa để giảng giải giáo lý của Đức Phật cho các quý vị nghe nữa đâu. Mười phương ba đời chư Phật không có Đức Phật nào là khuyên chúng sinh làm việc ác là đem chúng sinh vào cái chỗ đọa xứ như thế cả. Cho nên đây chỉ có tà ma ngoại đạo, đây chỉ có là những ông thầy cúng vớ vẩn, có những ông sư linh tinh vớ vẩn mới bắt buộc các Phật tử cúng mặn, cúng 3 ngày cho vong mới phải gì, mới phải có miếng thịt hay phải có con gà hay có cái thủ lợn hay gì, hay có cỗ mặn như thế. Đây không bao giờ có, trong nhà Phật không bao giờ có bắt buộc nhé, khẳng định với Phật tử như thế. Thầy là con mọt sách, ngày xưa 8 năm đi học là con mọt sách, đọc không biết bao nhiêu là sách vở của nhà Phật, không thấy sách nào trong nhà Phật nói như thế. Đây toàn là gì, mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo nghi thức của ông thầy cúng hướng dẫn thôi. Cho nên Phật tử bỏ cái này đi, đây là sai pháp của nhà Phật. Nếu Phật tử này muốn tu theo Phật thật sự thì bỏ đi. Phật không dạy như thế, Bồ Tát không dạy như thế, chư lịch đại tổ sư không ai dạy như thế. Và thầy bây giờ cũng khẳng định lại một lần nữa với các vị thì không bao giờ chư Phật Bồ Tát lời dạy tổ sư dạy như thế. Cho đây là tà pháp, bỏ đi. Phật tử nữa hỏi, có Mai là Vũ Thế Đô hỏi rằng con kính bạch thầy, nay con có hai câu hỏi xin thầy giải đáp giúp con. Đọc kinh nên to, nên đọc to hay đọc bé ạ? Vì con đưa kinh Địa Tạng cho một người bạn đọc, chị ấy bảo đọc kinh nên đọc bé. Con bảo ở chùa
Con bảo ở chùa đọc to, không lý nhí như chị đâu. Chị ấy bảo ở chùa đọc là để cho mọi người đọc theo, nên đọc to. Nay con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Đọc to, đọc bé ở đây thì không quan trọng đâu các quý vị. Tùy theo, có lúc chúng ta nên đọc to, có lúc nên đọc nhỏ. Ví dụ như chúng ta đọc nhỏ mà nó buồn ngủ, nó hôn trầm, nó tới buồn ngủ thì đọc to lên một tí để cho hết hôn trầm, hôn buồn ngủ. Mà đọc to mà người thân của chúng ta đang ngủ, mất ngủ, ví dụ chúng ta là vợ mà đọc chồng không ngủ được, hoặc là gì, hoặc vợ chồng đọc con cái không ngủ được, hoặc bố mẹ đọc con cái không ngủ được, hoặc con cái đọc bố mẹ không ngủ được á, thì chúng ta gì, đọc bé nó lại. Giống như cái tivi trong nhà mình nhé, mà chúng ta nghe có lúc thì chúng ta ưa thích nghe to thì mở to lên, nhưng mà khi nào cần gì cần mở bé xuống thì mở bé nó xuống. Đây là phương tiện, chứ không cứ là phải đọc to mới đúng hay là phải đọc nhỏ mới đúng nhé. Là phương tiện, mình đọc thế nào mình cảm thấy vừa là được, không mệt, không hao tâm tổn sức là được. Nếu đọc to quá thì mình sẽ mất khí, sẽ này, mất cái hơi nhiều thì sẽ gì, mất khí thì sẽ gì, sẽ bị mệt. Cho nên đọc cũng vừa phải là được. Đọc bé quá, cứ lý nhí thì chúng ta thì tâm sẽ dễ bị hôn trầm, tức là hay buồn ngủ đó. À, cho nên to nhỏ quá thì cũng không nên, mà tùy theo, quan trọng nhất là tùy theo cái điều kiện, thời gian, hoàn cảnh của từng hôm, từng buổi chúng ta lên đọc kinh. Hôm chúng ta lên đọc kinh mà người nhà chúng ta vẫn đang ngủ thì nên đọc vừa thôi, đọc bé thôi. Ở nhà một mình, chúng ta có một mình á, nhà cách xa hàng xóm mà, thì chúng ta cứ gõ mõ tụng kinh xả láng đi, đọc cho nó hoan hỉ to như ở chùa đấy, thì cho cái tâm nó thì phấn chấn thì càng tốt. Không sao. Nhưng mà cũng đừng có hét nó to quá thì nó để mất giọng, lạc giọng đi, hoặc mất giọng đi, hoặc mất hơi thì lại mệt. Tụng kinh xong mà ngồi thở hổn hển là cũng không được. Tụng một ngày như thế thì còn được, cái tụng nhiều ngày như thế là chúng ta ốm này là sinh ra chán. Cho nên cái việc đọc kinh to nhỏ đấy là do chúng ta điều chỉnh làm sao cho hợp lý, không nhất định phải to hay phải nhỏ, hoặc to sai hoặc nhỏ sai, vân vân. Ý thứ hai, dạo gần đây không được lên chùa, khi tu tập một mình con có cảm giác có ai đó xung quanh khiến con sợ, không tu, không tập trung được như khi vào, không tập trung được khi vào thời khóa. Đặc biệt khi nào tu tập tinh tấn hay đứng trước tam bảo càng bị sợ hơn, càng bị sợ nhiều hơn. Con cảm thấy nhiều lúc sợ sệt khi đứng trước tam bảo. Lúc đó con phải ngồi đọc ở trong phòng không có tượng Phật thì mới thấy an. Hỏng rồi. Phật tử này bắt đầu gì? Ma bắt đầu phá rồi đấy. Thu như thế là ma phá đấy. Người ta tôi đứng trước tam bảo, đứng trước tranh ảnh tôn tượng của Phật, Bồ Tát, chúng ta thì phải thấy an. Mà bây giờ lại nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật là không an, mà vào phòng ở mình là mới an. Đấy là đang đi sai đường rồi, bắt đầu chớm sai đường. Nên phải sám hối ngay. Sám hối ngay. Và nên gì? Nên sám hối. Phật tử này nên sám hối bằng cách gì? Có thể phát nguyện lễ ngũ bách danh nữa. Ngoài tụng kinh địa tạng nên lễ ngũ bách danh mà sám hối. Lên lễ ngũ bách danh. Đặc biệt là những ngày trai nên lễ ngũ bạch danh thêm để sám hối. Không có một thời gian sau có khi lại bỏ Phật để đi theo tà đạo mất. Đó. Thì lại nguy hiểm. Đó. Sai rồi, đang sai rồi. Phật tử nữa hỏi. Mai là Nguyễn Thu Huyền 150012@gmail.com. Bạch thầy, con có hai câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con với ạ. Câu 1, đời vô thường có nghĩa là như thế nào? Con đã tra thử nghĩa nhưng đọc vẫn không hiểu cho lắm. Con có thấy không? Con đã bao giờ con đi ra nhìn một bông hoa chưa? Một bông hoa ở trước cửa nhà con hay bên cạnh nhà con ấy, hay ở trên ban thờ nhà con chưa? Chắc có đúng không? Hôm nay con dâng một bông hoa lên con cúng Phật ấy, hoa rất là tươi. Nếu mà trời mà mát thì nó được thì 2, 3, 4, 5 cho đến 7 hôm đúng không, hoặc lâu hơn một chút nữa. Nhưng đấy, nếu mà trời nóng thì chỉ là 1 hoặc 2 hôm rồi, nó có còn tươi như hôm con đem lên, con dâng lên ban thờ nữa không? Không, đúng không? Nó héo và con phải đem nó, con phải đem con bỏ ra xọt rác đúng không? Hôm trước ấy, nó đẹp, con nỡ bỏ nó vứt vào xọt rác không? Không, con mang về con cúng Phật. Nhưng bây giờ nó héo rồi, con có dùng nữa không? Con có mang về phòng á, hay để mãi trên ban thờ không? Không, đúng không? Đó, vô thường ở chỗ đấy đấy con. Vô thường chính ở chỗ đấy đó.
Hôm nay nhìn thấy bông hoa rất là đẹp, nhưng ngày mai bông hoa đó gì đã úa tàn và gì là vứt ra sọt rác, vô thường ở chỗ đó đấy. Còn bông hoa vô thường, thân sắc chúng ta gì cũng vô thường. Hôm nay con đang trẻ đang khỏe, tóc đen như mun đó, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Một vài chục năm nữa da con bắt đầu nhăn nheo, tóc con bắt đầu lấm tấm điểm bạc, mắt con mở đi, tai con cũng gì cũng nghe gì cũng câu được câu không dần, sức khỏe của con cũng giảm xuống. Đó là gì? Báo hiệu sự vô thường, giống như bông hoa đang xinh xắn như thế này, đang xinh tươi đẹp đẽ như thế này, hai ba hôm sau gì nó úa dần, và một ngày không xa nó sẽ gì, nó sẽ tàn phai. Đó là gì? Vô thường. Sắc thân của chúng ta cũng thế, thân thể chúng ta cũng vậy, vô thường đấy con. Thân vô thường, còn tâm vô thường không? Tâm cũng vô thường. Hôm nay con có thể gì rất tín kính Tam Bảo, rất thích nghe Phật pháp, nhưng nếu mà con gì, con mà sao nhãng, con không nghe theo lời Phật, không làm theo lời các thầy giảng, không chịu tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, không chịu gần gũi bậc thiện tri thức, không chịu đi chùa lễ bái cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, không chịu gần gũi chư tăng để tăng trưởng cái công đức và trí tuệ, cũng như là cái ý niệm tốt và cái chí nguyện tốt của mình lên và con cứ đi gần gũi gì những người đi nhảy đồng nhảy bóng, hay là gần gũi những người tu theo các pháp môn khác như là pháp luân công hay là những tà đạo khác vân vân chẳng hạn, thì dần dần gì cái tâm tín kính của Phật của con trước đây nó không còn thường nữa, mà bây giờ thì nó chuyển thành gì, từ thường chuyển thành gì, thành vô thường, lại đi tin một cái tà ma ngoại đạo là vô thường. Và khi con đến đó con thấy thì con thấy là theo bên đó thì không an lạc như khi xưa theo Phật giáo, con lại quay trở lại Phật giáo, con gì con tu, con nhận ra đó là gì là vô thường đấy. Tâm là vô thường, nay còn mai mất, nay mất mai còn, có thể gì hoặc theo thiện hoặc theo ác. Cho nên Phật mới dạy là luôn luôn giữ tâm gì thanh tịnh, luôn luôn giữ tâm gì kiên cố. Đối với giữ cái đức tin của mình vào Tam Bảo là kiên cố, thì để không bị cái sự vô thường ở trong tâm gì nó cuốn trôi đi vậy. Cho nên vô thường ở đây có gì, có cả thân vô thường và tâm vô thường đối với con người chúng ta. Cho nên đọc thì tra trên mạng thì chắc chắn chúng ta tự đọc thì không hiểu đâu. Nghe thầy nói vài câu như thế, thầy mong rằng Phật tử sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nghĩ đến cái sự vô thường, sắc thân của mình sẽ không bền chắc, sinh lão bệnh tử chính là vô thường đó con. Ý nữa Phật tử hỏi, tại sao nhiều người sống ở kiếp này rất tốt, hiền lành, được mọi người quý mến, nhưng sao lại ra đi sớm ạ? Tức là phải chết sớm đó. Có những người bị ung thư hay gì tai nạn đã phải kết thúc một cuộc đời khi còn quá trẻ. Vậy có phải là do kiếp trước mắc tội gì nên kiếp này phải trả nợ và ra đi một cách đau đớn như vậy không ạ? Con rất mong thầy giải đáp thắc mắc của con. Con xin cảm ơn ạ. Đúng vậy. Đức Phật nói nhân quả ba đời. Cái nhân đó, đời này họ gieo rất là tốt, là con người rất là tốt, thậm chí họ còn quy Tam Bảo, tín học Phật pháp, thậm chí là còn có người xuất gia theo Phật nữa, nhưng mà vẫn gì bệnh tật và chết yếu. Thậm chí còn có người bị người ta sát hại nữa, vân vân chẳng hạn, bị người ta mưu hại cho uống thuốc độc hoặc là giết hại nữa, vân vân. Con người tốt tại sao phải chết sớm như thế? Tất cả là nhân quả vậy. Người phàm phu chỉ nhìn thấy cái nhân một đời là người đó tốt, nhưng không nhìn thấy cái nhân đời trước gì họ gieo xấu, cho nên đời nay họ thọ quả gì, quả báo xấu. Nhưng mà nhân này họ làm việc tốt thì chắc chắn đời sau họ sẽ được hưởng quả tốt. Yên tâm điều đó. Trong kinh nhân quả Đức Phật nói trùng đậu đắc đậu, trùng quả, trùng qua đắc qua, tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, là như thế. Phật tử này hãy xem lại gì kinh nhân quả báo ứng đi, để cho nó vững vàng thêm. Thì thầy chỉ đưa ra cái tiêu đề và cái gì, hướng dẫn cho Phật tử này đọc thôi, tự Phật tử này sẽ có câu trả lời. Mà ai có cái thắc mắc giống Phật tử này thì hãy đọc kinh nhân quả. Đọc kinh nhân quả chúng ta sẽ rõ nhá, sẽ rõ thêm. Sang một câu hỏi thứ ba. Một Phật tử có địa chỉ mail là khanh pro03a@gmail.com
gmail.com hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy và tất cả các vị tu trong chùa Khai Nguyên. Vâng, thầy chào con và chào tất cả các vị Phật tử đang nghe pháp. Con là Bùi Thị Hào, 61 tuổi. Con mới biết được bài giảng của thầy và con đã đọc kinh Địa Tạng được 8 tháng. Con thấy nghiệp của con được tiêu rất nhiều. Con hàng ngày đọc một thời và con đã phát nguyện 100 ngày và 21 ngày con và 21 ngày còn những ngày chay thì con ăn chay và đọc 3 thời. Phát nguyện đọc kinh 100 ngày. Ngày thường thì đọc một thời, còn những ngày chay thì đọc gì? Đọc 3 thời. Cũng được, cũng hoan hỷ. Con có câu hỏi như sau. Có một Phật tử bảo con treo ảnh Địa Tạng thì khi nào gia đình có cúng mặn thì phải bỏ ảnh xuống, có đúng không ạ? Nếu treo ở giữa bàn thờ thì mỗi khi dỡ ảnh xuống thì phải đứng lên ban thờ sợ bất kính. Vậy con treo ảnh ở bên phải thì có được không? Xin thầy trả lời cho con. Con chào thầy. Thầy xin trả lời luôn. Phật tử nào cũng đang có thắc mắc như thế này là chúng ta cũng nghe luôn. Các Phật tử chúng ta nếu mà hoan hỷ gia đình mà cả hoan hỷ mà cho chúng ta treo được một bức ảnh của Đức Phật hoặc là vị Bồ Tát nào đó lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình rồi, đây chắc chắn là chưa có ban thờ Phật, thì Phật tử mới hỏi như thế. Treo tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng lên giữa ban thờ rồi, nhưng mà có người bảo rằng mỗi khi ngày giỗ ngày Tết gia đình cúng mặn lại phải bỏ ảnh của Địa Tạng Bồ Tát xuống. Thì Phật tử này thấy như thế là gì? Là lúc treo lên treo xuống như vậy, dỡ lên dỡ xuống như vậy á, sợ là bất kính, cho nên hỏi thầy muốn treo sang bên trái hoặc bên phải á, tức là không treo giữa ban thờ mà bên trái bên phải ban thờ có được không? Xin thầy trả lời. Trước tiên thầy trả lời cho các Phật tử như thế này. Chúng ta nếu nhất tâm thờ Phật, chúng ta kính Phật thờ Phật, treo một bức ảnh của chư Phật hoặc Bồ Tát bất kỳ nào đó lên ở giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta trên cao trang trọng rồi, chúng ta cứ để nguyên đấy, không sao. Ngày giỗ ngày Tết á, chúng ta có, nếu mà gia đình chưa hoan hỷ và cúng chay trường tuyệt đối á, vẫn thì ăn gì cũng đấy, tức là gì, ăn mặn thì cũng mặn á, ngày giỗ ngày Tết ăn mặn cũng mặn, cứ vô tư mang lên cũng không sao, cứ cúng đi không sao cả, ăn gì cũng đấy. Ví dụ như là nhưng mà nên tránh sát sinh ở trong nhà là tốt nhất. Đấy. Ra chợ mua tam tịnh nhục được là tốt nhất. Bởi vì nếu người sống mà còn ăn thì chúng ta ăn gì cũng nấy thì cũng được. Vì người thân chúng ta chưa hiểu Phật Pháp. Thế cả nhà mà hiểu được thì không phải bàn nữa, không phải nói làm gì. Ở đây đang nói trường hợp cả nhà gì ạ? Mới có 1-2 người theo Phật, còn lại đại đa số là chưa theo Phật. Thậm chí nhà mình là trưởng họ nhà mình theo Phật hết ấy. Nhưng khi ngày giỗ các cụ á, cả họ về á, họ không đồng ý cho chúng ta cúng chay, chúng ta cũng phải chịu các quý vị, chúng ta cũng phải theo họ, mặc dù mình là trưởng họ, nhưng mình cũng không nên áp đặt. Khi mà tâm của mọi người á, chưa thông, cái trí của mọi người á, chưa đủ, tâm họ chưa thông thì họ còn chấp, thì thôi chúng ta cũng gì, hoan hỷ, dĩ hòa vi quý. Đừng làm cho họ hàng chúng ta vì cái niềm tin Phật Pháp của chúng ta mà làm cho họ phải đọa vào gì? Phải đi phỉ báng Tam Bảo, mà phải đọa vào trong gì? 3 đường ác đạo. Như vậy không nên. Gia tiên chúng ta siêu hay không chúng ta chưa nhìn thấy, mà thấy gì? Lại thấy người thân chúng ta báng phá Tam Bảo lại gì? Là cái nhân để đọa trong 3 đường ác thì nguy rồi. Cho nên cái này người tu chúng ta phải rất là khéo léo, rất là uyển chuyển lại như thế. Trường hợp Phật tử này treo ảnh lên ở giữa ban thờ rồi cứ để nguyên đấy, không cần phải xê bên trái, cũng chẳng cần phải dịch bên phải, để nguyên đấy cho thầy. Và cứ tụng kinh bình thường, ngày giỗ ngày Tết á, gia đình chưa hoan hỷ, ăn nào cũng đấy, tức là ăn mặn thì cũng mặn, cứ vô tư đi.
Thậm chí ngày hôm đó thì chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng cho chúng ta tụng vẫn được, không sao. Trên ban thờ có gì có cúng mặn, chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng ra để đem kinh Địa Tạng ra để tụng vẫn được. Và hôm đó thì ngoài cầu nguyện chư Phật Bồ Tát độ cho ông bà, ông vải tổ tiên nội ngoại nhà mình được sớm được siêu thoát ra, chúng ta thì hồi hướng cho tất cả những gì, những chúng sinh mà hôm nay do mạng chung xấu số, cho nên phải bị người thân chúng ta giết, hoặc là bị những đau phủ ở ngoài, những người người ta ở lò mổ người ta giết hại con cái người thân của mình ra mua mang về đây làm cỗ để gì, để nhớ ngày huý kỵ của ông bà tổ tiên người thân vân vân gì đó, hay ngày Tết ngày nhất gì đó vân vân, chúng ta khấn nguyện vào tụng, trước khi tụng khấn hoặc sau khi tụng kinh đem công đức đấy hồi hướng cho họ. Cái thần thức của họ đừng bám chấp vào gì cái miếng thịt kia nữa, đừng bám chấp vào cái tấm thân đó gì đã bị hủy hoại kia rồi, mà hãy gì nghe theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và để sớm đi sớm hướng tâm Bồ Đề, sớm phát tâm Bồ Đề theo câu niệm Phật của mình để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài phóng quang ra hộ độ cho cái thần thức của các loài sinh linh ấy sớm được siêu sinh về cõi lành. Đó cũng là một biện pháp, đó cũng là gì, một cách chúng ta gì hóa giải hận thù. Tốt hơn là chúng ta đem bỏ ảnh xuống và hôm đó thì chúng ta chẳng tụng kinh niệm Phật, chả làm việc gì cả. Đấy. Vì chúng ta nghĩ rằng hôm đó mang đồ mặn lên trên, người thân chúng ta mang đồ mặn lên trên ban thờ, chúng ta không dám lên tụng kinh, không dám niệm Phật, không dám làm gì. Không nên. Việc sát sinh hại vật để đem dâng cúng tổ tiên đó là việc gì? Chắc chắn là gì? Là tội lỗi rồi. Chắc chắn là phải chịu cái quả báo xấu rồi. Chắc chắn là làm ảnh hưởng tới gì? Người thân của chúng ta quá vãng rồi. Nhưng nếu hôm đó chúng ta không làm một việc gì thiện thì cái tội ấy người ta phải gánh hết, và người thân chúng ta phải gánh hết, chia nhau mà gánh. Còn hôm đó chúng ta thì đem tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm vài trăm hoặc vài ngàn câu Phật hiệu, đem công đức ấy hồi hướng để tiêu trừ nghiệp chướng cho gì, cho người thân của chúng ta, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ chúng ta, và hồi hướng cho chính những gì những sinh linh mà gì mất mạng kia. Chúng ta gọi là lấy công đức phúc báo, lấy việc thiện để đắp vào cái việc sai trái, việc ác mà gì, mà mọi người làm ấy. Giống như trong nhà chúng ta mất điện, chúng ta phải tìm cái gì để thắp lên. Bình thường chúng ta thắp điện này nó sáng này, nhưng mất điện thì phải lấy cái gì để thắp lên, chẳng nhẽ chúng ta ở tối với nhau mù mịt thế à? Chúng ta phải đi tìm nến rồi, tìm đèn gì, đèn dầu để thắp lên, đúng không? Ánh sáng của đèn, của nến nó tuy không bằng cái bóng điện, nhưng nó vẫn gì, vẫn đủ ánh sáng để cho chúng ta nhìn thấy đường đi, nhìn thấy mọi vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Vậy ngày giỗ ngày Tết người thân chúng ta gì bắt phải cúng mặn lên trên ban thờ, không sao, cứ hoan hỷ đi. Vì chúng ta nghiệp của thế giới chúng ta này thế mà, thì cái hoan hỷ gì mà lên tụng kinh, cái tụng kinh của chúng ta đã ví như gì, điện đã bất thì gì, chúng ta thắp đèn thắp nến lên, nhà vẫn thì vẫn có ánh sáng đủ để dùng vậy. Tuy không sáng trưng rực rỡ như như là bóng điện, nhưng mà cũng đủ để chúng ta nhìn thấy sự vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Đó, cho nên đấy là gì? Câu trả lời của thầy với câu thứ ba ấy. Câu thứ tư, Phật tử có địa chỉ mail là gì? Dung khóc hay dung gì này hay gì gì đấy, đấy đấy đấy, dung khóc a@gmail.com hỏi rằng á, A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ. Thầy cho con hỏi một chút ạ. Con tụng kinh Địa Tạng được một năm rồi, mới đầu đọc tụng chậm vì chưa biết mặt chữ, nhưng giờ con tụng nhanh hơn, vậy có sao không ạ? Và con và con tụng cho chú con 49 ngày hàng tuần, nhưng tụng nhanh, vậy chú con có nghe được không hay phải tụng chậm ạ?
À, con xin thầy hoan hỷ cho con à. Nam mô A Di Đà Phật à. Ngoan thế. Có Phật tử hỏi là ngày xưa khi mới học tụng kinh Địa Tạng, tụng một năm nay rồi, khi mới học thì nó tụng nó chậm, bây giờ quen mặt chữ rồi tụng nhanh, thì hỏi rằng tụng nhanh hơn như vậy có sao không? Tốt chứ sao, mình mà tụng thì nó lâu được thì mình tụng được nhanh là tốt. Các Việt tử cứ bình thường tụng một cái quyển đấy khoảng 45 phút đến 1 tiếng là vừa. Chứ ngoài 1 tiếng mới xong quyển thượng, hay ngoài 1 tiếng mới xong quyển trung, ngoài 1 tiếng mới xong quyển hạ thì đấy là hơi lâu đấy, tụng thế là chậm. Tụng làm sao từ 40 cho đến 40-45 phút hoặc 50 phút, chậm nhất là khoảng 1 tiếng là xong một quyển đấy, tầm mấy là vừa đấy. Còn dành thời gian này để niệm Phật nữa, thời gian lễ tổng lễ tạ niệm Phật phát nguyện hồi hướng nữa là khoảng độ tầm tiếng 15 đến 1 tiếng rưỡi trong một thời khóa tụng một quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ, như vậy là vừa. Nhanh quá thì tụng kinh nhanh quá thì cũng không nên, trì chú nhanh thì được. Ví dụ như Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Ra Ra Na Ra 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 Nam Mô Rị Ra Bà Lô Đế Thế Bát Ra Ra Bồ Đề Ta Đa Bà Ra Ma Ta Đa Bà Ra Ma Ta Đa Bà Ra Ma Cô Linh Ca Ra Ta Bà Ra Bà Duệ, đấy thì được. Trì chú thì càng nhanh càng tốt, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ. Miệng trì tâm nhớ, tức là tâm nhớ thì nhớ tưởng cái câu thần chú thì nhanh thì được. Nhưng tụng kinh thì ở mức vừa phải. Các vị cứ nghe các sư ở chùa tụng tầm đấy là vừa. Hoặc chúng ta nếu tụng một mình thì nhanh hơn một tí cũng được, hoặc chậm hơn một tí cũng không sao. Thế tự chúng ta phải cân đối. Còn ở đây Phật tử hỏi, Phật tử tụng nhanh thì đang tụng cho chú 49 ngày. Chắc là ông chú ông mất, cho nên đang tụng cho chú như vậy. Hỏi rằng tụng nhanh hơn như thế thì chú có nghe không? Nghe không quan trọng. Quan trọng là chúng ta thì hồi hướng cho họ công đức. Hồi công đức tụng kinh, hồi hướng cho họ. Thì chúng ta mới đầu lên nghe các thầy tụng kinh, chúng ta có nghe được không? Cũng không nghe được đúng không? Chúng ta có đọc theo, dở sách ra lại dở ra lở vào, có đọc được đâu. Không quan trọng cái chuyện đó. Nếu như họ thực sự họ có duyên với Phật thì tụng nhanh hay tụng chậm một thời gian sau, nếu họ có duyên với Phật thì họ sẽ phải tự đi học thôi. Kể cả gì ở dưới quê âm họ phải tự đi học. Chứ không phải lo cái điều đó cho họ. Điều quan trọng bây giờ mình tụng ấy, mình cảm thấy an lạc, nhanh hay chậm mà mình tụng đến đâu mình nhớ kinh đến đó, mình ghi nhớ ở trong tâm khảm của mình, và mình thấy an lạc khi mình tụng kinh niệm Phật thì đó là được rồi. Chứ còn cũng không có một cái biểu nào để nói là có một cái biểu nào ở chùa bảo phải tụng như thế này là vừa, thế kia là không được. Nhưng các vị có thể tham khảo với cách tụng của các sư bây giờ ở chùa chúng ta đó, này tầm mấy là vừa, khoảng 45 phút trong 40-45 phút tụng kinh và niệm Phật nữa, tất lễ tổng lễ tạ tất khoảng tiếng rưỡi. Nếu niệm Phật nhiều thì thành 2 tiếng, thế tùy theo. Còn ở tây kinh thì khoảng 40 cho đến 1 tiếng đồng hồ trở lại thôi là vừa, không có chậm quá nó ea thì cũng khó, đọc nó không vào. Nhanh quá thì còn đọc mà luyến thoáng cả lên thì tụng kinh như tụng khoán, như làm khoán để cho xong nhanh rồi đứng dậy thì cũng không nên, như vậy là cầu thả. Ea thì quá thì khiến cho cái tâm nói gì nó sinh là bệnh hôn trầm. Nhanh quá thì sinh ra cái tâm gì bất kính cầu thả, và khiến cho tâm viên ý mã nó dễ nổi lên, thế cũng không tốt. Đấy, trường hợp này thì Phật tử thế tự điều chỉnh thôi. Chứ còn thắc mắc rằng tụng nhanh như thế thì sợ là chú có nghe được không? Đang làm lễ 49 ngày chú nghe được không? Thôi cái này không quan trọng chú nghe được hay không, mà quan trọng nhất là mình nghe được hay không. Mình tụng mình có nghe được hay không, hay là mình đọc mình chẳng nghe được cái gì cả. Quan trọng mình có nghe được cái gì hay không. Mình phải nghe được, xong rồi mình mới có công đức để hồi hướng cho người ta. Người ta sẽ nhận được cái công đức hồi hướng của mình. Rồi còn người ta muốn, khi người ta được nhận được rồi, người ta thoát khổ rồi, người ta muốn đi học Phật, tự người ta sẽ có cách để người ta đi tìm Phật Pháp để người ta học. Không phải lo cái việc đó cho họ nhé. Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho một việc quan trọng, thì con phải nói gì trước khi tụng kinh, và tụng xong thì hồi hướng như thế nào cho việc đó đạt được kết quả?
Vì sau thời gian tụng kinh xong, con hồi hướng rộng khắp cho thần linh thổ địa Kỷ Huyền Thất Tổ, vong linh thai nhi oan gia chế chủ và cả nhà và cô hồn ngạ quỷ vân vân, và hồi hướng cho người sống được bình an và lắm vả thế, và cả việc quan trọng của mình cần nữa. Và như vậy có phải ví như có một chút tiền mà con mà cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được một chút xíu hay không, thì việc quan trọng hơn sẽ rất lâu được thành tựu hay không? Trong Phật pháp nó không như thế. Phật pháp nó không như vậy các quý vị ạ. Vì nó đang hiểu sai về Phật pháp. Phật pháp chúng ta là ban trải cái tâm Bồ đề, đem công đức tu hành được để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được quân chiêm lợi lạc, thì đó chính là gì? Đó chính là tâm của Phật, đó chính là hạnh của Phật, đó chính là nguyện của Phật. Chúng ta làm đúng với tâm của Phật, hạnh của Phật, nguyện của Phật đó, thì công đức vô lượng vô biên. Đâu có phải là ví như cái pháp của thế gian mà có mấy đồng tiền mà đem cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được có vài đồng đấy, thì không đủ mua cái gì, không đủ mua bánh mì tôm đâu. Hiểu Phật như thế là sai con ạ. Nhá. Hiểu Phật như thế là sai, hiểu rất sai, chứ không phải là sai mà rất sai. Còn Phật tử hỏi rằng trước khi tụng kinh và sau khi tụng kinh phải hồi hướng như thế nào, cầu nguyện như thế nào, phải khấn như thế nào? Ôi, quan trọng gì đâu, có gì khấn đấy. Tâm xuất Phật chứng, tâm chúng ta thế nào thì khấn như thế, cầu cái gì thì cứ thế mà nói ra. Trước khi tụng kinh thì có nghi lễ hết rồi, chúng ta vào chúng ta để vái Phật ba vái, xong bắt đầu vào tụng kinh, ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đấy, thì còn gì nữa. Tất cả cái nghi thức ấy chính là gì, mình gọi là văn khấn đấy. Gọi là văn khấn cái nghi thức ấy. Còn cái gì, cái bài hồi hướng chúng ta cũng là văn khấn đấy. Còn ngoài ra chúng ta hồi hướng xong hết theo nghi thức rồi, chúng ta muốn nán lại thêm 5-7 phút để cầu nguyện cái gì thì cứ cầu nguyện. Lúc đó chúng ta cứ nói hết ra, không sao, cứ nói ra. Nói ra Phật có nghe hay không, Phật còn phải xem xét cái chúng ta cầu nguyện nó có phù hợp với đạo đức hay không, phù hợp với nhân quả hay không, phù hợp với luật pháp của đất nước Việt Nam hay không nữa chứ. Thì chúng ta mà cầu mà gì, để đánh đề thì chắc chắn không được rồi. Cầu để bui đi buôn lậu mà chót lọt công an thì chắc chắn không được rồi. Cầu mà cho gì ạ? Cho chúng ta trúng một cái sổ số hay gì cũng không được rồi. Đấy. Chúng ta phải biết này, phù hợp với pháp luật nhưng mà còn phải phù hợp với đạo đức, với nhân quả hay không. Chứ không phải là với pháp luật Việt Nam có thể là phù hợp, nhưng với đạo đức lối sống thì có thể không phù hợp thì sao? Với nhân quả của Phật nói thì cũng không hợp thì sao? Ví dụ như Việt Nam chúng ta gì, luật pháp Việt Nam cho chúng ta gì, cho phép là gì, nạo phá thai, cho phép là gì, sát sinh hại vật để buôn bán ở các chợ búa và ăn uống bình thường, đúng không? Để luật pháp Việt Nam không cấm, cho phép. Nhưng mà chúng ta vào tụng kinh xong chúng ta bảo cầu gì, cho gì, cho đứa con dâu hay là đứa con gái hay là cái đứa cháu nội hay đi hay cháu ngoại gì đó gì nó đi phá thai á, nó đi phá bỏ cái thai đi á, chắc chắn là Phật gì, Phật không đồng ý rồi. Hoặc là cầu làm sao để cho gì, cho cái đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể của mình á, nó gì, nó có sức khỏe để nó làm cái nghề sát sinh hại vật đó, để nó kiếm ra nhiều tiền đó, chắc chắn gì, hợp với pháp luật nhưng mà không hợp với nhân quả. Phật cũng không bao giờ gì, không bao giờ mà gia hộ cho chúng ta những cái việc ấy, đúng không? Đó, cho nên thầy mới nói là hợp với nhân quả, hợp với đạo đức và hợp với pháp luật. Pháp luật có thể gì, hợp nhưng mà gì, không hợp với nhân quả thì cũng không được. Cho nên nhân quả và đạo đức lối sống lành mạnh nó là số một. Pháp luật quốc gia này quốc gia khác nó có thể khác nhau, nhưng mà nhân quả thì ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, khắp mười phương thế giới cũng đều chung như nhau hết. Còn lối sống đạo đức ở xã hội thì có thể nó nhìn nhận khác nhau, nhưng cái cơ bản gì đó là không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, vâng làm các việc thiện, đó chính là cái cơ bản của đạo đức. Đây là cơ bản của gì, của đạo đức. Cho nên là chúng ta cũng phải phù hợp với nó thì mới được. Một Phật tử nữa hỏi, từ địa chỉ Hoàng Phương 0504 68@gmail.com hỏi rằng
Thầy hoan hỷ cho con hỏi trước khi tụng kinh thì phải khấn thế nào cho đúng và không có lỗi ạ. Cách đây 10 năm, nhà con có mua một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ của người đi bán rong và từ đó để lại phòng khách, để tại phòng khách. Nay nghe thầy giảng, con thấy như vậy là có lỗi vì trong phòng khách nhà con chật, lại có ghế nằm để chân hướng về đó. Giờ con phải làm thế nào để ở đâu kể không để không lỗi ạ? Con xin thầy, xin chiên công đức của thầy. Phật tử hỏi có hai ý, ý bảo là tụng kinh thì trước khi khấn khứa như thế nào, cái này thầy nói câu lúc nãy rồi, đúng không? Tùy theo tùy tâm, khấn khứa nào là do mình. Mà có nghi thức ở trong khóa lễ rồi, nếu không biết khấn là cứ theo nghi thức mà làm, cứ theo nghi thức là đầy đủ rồi. Còn ngoài ra chúng ta muốn khấn nôm thêm cái gì thì cứ đọc vào thôi, không sao. Xong tụng hết kinh, khấn hết bài phát, hết cái bài phát nguyện đó, xong chúng ta khấn xong chúng ta tam tự quy, thế là xong. Còn nói rằng gia đình có trước đây 10 năm có thỉnh pho tượng Di Lặc bằng gỗ để trong phòng khách, bây giờ phòng khách lại nhỏ, nằm thì có cái ghế sofa nằm thì hay quay chân về đó, thì bây giờ làm thế nào? Thì bây giờ đơn giản thôi, đừng có nằm, đừng có quay chân vào đó mà quay đầu vào đó đi thì được, không sao. Để cái tượng Phật ở đó cho mọi người cùng ngắm cùng ấy cũng được, nhưng có thay đổi mỗi cái thì chúng ta quay cái đầu đi, đừng có cho chân vào đấy mà chúng ta cho đầu vào đấy, thế là được, thế thôi. Hoặc nếu không thì trên ban thờ nhà chúng ta mà rộng rãi thì thỉnh cụ lên trên ban thờ chúng ta thờ cũng được, mà chiêm bái mà đỉnh lễ hàng ngày cũng được. Không thì để tại phòng khách cho nhiều người xem thấy mà phát khởi cái một chút cái niềm tin ấy, nhìn thấy tôn tượng của Phật của Bồ Tát cũng là quý rồi. Nhưng thay đổi mỗi một cái là gì? Lúc nằm thì nằm cho đầu vào đấy, cho chân ra ngoài, thế thôi, đơn giản thế. Còn cái tivi muốn xem thì mình đổi lại cái chỗ tivi là được, có thể treo lên tường ở phía ngoài là được, đổi lại lúc mình nằm để đầu mình vào trong tượng Phật, tượng Bồ Tát, chân ra ngoài, thế là được thôi. Một câu hỏi Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Con tên là Nguyễn Thị Mai, hiện tại con đang ở thành phố Hà Giang. Đầu năm con có về chùa Khai Nguyên dự lễ hội tháng 2 và con có thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về nhà đọc, nhưng con đọc không được đều. Nay con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Cháu thứ nhất sinh ngày 3 tháng 10 năm 1996, sinh vào 2 giờ 30 phút, được con đi xem và được thầy phán là giờ sinh của cháu trùng với giờ tử của một người đàn ông. Ôi dồi ôi, xin thưa các quý vị, thì ai sinh ra mà chẳng trùng với người tử của một người đàn ông hoặc nhiều người đàn ông? Chúng ta thấy trong cái một cái một phút thì ở trên thế giới chúng ta phút nào mà chẳng có một người chết, đúng không? Mà từ đây về vô thủy kiếp trước thì bao nhiêu trăm nghìn năm trước thì lúc nào chẳng có người chết vào về trước. Mà tôi nói ngay cái lúc mình sinh ra trong cái phút đấy, trên thế giới này cũng có gì, có người nam và cũng có người nữ chết. Người ta nói là cứ một giây và có mấy người chết mà, trên thế giới chúng ta một tiếng đồng hồ là có bao nhiêu người chết mà. Một tiếng có 60 giây, một giây phải có gì, có bao nhiêu người chết trên toàn thế giới, thì tránh làm sao được mà bảo là nói là trùng với, cháu sinh ra trùng giờ với một người đàn ông chết, vô lý đùng đùng ra. Cái ông thầy vớ vẩn, đây là biết là gì, ông thầy vớ vẩn nó moi tiền rồi, thôi đừng có tin cái chuyện đấy. Nên tính tình của cháu thì cục cằn giống đàn ông, tính tình không phải là do giờ sinh ra mà nó như thế. Nếu bảo do giờ sinh ra như thế thì hỏi xem tất cả những người ở trên thế gian này cũng sinh ra cái ngày ấy, giờ ấy, năm ấy, tháng ấy, thì họ không cục cằn như cháu thì sao? Tính tình ở đây là gì? Do cái nhân quả, do cái nghiệp nghiệp báo của nó gì? Gieo trồng thì nhờ nhiều đời, nhiều kiếp mà có vậy. Thì không phải là do cái sinh vào ngày, tháng, năm, giờ ấy mà gì? Mà sinh ra cái nghiệp như thế. Nói thế là không đúng với giáo lý của Đức Phật rồi. Không đúng với người đệ tử của Phật, học Phật phải nên biết vậy. Và đến bây giờ đi xem người ta nói rằng bị duyên âm ám. Kính hỏi thầy, bây giờ trường hợp của cháu như thế thì phải làm thế nào? Đó, thôi cứ tụng kinh Địa Tạng thôi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Nếu bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng thì tốt,
Bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng, chép xong á, nhất tâm lúc chép là phải đánh răng, rửa mặt, rửa tay, quần áo cho sạch sẽ đi, bắt đầu chép. Chép cho 3 quyển kinh Địa Tạng. Chép xong á, để lên chân trên ban thờ nhà mình á, mà để gì, để 100 ngày. Xong đó thì đem đến chùa, để gì mình lễ xong rồi á, mình đối trước Phật xong mình xin hóa âm đi. Tức là mình tụng Bát Nhã, mình ra cái lò hóa sớ của nhà chùa mình hóa đi. Thế được, chép xong mình hóa đi, hoặc là chép xong để gì, để cho cháu nó đọc cũng được. Thế thì được, tùy theo. Nếu mà chép xong mình sợ thì lại bỏ linh tinh ấy, thì có thể mang đến chùa mình á, lễ Phật xong rồi tụng Bát Nhã mình xin Phật hóa đi cũng được. Thế cũng tốt, không sao. Bảo cháu nó tự tay chép, mình đọc để hồi hướng nữa, là cháu nó cũng đọc được nữa thì là tốt nhất. Chứ không có phải người ta bảo đi cắt duyên âm như thế là vất vài chục triệu oan không, chả được cái gì đâu. Câu thứ hai nói là cháu thứ hai sinh ngày 19 tháng 8 năm 1998. Con đi xem cho cháu thì thầy bói nói cháu bị khuyết đường duyên. Để chúng ta thấy không? Chị thì ở trên thì nó bảo là gì ạ? Bị duyên ám, ma ám, sinh vào giờ xấu. Dưới thì bảo khuyết đường duyên. Cháu cũng hoạt bát, duyên dáng và năng động. Tuy nhiên đến giờ cháu vẫn chưa có duyên với ai. Sinh năm 98 còn ít tuổi mà. Con muốn hỏi rằng giờ trường hợp của cháu nhà con thì phải làm thế nào ạ? Đấy, cứ tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các cháu. Phải bảo các cháu thì cùng chép kinh Địa Tạng nữa. Và nó đọc được kinh Địa Tạng nó tốt nhất. Và phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa thì để hồi hướng cho các cháu. Phật tử nó hỏi từ địa chỉ hương trần a@gmail.com hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Phật tử chúng con thật hoan hỷ khi lại được nghe thầy trả lời vấn đáp trực tuyến ạ. Con có câu chuyện gia đình hơi dài, thầy hoan hỷ đọc hết ạ. Con sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, 1 trai 3 gái, con là út, anh trai trưởng, anh trai là trưởng. Nhưng chỉ có mình con biết tới Phật Pháp. Các anh chị con đều không tin, chị dâu lại báng bổ Phật Pháp nữa. Con, ba con trước khi mất, thứ mất ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Hợi, là có thời gian dài nằm viện. Những hôm đến phiên con trông cụ, những hôm đến phiên con trông cụ, con đều khai thị nhắc cụ niệm Phật, và hai cha con đều cùng niệm Phật. Lúc ba con mất trong bệnh viện, khi bệnh viện đưa ba con lên xe để đưa vào nhà lạnh, suốt dọc đường đi con mở đài niệm Phật và vừa khai thị vừa niệm Phật cho cụ. Khi vào đến nhà lạnh, lúc nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị chuyển ba con vào tủ lạnh thì thật may là trên người ba con có một chiếc áo do các anh chị con chưa kịp thay cho cụ, nên con cầm luôn chiếc áo đó vào người và vẫn tiếp tục niệm Phật cho cụ hơn một tiếng nữa mới khấn với cụ ba theo con về nhà con ở, vân vân, để hàng ngày con tụng kinh niệm Phật cho ba nghe nhé. Về đến nhà, con mang chiếc áo của cụ lên bàn thờ, treo ảnh của cụ dưới ban thờ Phật, thắp hương và tụng luôn một biến kinh Địa Tạng. Những ngày sau đó, tức là trong 49 ngày, nhất là những ngày tuần, con đều cúng cơm và tụng kinh niệm Phật khai thị cho ba con. Bạch thầy cho con hỏi liệu con làm như vậy có đúng pháp không? Và liệu thần thức của ba con có theo con về nhà con được không ạ? Vì bên nhà anh trai con, chị dâu con cấm cửa, không cho con sang tụng kinh niệm Phật và cũng không mở đài niệm Phật cho ba con. Con cảm ơn thầy. Phật tử, câu chuyện thì khá dài, nhưng chốt lại Phật tử có thắc mắc muốn hỏi rằng tất cả việc làm của Phật tử như vậy có đúng pháp hay không? Thầy khẳng định là đúng pháp. Yên tâm, hoan hỷ. Câu đầu tiên thầy, ý đầu tiên thầy trả lời Phật tử làm như thế là đúng pháp. Còn Phật tử này hỏi rằng làm như vậy ba có về được nhà mình không mà có nghe kinh được không? Thầy lấy một cái ví dụ. Bây giờ Phật tử này gì? Mời bố của mình về nhà mình để ăn một bữa cơm, hay là về nhà của mình để ở lại
chơi với mình một vài tuần hay một vài bữa vân vân chẳng hạn, mình chân thành mình mời, tôi nghĩ rằng chắc chắn gì ông cụ sẽ đi đến nhà mình để chơi và để ăn cơm đó. Thậm chí nếu mình chân thành, có thể ông cụ còn ở lại với mình nếu có thể một thời gian nhất định nào đó. Cho nên Phật tử hỏi rằng thành tâm như thế, làm những việc như thế thì bố mình có thể về đến nhà mình hay không? Theo quan điểm của thầy nghĩ là có thể. Nếu như ở đời cụ không làm những việc ác quá mà phải đọa vào trong ba đường ác đạo ngay lập tức, thần thức của cụ vẫn còn mang mang ở gì ở trên thế gian trong vòng 49 ngày như trong kinh Phật nói, thì về nhà của Phật tử này là chuyện bình thường, về được. Nếu như làm việc cực ác thì không thể về được nữa. Nếu hoặc là làm việc cực thiện ở trên đời thì cụ ra đi cụ niệm Phật được một chút như thế, có khi cụ về vãng sinh về Tây Phương hoặc lên cõi trời hoặc đi thác sinh làm người rồi, thì cái chuyện gì cái chuyện mà cụ có về được nhà mình hay không thì không quan trọng, vì các cụ có chỗ tốt hơn để đi rồi thì quan trọng gì là cụ về nhà mình nữa hay không làm gì. Còn nếu mà người ta sống đời người ta làm việc cực ác thì người ta phải vào ba đường ác. Nhưng tôi nghĩ rằng cái khi cuối đời mà niệm Phật được như thế, đấy là cũng là một đại phúc đức, đại nhân duyên rồi. Cho nên Phật tử này cũng yên tâm, không phải lo lắng. Những việc làm của mình có Phật Bồ Tát sẽ chứng biết cho mình, sẽ chứng minh cho mình. Và Phật tử này hãy tiếp tục tụng kinh và niệm Phật để hồi hướng cho ba mình hơn nữa. Nếu được vãng sinh rồi, được sinh về cõi lành rồi thì được nâng cao phẩm vị. Nếu chưa được vãng sinh chưa được sinh về cõi lành thì sẽ sớm sinh được cõi lành. Đó, hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé, làm những việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, nhất tâm tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông cụ. Tốt, rất tốt, không sao cả. Không cần là phải về nhà anh trai, tụng tại nhà mình cũng được, không ảnh hưởng gì. Tâm xuất Phật chứng mà. Pháp thân chư Phật biến khắp mười phương. Vong linh thì không có sự chướng ngại về thân thể, cho nên mình thành tâm có thể cảm được họ vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con có câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp. Đó là khi tổ chức tang lễ, con thấy trong đám tang có rất nhiều các nghi thức và có nghi thức cũng như 3 ngày sau khi người mất qua đời có bắt buộc phải cúng đổ mặn. Con mong thầy hoan hỷ giải đáp các nghi lễ nào là cần giữ lại và làm như thế nào cho đủ pháp ạ. Trong nhà Phật chúng ta không có nghi lễ nào là bắt buộc phải cúng mặn trong 3 ngày cả, hay trong 7 ngày, hay trong 21 ngày, hay trong 49 ngày cả, vân vân. Cái nghi lễ mà cúng mặn các vị bảo bắt buộc đấy thì toàn mấy ông thầy cúng thôi. Mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo cái pháp của ông thầy cúng thôi. Còn trong Phật Pháp chân chính không bao giờ, tôi khẳng định lại là không bao giờ có một cái sách nào của nhà Phật nói rằng trong nghi lễ cúng 3 ngày cho người mất là phải bắt buộc phải cúng mặn, không bao giờ có. Tôi khẳng định không bao giờ có. Nếu trong kinh Phật chân chính mà nói cái điều đó thì tôi nói với các quý vị rằng mười phương ba đời chư Phật sẽ không thành Phật đâu. Và tôi cũng không ngồi ở đây nữa để giảng giải giáo lý của Đức Phật cho các quý vị nghe nữa đâu. Mười phương ba đời chư Phật không có Đức Phật nào là khuyên chúng sinh làm việc ác lại đem chúng sinh vào cái chỗ đọa xứ như thế cả. Cho nên đây chỉ có tà ma ngoại đạo, đây chỉ có là những ông thầy cúng vớ vẩn, có những ông sư linh tinh vớ vẩn mới bắt buộc các Phật tử cúng mặn, cúng 3 ngày cho vong mới phải gì, mới phải có miếng thịt hay phải có con gà hay có cái thủ lợn hay gì, hay có cỗ mặn như thế. Đây không bao giờ có, trong nhà Phật không bao giờ có bắt buộc nhé, khẳng định với Phật tử như thế. Thầy là con mọt sách, ngày xưa 8 năm đi học là con mọt sách, đọc không biết bao nhiêu là sách vở của nhà Phật, không thấy sách nào trong nhà Phật nói như thế. Đây toàn là gì, mấy ông thầy cúng và mấy ông sư theo nghi thức của ông thầy cúng hướng dẫn thôi. Cho nên Phật tử bỏ cái này đi, đây là sai pháp của nhà Phật. Nếu Phật tử này muốn tu theo Phật thật sự thì bỏ đi. Phật không dạy như thế, Bồ Tát không dạy như thế, chư lịch đại tổ sư không ai dạy như thế. Và thầy bây giờ cũng khẳng định lại một lần nữa với các vị thì không bao giờ chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư dạy như thế. Cho đây là tà pháp, bỏ đi. Phật tử nữa hỏi, có Mai là Vũ Thế Đô hỏi rằng con kính bạch thầy, nay con có hai câu hỏi xin thầy giải đáp giúp con. Đọc kinh nên đọc to hay đọc bé ạ? Vì con đưa kinh Địa Tạng cho một người bạn đọc, chị ấy bảo đọc kinh nên đọc bé. Con bảo ở chùa
Con bảo ở chùa đọc to, không lý nhí như chị đâu. Chị ấy bảo ở chùa đọc là để cho mọi người đọc theo, nên đọc to. Nay con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Đọc to, đọc bé ở đây thì không quan trọng đâu các quý vị. Tùy theo, có lúc chúng ta nên đọc to, có lúc nên đọc nhỏ. Ví dụ như chúng ta đọc nhỏ mà nó buồn ngủ, nó hôn trầm, nó tức buồn ngủ thì đọc to lên một tí để cho hết hôn trầm, hôn buồn ngủ. Mà đọc to mà người thân của chúng ta đang ngủ, mất ngủ, ví dụ chúng ta là vợ mà đọc chồng không ngủ được, hoặc là gì, hoặc vợ chồng đọc con cái không ngủ được, hoặc bố mẹ đọc con cái không ngủ được, hoặc con cái đọc bố mẹ không ngủ được á, thì chúng ta gì, đọc bé nó lại. Giống như cái tivi trong nhà mình nhé, mà chúng ta nghe có lúc thì chúng ta ưa thích nghe to thì mở to lên, nhưng mà khi nào cần gì, cần mở bé xuống thì mở bé nó xuống. Đây là phương tiện, chứ không cứ là phải đọc to mới đúng hay là phải đọc nhỏ mới đúng nhé. Là phương tiện, mình đọc thế nào mình cảm thấy vừa là được, không mệt, không hao tâm tổn sức là được. Nếu đọc to quá thì mình sẽ mất khí, sẽ này, mất cái hơi nhiều thì sẽ gì, mất khí thì sẽ gì, sẽ bị mệt. Cho nên đọc cũng vừa phải là được. Đọc bé quá, cứ lý nhí á, thì chúng ta thì tâm sẽ dễ bị hôn trầm, tức là hay buồn ngủ đó. À, cho nên to nhỏ quá thì cũng không nên, mà tùy theo, quan trọng nhất là tùy theo cái điều kiện, thời gian, hoàn cảnh của từng hôm, từng buổi chúng ta lên đọc kinh. Hôm chúng ta lên đọc kinh mà người nhà chúng ta vẫn đang ngủ thì nên đọc vừa thôi, đọc bé thôi. Ở nhà một mình, chúng ta có một mình á, nhà cách xa hàng xóm mà, thì chúng ta cứ gõ mõ tụng kinh xả láng đi, đọc cho nó hoan hỉ to như ở chùa đấy, thì cho cái tâm nó phấn chấn đi, cái càng tốt. Không sao. Nhưng mà cũng đừng có hét nó to quá thì nó để mất giọng, lạc giọng đi, hoặc mất giọng đi, hoặc mất hơi thì lại mệt. Tụng kinh xong mà ngồi thở hổn hển là cũng không được. Tụng một ngày như thế thì còn được, cái tụng nhiều ngày như thế là chúng ta ốm này là sinh ra chán. Cho nên cái việc đọc kinh ấy, to nhỏ đấy là do chúng ta điều chỉnh làm sao cho hợp lý, không nhất định phải to hay phải nhỏ, hoặc to sai hoặc nhỏ sai, vân vân. Ý thứ hai, dạo gần đây không được lên chùa, khi tu tập một mình con có cảm giác có ai đó xung quanh khiến con sợ, không tập trung được như khi vào, không tập trung được khi vào thời khóa. Đặc biệt khi nào tu tập tinh tấn hay đứng trước tam bảo càng bị sợ hơn, càng bị sợ nhiều hơn. Con cảm thấy nhiều lúc sợ sệt khi đứng trước tam bảo. Lúc đó con phải ngồi đọc ở trong phòng không có tượng Phật thì mới thấy an. Hỏng rồi. Phật tử này bắt đầu gì, ma bắt đầu phá rồi đấy. Thu như thế là ma phá đấy. Người ta tôi đứng trước tam bảo, đứng trước tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát, chúng ta thì phải thấy an, nhưng mà bây giờ lại nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật là không an, mà vào phòng ở mình là mới an. Đấy là đang đi sai đường rồi, bắt đầu chớm sai đường. Nên phải sám hối ngay, sám hối ngay. Và nên gì, nên sám hối. Phật tử này nên sám hối bằng cách gì, có thể phát nguyện lễ ngũ bách danh nữa, ngoài tụng kinh Địa Tạng nên lễ ngũ bách danh mà sám hối. Lên lễ ngũ bách danh, đặc biệt là những ngày trai nên lễ ngũ bạch danh thêm để sám hối, không có một thời gian sau có khi lại bỏ Phật để đi theo tà đạo mất. Đó. Thì lại nguy hiểm. Đó. Sai rồi, đang sai rồi. Phật tử nữa hỏi, mai là Nguyễn Thu Huyền 150012 a@gmail.com. Bạch thầy, con có hai câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con với ạ. Câu 1, đời vô thường có nghĩa là như thế nào? Con đã tra thử nghĩa nhưng đọc vẫn không hiểu cho lắm. Con có thấy không? Con đã bao giờ con đi ra nhìn một bông hoa chưa? Một bông hoa ở trước cửa nhà con hay bên cạnh nhà con ấy, hay ở trên ban thờ nhà con chưa? Chắc có đúng không? Hôm nay con dâng một bông hoa lên con cúng Phật ấy, hoa rất là tươi. Nếu mà trời mà mát thì nó được thì 2, 3, 4, 5 cho đến 7 hôm đúng không, hoặc lâu hơn một chút nữa. Nhưng đấy, nếu mà trời nóng thì chỉ được 1 hoặc 2 hôm rồi, nó có còn tươi như hôm con đem lên, con dâng lên ban thờ nữa không? Không đúng không? Nên héo, và con phải đem nó, con phải đem con bỏ ra xọt rác đúng không? Hôm trước ấy, nó đẹp, con nỡ bỏ nó vứt vào xọt rác không? Không, con mang về con cúng Phật. Nhưng bây giờ nó héo rồi, con có dùng nữa không? Con có mang về phòng á, hay để mãi trên ban thờ không? Không đúng không? Đó, vô thường ở chỗ đấy đấy con. Vô thường chính ở chỗ đấy đó.
Hôm nay nhìn thấy bông hoa rất là đẹp, nhưng ngày mai bông hoa đó gì đã úa tàn và gì là vứt ra sọt rác, vô thường ở chỗ đó đấy. Còn bông hoa vô thường, thân sắc chúng ta gì cũng vô thường. Hôm nay con đang trẻ, đang khỏe, tóc đen như mun đó, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Một vài chục năm nữa, da con bắt đầu nhăn nheo, tóc con bắt đầu lấm tấm điểm bạc, mắt con mờ đi, tai con cũng gì, cũng nghe gì, cũng câu được câu không dần, sức khỏe của con cũng giảm xuống. Đó là gì? Báo hiệu sự vô thường, giống như bông hoa đang xinh xắn như thế này, đang xinh tươi, đẹp đẽ như thế này, hai ba hôm sau gì nó úa dần, và một ngày không xa nó sẽ gì, nó sẽ tàn phai. Đó là gì? Vô thường. Sắc thân của chúng ta cũng thế, thân thể chúng ta cũng vậy, vô thường đấy con. Thân vô thường, còn tâm vô thường không? Tâm cũng vô thường. Hôm nay con có thể gì rất tín kính Tam Bảo, rất thích nghe Phật pháp, nhưng nếu mà con gì, con mà sao nhãng, con không nghe theo lời Phật, không làm theo lời các thầy giảng, không chịu tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, không chịu gần gũi bậc thiện tri thức, không chịu đi chùa lễ bái, cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, không chịu gần gũi chư tăng để tăng trưởng cái công đức và trí tuệ, cũng như là cái ý niệm tốt và cái chí nguyện tốt của mình lên đấy. Và con cứ đi gần gũi gì những người đi nhảy đồng nhảy bóng, hay là gần gũi những người tu theo các pháp môn khác như là pháp luân công hay là những tà đạo khác vân vân chẳng hạn, thì dần dần gì cái tâm tín kính của Phật của con trước đây nó không còn thường nữa, mà bây giờ thì nó chuyển thành gì, từ thường chuyển thành gì, thành vô thường, lại đi tin một cái tà ma ngoại đạo là vô thường. Và khi con đến đó, con thấy thì con thấy là theo bên đó thì không an lạc như khi xưa theo Phật giáo, con lại quay trở lại Phật giáo, con gì con tu, con nhận ra đó là gì, đó là gì, là vô thường đấy. Tâm là vô thường, nay còn mai mất, nay mất mai còn, có thể gì hoặc theo thiện hoặc theo ác. Cho nên Phật mới dạy là luôn luôn giữ tâm gì thanh tịnh, luôn luôn giữ tâm gì kiên cố. Đối với giữ cái đức tin của mình vào Tam Bảo là kiên cố, thì để không bị cái sự vô thường ở trong tâm gì nó cuốn trôi đi vậy. Cho nên vô thường ở đây có gì, có cả thân vô thường và tâm vô thường đối với con người chúng ta. Cho nên đọc thì tra trên mạng thì chắc chắn chúng ta tự đọc thì không hiểu đâu. Nghe thầy nói vài câu như thế, thầy mong rằng Phật tử sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nghĩ đến cái sự vô thường, sắc thân của mình sẽ không bền chắc, sinh lão bệnh tử chính là vô thường đó con. Ý nữa, Phật tử hỏi tại sao nhiều người sống ở kiếp này rất tốt, hiền lành, được mọi người quý mến, nhưng sao lại ra đi sớm ạ? Tức là phải chết sớm đó. Có những người bị ung thư hay gì tai nạn đã phải kết thúc một cuộc đời khi còn quá trẻ. Vậy có phải là do kiếp trước mắc tội gì nên kiếp này phải trả nợ và ra đi một cách đau đớn như vậy không ạ? Con rất mong thầy giải đáp thắc mắc của con. Con xin cảm ơn ạ. Đúng vậy. Đức Phật nói nhân quả ba đời. Cái nhân đời này họ gieo rất là tốt, là con người rất là tốt, thậm chí họ còn quy Tam Bảo, tín học Phật pháp, thậm chí là còn có người xuất gia theo Phật nữa, nhưng mà vẫn gì bệnh tật và chết yếu, thậm chí còn có người bị người ta sát hại nữa, vân vân chẳng hạn, bị người ta mưu hại cho uống thuốc độc hoặc là giết hại nữa, vân vân. Con người tốt tại sao phải chết sớm như thế? Tất cả là nhân quả vậy. Người phàm phu chỉ nhìn thấy cái nhân một đời là người đó tốt, nhưng không nhìn thấy cái nhân đời trước thì họ gieo xấu, cho nên đời nay họ thọ quả gì, quả báo xấu. Nhưng mà nhân này họ làm việc tốt thì chắc chắn đời sau họ sẽ được hưởng quả tốt. Yên tâm điều đó. Trong kinh nhân quả, Đức Phật nói trùng đậu đắc đậu, trùng quả, trùng qua đắc qua, tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, như là như thế. Phật tử này hãy xem lại gì kinh nhân quả báo ứng đi, để cho nó gì, cho nó vững vàng thêm. Thì thầy chỉ đưa ra cái tiêu đề và cái gì, hướng dẫn cho Phật tử này đọc thôi, tự Phật tử này sẽ có câu trả lời. Mà ai có cái thắc mắc giống Phật tử này thì hãy đọc kinh nhân quả. Đọc kinh nhân quả chúng ta sẽ rõ nhá, sẽ rõ thêm. Sang một câu hỏi thứ ba. Một Phật tử có địa chỉ mail là khanh pro03a@gmail.com
gmail.com hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy và tất cả các vị tu trong chùa Khai Nguyên. Vâng, thầy chào con và chào tất cả các vị Phật tử đang nghe pháp. Con là Bùi Thị Hào, 61 tuổi. Con mới biết được bài giảng của thầy và con đã đọc kinh Địa Tạng được 8 tháng. Con thấy nghiệp của con được tiêu rất nhiều. Con hàng ngày đọc một thời và con đã phát nguyện 100 ngày và 21 ngày con và 21 ngày còn những ngày chay thì con ăn chay và đọc ba thời. Phát nguyện đọc kinh 100 ngày. Ngày thường thì đọc một thời, còn những ngày chay thì đọc gì? Đọc ba thời. Cũng được, cũng hoan hỷ. Con có câu hỏi như sau. Có một Phật tử bảo con treo ảnh Địa Tạng thì khi nào gia đình có cúng mặn thì phải bỏ ảnh xuống, có đúng không ạ? Nếu treo ở giữa bàn thờ thì mỗi khi dỡ ảnh xuống thì phải đứng lên ban thờ sợ bất kính. Vậy con treo ảnh ở bên phải thì có được không? Xin thầy trả lời cho con. Con chào thầy. Thầy xin trả lời luôn. Phật tử nào cũng đang có thắc mắc như thế này là chúng ta cũng nghe luôn. Các Phật tử chúng ta nếu mà hoan hỷ gia đình, cả hoan hỷ mà cho chúng ta treo được một bức ảnh của Đức Phật hoặc là vị Bồ Tát nào đó lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình rồi, đây chắc chắn là chưa có ban thờ Phật, thì Phật tử mới hỏi như thế. Treo tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng lên giữa ban thờ rồi, nhưng mà có người bảo rằng mỗi khi ngày giỗ ngày Tết gia đình cúng mặn lại phải bỏ ảnh của Địa Tạng Bồ Tát xuống. Thì Phật tử này thấy như thế là gì? Là lúc treo lên treo xuống như vậy, dỡ lên dỡ xuống như vậy á, sợ là bất kính, cho nên hỏi thầy muốn treo sang bên trái hoặc bên phải á, tức là không treo giữa ban thờ mà bên trái bên phải ban thờ có được không? Xin thầy trả lời. Trước tiên thầy trả lời cho các Phật tử như thế này. Chúng ta nếu nhất tâm thờ Phật, chúng ta kính Phật thờ Phật, treo một bức ảnh của chư Phật hoặc Bồ Tát bất kỳ nào đó lên ở giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta trên cao trang trọng rồi, chúng ta cứ để nguyên đấy, không sao. Ngày giỗ ngày Tết chúng ta có, nếu mà gia đình chưa hoan hỷ và cúng chay trường tuyệt đối vẫn gì ăn gì cũng đấy, tức là gì ăn mặn thì cũng mặn, ngày giỗ ngày Tết ăn mặn cũng mặn, cứ vô tư mang lên cũng không sao, cứ cúng đi không sao cả, ăn gì cũng đấy. Ví dụ như là nhưng mà nên tránh sát sinh ở trong nhà là tốt nhất. Đấy. Ra chợ mua tam tịnh nhục được là tốt nhất. Bởi vì nếu người sống mà còn ăn thì chúng ta ăn gì cũng nấy thì cũng được. Vì người thân chúng ta chưa hiểu Phật Pháp, cả nhà mà hiểu được thì không phải bàn nữa, không phải nói làm gì. Ở đây đang nói trường hợp cả nhà gì ạ, mới có một hai người theo Phật, còn lại đại đa số là chưa theo Phật. Thậm chí nhà mình là trưởng họ, nhà mình theo Phật hết nhưng khi ngày giỗ các cụ cả họ về họ không đồng ý cho chúng ta cúng chay, chúng ta cũng phải chịu các quý vị, chúng ta cũng phải theo họ, mặc dù mình là trưởng họ nhưng mình cũng không nên áp đặt khi mà tâm của mọi người chưa thông, cái trí của mọi người chưa đủ, tâm họ chưa thông thì họ còn chấp, thì thôi chúng ta cũng hoan hỷ, dĩ hòa vi quý, đừng làm cho họ hàng chúng ta vì cái niềm tin Phật Pháp của chúng ta mà làm cho họ phải đọa vào gì? Phải đi phỉ báng Tam Bảo, mà phải đọa vào trong gì? Ba đường ác đạo. Như vậy không nên. Gia tiên chúng ta siêu hay không chúng ta chưa nhìn thấy, mà thấy gì? Lại thấy người thân chúng ta báng phá Tam Bảo lại gì? Là cái nhân để đọa trong ba đường ác thì nguy rồi. Cho nên cái này người tu chúng ta phải rất là khéo léo, rất là uyển chuyển lại như thế. Trường hợp Phật tử này treo ảnh lên ở giữa ban thờ rồi cứ để nguyên đấy, không cần phải xê bên trái, cũng chẳng cần phải dịch bên phải, để nguyên đấy cho thầy. Và cứ tụng kinh bình thường, ngày giỗ ngày Tết gia đình chưa hoan hỷ, ăn nào cũng đấy, tức là ăn mặn thì cũng mặn, cứ vô tư đi.
Thậm chí ngày hôm đó thì chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng cho chúng ta tụng vẫn được, không sao. Trên ban thờ có gì có cúng mặn, chúng ta vẫn lôi kinh Địa Tạng ra để đem kinh Địa Tạng ra để tụng vẫn được. Và hôm đó thì ngoài cầu nguyện đó, chư Phật Bồ Tát đó, độ cho ông bà, ông vải tổ tiên nội ngoại nhà mình được sớm được siêu thoát ra, chúng ta thì hồi hướng cho tất cả những gì, những chúng sinh mà hôm nay á, do mạng chung xấu số, cho nên á, phải bị người thân chúng ta giết, hoặc là bị những đau phủ ở ngoài những người người ta ở lò mổ người ta giết hại á, con cái người thân của mình ra mua á, mang về đây làm cỗ để gì, để nhớ ngày huý kỵ của ông bà tổ tiên người thân đó, vân vân gì đó, hay ngày Tết ngày nhất gì đó vân vân, chúng ta khấn nguyện vào tụng, trước khi tụng khấn hoặc sau khi tụng kinh đem công đức đấy hồi hướng cho họ gì? À, cái thần thức của họ đừng bám chấp vào gì cái miếng thịt kia nữa, đừng bám chấp vào á, cái tấm thân đó gì á, đã bị hủy hoại kia rồi, mà hãy gì nghe theo á, lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và để sớm đi sớm hướng tâm Bồ Đề, sớm phát tâm Bồ Đề theo câu niệm Phật của mình nhé, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài phóng quang ra hộ độ cho cái thần thức của các loài sinh linh ấy sớm được siêu sinh về cõi lành. Đó cũng là một biện pháp, đó cũng là gì, một cách chúng ta gì hóa giải hận thù. Tốt hơn là chúng ta đem bỏ ảnh xuống và hôm đó thì chúng ta chẳng tụng kinh niệm Phật, chả làm việc gì cả. Đấy. Vì chúng ta nghĩ rằng hôm đó mang đồ mặn lên trên á, người thân chúng ta mang đồ mặn lên trên ban thờ, chúng ta không dám lên tụng kinh, không dám niệm Phật, không dám làm gì á, không nên. Việc sát sinh hại vật để đem dâng cúng tổ tiên đó là việc gì? Chắc chắn là gì? Là tội lỗi rồi. Chắc chắn là phải chịu cái quả báo xấu rồi. Chắc chắn là làm ảnh hưởng tới gì? Người thân của chúng ta quá vãng rồi. Nhưng nếu hôm đó chúng ta không làm một việc gì thiện thì cái tội ấy người ta phải gánh hết, và người thân chúng ta phải gánh hết, chia nhau mà gánh. Còn hôm đó chúng ta thì đem tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm vài trăm hoặc vài ngàn câu Phật hiệu, đem công đức ấy hồi hướng để tiêu trừ nghiệp chướng cho gì, cho người thân của chúng ta, hồi hướng cho cửu huyền thất tổ chúng ta, và hồi hướng cho chính những gì những sinh linh mà gì mất mạng kia. Chúng ta gọi là lấy công đức phúc báo, lấy việc thiện đó để đắp vào cái việc sai trái, việc ác mà gì, mà mọi người làm ấy. Giống như trong nhà chúng ta mất điện, chúng ta phải tìm cái gì để thắp lên. Bình thường chúng ta thắp điện này nó sáng này, nhưng mất điện thì phải là lấy cái gì thắp lên, chẳng nhẽ chúng ta ở tối với nhau mù mịt thế à? Chúng ta phải đi tìm nến rồi, tìm đèn gì, đèn dầu để thắp lên, đúng không? Ánh sáng của đèn, của nến nó tuy không bằng bóng điện nhưng nó vẫn gì, vẫn đủ ánh sáng để cho chúng ta nhìn thấy đường đi, nhìn thấy mọi vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Vậy ngày giỗ ngày Tết người thân chúng ta gì bắt phải cúng mặn lên trên ban thờ, không sao, cứ hoan hỷ đi. Vì chúng ta nghiệp của thế giới chúng ta này thế mà, cái hoan hỷ gì mà lên tụng kinh, cái tụng kinh của chúng ta đã ví như gì, điện đã bất thì gì? Chúng ta thắp đèn thắp nến lên, nhà vẫn thì vẫn có ánh sáng đủ để dùng vậy. Tuy không sáng trưng rực rỡ như là bóng điện nhưng mà cũng đủ để chúng ta nhìn thấy sự vật ở trong gia đình chúng ta vậy. Đó, cho nên đấy là gì? Câu trả lời của thầy với câu thứ ba ấy. Câu thứ tư. Phật tử có địa chỉ mail là gì? Dung khóc hay dung gì này hay gì gì đấy, đấy đấy đấy, dung khóc a@gmail.com hỏi rằng á, A Di Đà Phật, con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe ạ. Thầy cho con hỏi một chút ạ. Con tụng kinh Địa Tạng được một năm rồi, mới đầu đọc tụng chậm vì chưa biết mặt chữ, nhưng giờ con tụng nhanh hơn, vậy có sao không ạ? Và con và con tụng cho chú con 49 ngày hàng tuần nhưng tụng nhanh, vậy chú con có nghe được không hay phải tụng chậm ạ?
Con xin thầy hoan hỷ cho con là Nam Mô A Di Đà Phật à. Ngoan thế. Có Phật tử hỏi là ngày xưa khi mới học tụng kinh Địa Tạng, tụng một năm nay rồi, khi mới học thì nó tụng nó chậm, bây giờ quen mặt chữ rồi tụng nhanh, thì hỏi rằng tụng nhanh hơn như vậy có sao không? Tốt chứ sao, mình mà tụng thì nó lâu được thì mình tụng được nhanh là tốt. Các Phật tử cứ bình thường tụng một cái quyển đấy khoảng 45 phút đến 1 tiếng là vừa. Chứ ngoài 1 tiếng mới xong quyển thượng, hay ngoài 1 tiếng mới xong quyển trung, ngoài 1 tiếng mới xong quyển hạ thì đấy là hơi lâu đấy, tụng thế là chậm. Tụng làm sao từ 40 cho đến 40-45 phút hoặc 50 phút, chậm nhất là khoảng 1 tiếng là xong một quyển đấy, tầm mấy là vừa đấy. Còn dành thời gian này để niệm Phật nữa, thời gian lễ tổng lễ tạ, niệm Phật phát nguyện, hồi hướng nữa là khoảng độ tầm tiếng 15 đến 1 tiếng rưỡi trong một thời khóa tụng một quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ, như vậy là vừa. Nhanh quá thì tụng kinh nhanh quá thì cũng không nên, trì chú nhanh thì được. Ví dụ như Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Địa Tạng Bà La Di Đà Thế Bà La Di Bồ Đề Ta Đa Bà Gia Ma Ta Đa Bà Gia Ma Ta Đa Bà Gia Ma Cô Linh Ca Gia Ta Bà La Bà Duệ, đấy thì được. Trì chú thì càng nhanh càng tốt, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ. Miệng trì tâm nhớ, tức là tâm nhớ thì nhớ tưởng cái câu thần chú thì nhanh thì được. Nhưng tụng kinh thì ở mức vừa phải, các vị cứ nghe các sư ở chùa tụng tầm đấy là vừa. Hoặc chúng ta nếu tụng một mình thì nhanh hơn một tí cũng được, hoặc chậm hơn một tí cũng không sao, thế tự chúng ta phải cân đối. Còn ở đây Phật tử hỏi, Phật tử tụng nhanh thì đang tụng cho chú 49 ngày, chắc là ông chú ông mất, cho nên đang tụng cho chú như vậy, hỏi rằng tụng nhanh hơn như thế thì chú có nghe không? Nghe không nghe không quan trọng, quan trọng là chúng ta thì hồi hướng cho họ công đức. Hồi công đức tụng kinh, hồi hướng cho họ thì chúng ta mới đầu lên nghe các thầy tụng kinh, chúng ta có nghe được không? Cũng không nghe được, đúng không? Chúng ta có đọc theo, giờ sách ra lại giờ ra lở vào, có đọc được đâu. Không quan trọng cái chuyện đó. Nếu như họ thực sự họ có duyên với Phật thì tụng nhanh hay tụng chậm, một thời gian sau nếu họ có duyên với Phật thì họ sẽ phải tự đi học thôi. Kể cả gì ở dưới quê âm họ phải tự đi học. Chứ không phải lo cái điều đó cho họ. Điều quan trọng bây giờ mình tụng ấy, mình cảm thấy an lạc, nhanh hay chậm mà mình tụng đến đâu mình nhớ kinh đến đó, mình ghi nhớ ở trong tâm khảm của mình, và mình thấy an lạc khi mình tụng kinh niệm Phật thì đó là được rồi. Chứ còn cũng không có một cái biểu nào để nói là có một cái biểu nào ở chùa bảo phải tụng như thế này là vừa, thế kia là không được. Nhưng các vị có thể tham khảo với cách tụng của các sư bây giờ ở chùa chúng ta đó, này tầm mấy là vừa, khoảng 45 phút trong 40-45 phút tụng kinh và niệm Phật nữa, tất lễ tổng lễ tạ tất khoảng tiếng rưỡi. Nếu niệm Phật nhiều thì thành 2 tiếng, thì tùy theo. Còn ở tây kinh thì khoảng 40 cho đến 1 tiếng đồng hồ trở lại thôi là vừa, không có chậm quá, nó ea thì cũng khó, đọc nó không vào. Nhanh quá thì khoảng đọc mà luyến thoáng cả lên thì tụng kinh như tụng khoán, như làm khoán để cho xong nhanh rồi đứng dậy thì cũng không nên, như vậy là cầu thả. Ea thì quá thì khiến cho cái tâm nói gì nó sinh là bệnh hôn trầm, nhanh quá thì sinh ra cái tâm gì bất kính cầu thả, và khiến cho tâm viên ý mã nó dễ nổi lên, thế cũng không tốt. Đấy, trường hợp này thì Phật tử thế tự điều chỉnh thôi. Chứ còn thắc mắc rằng tụng nhanh như thế thì sợ là chú có nghe được không? Đang làm lễ 49 ngày chú nghe được không? Thôi cái này không quan trọng chú nghe được hay không, mà quan trọng nhất là mình nghe được hay không. Mình tụng mình có nghe được hay không, hay là mình đọc mình chẳng nghe được cái gì cả. Quan trọng mình có nghe được cái gì hay không. Mình phải nghe được, xong rồi mình mới có công đức để hồi hướng cho người ta. Người ta sẽ nhận được cái công đức hồi hướng của mình. Rồi còn người ta muốn, khi người ta được nhận được rồi, người ta thoát khổ rồi, người ta muốn đi học Phật, tự người ta sẽ có cách để người ta đi tìm Phật Pháp để người ta học. Không phải lo cái việc đó cho họ nhé. Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho một việc quan trọng thì con phải nói gì trước khi tụng kinh, và tụng xong thì hồi hướng như thế nào cho việc đó đạt được kết quả?
Vì sau thời gian tụng kinh xong, con hồi hướng rộng khắp cho thần linh thổ địa Kỳ Huyền Thất Tổ, vong linh thai nhi oan gia chế chủ và cả nhà và cô hồn ngạ quỷ vân vân, và hồi hướng cho người sống được bình an và lắm và thế, và cả việc quan trọng của mình cần nữa. Và như vậy có phải ví như có một chút tiền mà con mà cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được một chút xíu hay không, thì việc quan trọng hơn sẽ rất lâu được thành tựu hay không? Trong Phật pháp nó không như thế. Phật pháp nó không như vậy các quý vị ạ, vì nó đang hiểu sai về Phật pháp. Phật pháp chúng ta là ban trải cái tâm Bồ đề, đem công đức tu hành được để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được quân chiêm lợi lạc. Thì đó chính là gì? Đó chính là tâm của Phật, đó chính là hạnh của Phật, đó chính là nguyện của Phật. Chúng ta làm đúng với tâm của Phật, hạnh của Phật, nguyện của Phật đó, thì công đức vô lượng vô biên. Đâu có phải là ví như cái pháp của thế gian mà có mấy đồng tiền mà đem cho nhiều người quá thì mỗi người chỉ được có vài đồng đấy, thì không đủ mua cái gì, không đủ mua bánh mì tôm đâu. Hiểu Phật như thế là sai con ạ. Nhá, hiểu Phật như thế là sai, hiểu rất sai chứ không phải là sai mà rất sai. Còn Phật tử hỏi rằng á, trước khi tụng kinh và sau khi tụng kinh phải hồi hướng như thế nào, phải cầu nguyện như thế nào, phải khấn như thế nào? Ôi, quan trọng gì đâu, có gì khấn đấy. Tâm xuất Phật chứng, tâm chúng ta thế nào thì khấn như thế, cầu cái gì thì cứ thế mà nói ra. Trước khi tụng kinh thì có nghi lễ hết rồi, chúng ta vào chúng ta thì vái Phật ba vái xong bắt đầu vào tụng kinh, ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương đấy, thì còn gì nữa. Tất cả cái nghi thức ấy, cái nghi thức ấy chính là gì, mình gọi là văn khấn đấy. Gọi là văn khấn cái nghi thức ấy. Còn cái gì, cái bài hồi hướng chúng ta cũng là văn khấn đấy. Còn ngoài ra chúng ta hồi hướng xong hết theo nghi thức rồi, chúng ta muốn nán lại thêm 5-7 phút để cầu nguyện cái gì thì cứ cầu nguyện. Lúc đó chúng ta cứ nói hết ra, không sao, cứ nói ra. Nói ra Phật có nghe hay không, Phật còn phải xem xét cái chúng ta cầu nguyện nó có phù hợp với đạo đức hay không, phù hợp với nhân quả hay không, phù hợp với luật pháp của đất nước Việt Nam hay không nữa chứ. Thì chúng ta mà cầu mà gì, để đánh đề thì chắc chắn không được rồi. Cầu để bui đi buôn lậu mà chót lọt công an thì chắc chắn không được rồi. Cầu mà cho gì ạ? Cho chúng ta trúng một cái sổ số hay gì cũng không được rồi. Đấy. Chúng ta phải biết này, phù hợp với pháp luật nhưng mà còn phải phù hợp với đạo đức, với nhân quả hay không. Chứ không phải là với pháp luật Việt Nam có thể là phù hợp, nhưng với đạo đức lối sống thì có thể không phù hợp thì sao? Với nhân quả của Phật nói thì cũng không hợp thì sao? Ví dụ như Việt Nam chúng ta gì, luật pháp Việt Nam cho chúng ta gì, cho phép là gì, nạo phá thai, cho phép là gì, sát sinh hại vật để buôn bán ở các chợ búa và ăn uống bình thường, đúng không? Để luật pháp Việt Nam không cấm, cho phép. Nhưng mà chúng ta vào tụng kinh xong chúng ta bảo cầu cho gì, cho đứa con dâu hay là đứa con gái hay là cái đứa cháu nội hay đi hay cháu ngoại gì đó gì nó đi phá thai á, nó đi phá bỏ cái thai đi á, chắc chắn là Phật gì, Phật không đồng ý rồi. Hoặc là cầu làm sao để cho gì, cho cái đứa con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể của mình á, nó gì, nó có sức khỏe để nó làm cái nghề sát sinh hại vật để nó kiếm ra nhiều tiền á, chắc chắn gì, hợp với pháp luật nhưng mà không hợp với nhân quả. Phật cũng không bao giờ gì, không bao giờ mà gia hộ cho chúng ta những cái việc ấy, đúng không? Đó, cho nên thầy mới nói là hợp với nhân quả, hợp với đạo đức và hợp với pháp luật. Pháp luật có thể gì, hợp nhưng mà gì, không hợp với nhân quả thì cũng không được. Cho nên nhân quả và đạo đức lối sống lành mạnh nó là số một. Pháp luật quốc gia này, quốc gia khác nó có thể khác nhau, nhưng mà nhân quả thì ở khắp tam thiên đại thiên thế giới, khắp mười phương thế giới cũng đều chung như nhau hết. Còn lối sống đạo đức ở xã hội thì có thể nó nhìn nhận khác nhau, nhưng cái cơ bản gì đó là không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, vâng làm các việc thiện, đó chính là cái cơ bản của đạo đức. Đây là cơ bản của gì, của đạo đức. Cho nên là chúng ta cũng phải phù hợp với nó thì mới được. Một Phật tử nữa hỏi, từ địa chỉ Hoàng Phương 0504 68@gmail.com hỏi rằng
Thầy hoan hỷ cho con hỏi trước khi tụng kinh thì phải khấn thế nào cho đúng và không có lỗi ạ. Cách đây 10 năm, nhà con có mua một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ của người đi bán rong và từ đó để lại phòng khách, để tại phòng khách. Nay nghe thầy giảng, con thấy như vậy là có lỗi vì trong phòng khách nhà con chật, lại có ghế nằm để chân hướng về đó. Giờ con phải làm thế nào để ở đâu kể không để không lỗi ạ? Con xin thầy, xin chiên công đức của thầy. Phật tử hỏi có hai ý, ý bảo là tụng kinh thì trước khi khấn khứa như thế nào, cái này thầy nói câu lúc nãy rồi, đúng không? Tùy theo tùy tâm, khấn khứa nào là do mình. Mà có nghi thức ở trong khóa lễ rồi, nếu không biết khấn là cứ theo nghi thức mà làm, cứ theo nghi thức là đầy đủ rồi. Còn ngoài ra chúng ta muốn khấn nôm thêm cái gì thì cứ đọc vào thôi, không sao. Xong tụng hết kinh, khấn hết bài phát, hết cái bài phát nguyện đó, xong chúng ta khấn, khấn xong chúng ta tam tự quy, thế là xong. Còn nói rằng gia đình có trước đây 10 năm có thỉnh pho tượng Di Lặc bằng gỗ để trong phòng khách, bây giờ phòng khách lại nhỏ, nằm thì có cái ghế sofa nằm thì hay quay chân về đó, thì bây giờ làm thế nào? Thì bây giờ đơn giản thôi, đừng có nằm, đừng có quay chân vào đó mà quay đầu vào đó đi thì được, không sao. Để cái tượng Phật ở đó cho mọi người cùng ngắm cùng ấy cũng được. Nhưng có thay đổi mỗi cái thì chúng ta quay cái đầu đi, đừng có cho chân vào đấy mà chúng ta cho đầu vào đấy, thế là được, thế thôi. Hoặc nếu không thì trên ban thờ nhà chúng ta mà rộng rãi thì thỉnh cụ lên trên ban thờ chúng ta thờ cũng được, mà chiêm bái mà đỉnh lễ hàng ngày cũng được. Không thì để tại phòng khách cho nhiều người xem thấy mà phát khởi cái một chút cái niềm tin đó, nhìn thấy tôn tượng của Phật, của Bồ Tát cũng là quý rồi. Nhưng thay đổi mỗi một cái là gì? Lúc nằm thì nằm cho đầu vào đấy, cho chân ra ngoài, thế thôi, đơn giản thế. Còn cái tivi muốn xem thì mình đổi lại cái chỗ tivi là được, có thể treo lên tường ở phía ngoài là được, đổi lại lúc mình nằm để đầu mình vào trong tượng Phật, tượng Bồ Tát, chân ra ngoài, thế là được thôi. Một câu hỏi Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Con tên là Nguyễn Thị Mai, hiện tại con đang ở thành phố Hà Giang. Đầu năm con có về chùa Khai Nguyên dự lễ hội tháng 2 và con có thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về nhà đọc, nhưng con đọc không được đều. Nay con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Cháu thứ nhất sinh ngày 3 tháng 10 năm 1996, sinh vào 2 giờ 30 phút, được con đi xem và được thầy phán là giờ sinh của cháu trùng với giờ tử của một người đàn ông. Ôi dồi ôi, xin thưa các quý vị, thì ai sinh ra mà chẳng trùng với người tử của một người đàn ông hoặc nhiều người đàn ông? Chúng ta thấy trong cái một cái một phút thì ở trên thế giới chúng ta phút nào mà chẳng có một người chết, đúng không? Mà từ đây về vô thủy kiếp trước thì bao nhiêu trăm nghìn năm trước thì lúc nào chẳng có người chết vào về trước. Mà tôi nói ngay cái lúc mình sinh ra trong cái phút đấy, trên thế giới này cũng có gì, có người nam và cũng có người nữ chết. Người ta nói là cứ một giây và có mấy người chết mà, trên thế giới chúng ta một tiếng đồng hồ là có bao nhiêu người chết mà. Một tiếng có 60 giây, một giây phải có gì, có bao nhiêu người chết trên toàn thế giới, thì tránh làm sao được mà bảo là nói là trùng với, cháu sinh ra trùng giờ với một người đàn ông chết, vô lý đùng đùng ra. Cái ông thầy vớ vẩn, đây là biết là gì, ông thầy vớ vẩn nó moi tiền rồi, thôi đừng có tin cái chuyện đấy. Nên tính tình của cháu thì cục cằn giống đàn ông, tính tình không phải là do giờ sinh ra mà nó như thế. Nếu bảo do giờ sinh ra như thế thì hỏi xem tất cả những người ở trên thế gian này cũng sinh ra cái ngày ấy, giờ ấy, năm ấy, tháng ấy, thì họ không cục cằn như cháu thì sao? Tính tình ở đây là gì? Do cái nhân quả, do cái nghiệp nghiệp báo của nó gì? Gieo trồng thì nhờ nhiều đời nhiều kiếp mà có vậy. Thì không phải là do cái sinh vào ngày tháng năm giờ ấy mà gì? Mà sinh ra cái nghiệp như thế. Nói thế là không đúng với giáo lý của Đức Phật rồi, không đúng với người đệ tử của Phật, học Phật phải nên biết vậy. Và đến bây giờ đi xem người ta nói rằng bị duyên âm ám. Kính hỏi thầy, bây giờ trường hợp của cháu như thế thì phải làm thế nào? Đó, thôi cứ tụng kinh Địa Tạng thôi, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Nếu bảo cháu nó chép kinh Địa Tạng thì tốt.
bảo cho nó chép kinh Địa Tạng, chép xong á, nhất tâm lúc chép là phải đánh răng, rửa mặt, rửa tay, quần áo cho sạch sẽ đi, bắt đầu chép cho ba quyển.